mươi 191, đau quá. Phúc, Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn được bật cười Phúc một tiếng, nói, rất tuyệt. Hơn nữa làm cho người ta có cảm giác hết sức kinh ngạc. Làm cho người ta nghe, không khỏi nghĩ đến cuộc đời của mình. Không nhịn được lệ tràn khóe mắt. Hiện tại, cô ấy nên cảm thấy cực kỳ may mắn vì có một người lãnh đạo như anh. Trang hạo nhiên vừa đi về phía trước, vừa rất nghiêm túc nói quá tài năng rồi. Phúc. Tiêu Đồng và Thái Hiền không nhịn nữa nở nụ cười, cùng đi ra đại sảnh, thấy xung quanh quả cầu pha lê đã bày đầy ghế ngồi trắng tinh, chỉ 10 phút, ở phía trước đại sảnh đã bày một cái bàn trắng tinh dài 8 mét, nhân viên đang nhanh chóng đi tới đặt xuống bàn ba bình hoa bách hợp, tháp ly sâm banh đặt ở bên trái bàn dài, trên xe thức ăn đặt mười mấy chai rượu sâm banh. Nữ tiếp tân đang cầm hoa cải cho mỗi vị khách quý. Đông Anh cũng đứng ở trong đại sảnh giúp một tay, nhận từng đóa hoa cầu cài lên người cho các phó tổng giám đốc. Khi cô cầm hoa cầu nhìn về phía lâm sở nhai thì mặt của cô không khỏi ửng đỏ, nhưng vẫn cầm buộc thành hình ngôi sao vô cùng xinh đẹp, đi tới trước mặt của lâm sở nhai, nói, phó tổng, cài hoa cầu cho anh. Lâm sở nhai thay âu phục màu đen, một tay cắm túi quần, một tay chỉ tô lạc hoành đang căng thẳng cười nói, tôi nói cho anh biết. Tối nay anh còn dám hẹn cô gái của tôi đi ra ngoài uống rượu thì đừng làm anh em nữa. Tô Lạc Hoành nhìn anh cười nói, cô ấy nói không thích anh, cảm thấy anh không có cảm giác an toàn. Đông Anh im lặng cầm hoa cầu cẩn thận cài lên cho Lâm Sở Nhai. Tại sao tôi không có cảm giác an toàn? Lâm Sở Nhai nhạo báng Tô Lạc Hoành nói, anh đừng giả vờ với cô ấy. Tôi nói với anh, mỗi ngày sáng trưa tối anh theo đuổi ba lần, cô ấy không biết mà thôi. Chấm ngoặc kép, anh nói xong mới quay đầu nhìn thấy là Đông Anh cài hoa cho mình, liền ơ một tiếng, bật cười nói, Đông Anh à lại là cô cài hoa cho tôi làm sao tôi chịu nổi đông anh ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm sở nhai có chút ngượng ngùng dịu dàng nói có thể cài hoa cho anh là vinh hạnh của tôi cô lui ra sau một bước mới vừa muốn nhìn xem hoa cầu cài cho anh có ổn hay không đột nhiên nhìn thấy lâm sở nhai vươn tay nắm chặt cổ tay của cô kéo cô đi trước một bước mặt của đông anh chợt đỏ xoay người lại thấy một đồng nghiệp đang đẩy xe rượu sâm banh đi qua sau lưng thiếu chút nữa đụng phải audio điện tử võ tấn bền. Cẩn thận, Lâm Sở Nhai hơi mỉm cười nhìn cô một cái, có chút dịu dàng nói. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, đông anh im lặng không lên tiếng, liền xoay người đi khỏi, hai mắt hơi được buồn nhưng nhanh chóng thu lại biểu hiện trên mặt, thở nhẹ một hơi, đi tới một đầu khác khách sảnh nhưng không nhìn thấy tưởng thiên lỗi. Sau đó nắm lấy một trợ lý của mình hỏi, tổng giám đốc đâu? Lúc này dường như tôi nhìn đến anh ấy và tử hiền tiểu thư đi ra ngoài, vẫn chưa về trợ lý nói. Đông Anh nghe vậy, theo bản năng tìm người khắp nơi, vừa tìm vừa nói, chút nữa, lễ chúc mừng sắp bắt đầu. Tổng giám đốc còn chưa cài hoa cầu. Trợ lý nghe xong lập tức tìm người khắp nơi. Đường khả hình đi qua hành lang thật dài, mới vừa muốn đi tới đại sảnh tới, lập tức ngây người nhìn đại sảnh mới vừa rồi còn trống không, bây giờ đã phủ kín ghế ngồi khách quý, phía trên còn bày một khán đài, không khí tương bừng vui vẻ làm lòng của người ta lập tức cởi mở, cô vội vã bước nhanh tới phía trước, nhìn thấy tiêu đồng đang phụ trách tại đại sảnh, sốt ruột hỏi, thấy tổng giám đốc tưởng chưa? Không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình lắc đầu một cái. Tiêu đồng gấp gáp đưa hoa cầu cho đường khả hình, căn dặn cô lập tức đi khắp chỗ tìm tổng giám đốc. Bởi vì sắp bắt đầu lễ thành lập trụ sở mới, nhìn thấy anh ấy, lập tức cài hoa cầu cho anh, mời anh ấy đến đại sảnh, nói lễ thành lập sắp bắt đầu. Vâng, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh lập tức nhận lấy hoa cầu, tìm người ở trong đại sảnh, chỉ có tiếng người ồn ào, không nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, cô lập tức đi dọc theo hành lang giải yên tĩnh của cao ốc văn phòng, khi cô nắm hoa cầu đạp sàn nhà màu vàng nhạt đi qua cái tủ trưng bày hình ảnh các trang trại rượu và các loại rượu đỏ của các nước thì bên một phòng hội nghị yên tĩnh nghe được giọng nói bén nhọn của Tử Hiền nói, rốt cuộc tối hôm qua, anh ở bên cô ấy phải không? Đường Khả Hinh nắm hoa cầu đứng ở cửa bên nghe được câu này, hai mắt chợt lóe ngay lập tức muốn lui về phía sau một bước, xoay người đi khỏi, nhưng nhìn hoa cầu trong tay mình, biết bên ngoài nhất định rất vội, cô có chút bất đắc dĩ tiến lên, muốn đưa tay gõ cửa. Trong giấy thỏa thuận chúng ta đã từng nói, ngày nào còn chưa kết hôn, không được hỏi chuyện riêng của đối phương. Em quên sao, đây là thỏa thuận tự em quyết định. Ha ha, Tử Hiền có chút tức giận nói, thật sao? Nếu như vậy, trước khi chưa kết hôn với anh, em có thể lên giường cùng đàn ông khác phải không? chấm ngoặc kép tay của đường khả hình dơ lên trước cửa hai mắt nhìn trầm trầm cánh cửa màu đen không dám lên tiếng suốt cuộc tưởng thiên lỗi mở miệng nói anh lên giường với ai tối hôm qua thật không có làm chuyện gì với cô ấy chỉ ở cả đêm cùng với cô ấy giọng của tử hiền có chút dịu lại chuyện của anh em đừng hỏi giọng của tưởng thiên lỗi có chút cứng rắn hôm nay tâm trạng của anh không quá tốt em không hỏi cũng được nhưng anh hại em chờ anh cả buổi tối ngày hôm qua anh phải bồi thường cho em tử hiền mềm mỏng em muốn bồi thường thế nào hôn em một chút chấm ngoặc kép giọng nói có chút mập mờ có chút quyến rũ hai mắt đường khả hình nhanh chóng xoay chuyển muốn quay người chạy trốn lại nghe có người ở sau lưng lớn tiếng gọi đường khả hình cô làm gì ở đây giọng của tiêu đồng đường khả hình kinh hãi xoay người nhìn về phía tiêu đồng cửa ầm ầm mở ra Tử Hiền đứng ở cửa bên, lạnh lùng nhìn về phía Đường Khả Hinh, a à hát một tiếng, nhướng mày, nhạo báng nói, lại là cô, thật khó trách tôi nghi ngờ cô là một cô gái rất giả tạo. Tưởng Thiên lỗi lập tức nắm chặt bả vai vợ chưa cưới, để cho thân thể cô đứng lui ra phía sau, hai mắt đông lạnh nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nắm hoa cầu, có chút căng thẳng giải thích nói, thật xin lỗi tổng giám đốc, Nhậm tiểu thư, tôi chỉ muốn. Tiêu Đồng mỉm cười lập tức đi lên trước hướng về phía tưởng thiên lỗi và nhậm tử hiền nói tổng giám đốc nhậm tiểu thư là như vậy bởi vì sắp bắt đầu lễ khai trương cho nên tôi gọi khả hình đi tìm tổng giám đốc thuận tiện cài hoa cầu khách quý tôi thấy cô ấy mới đi đến cạnh cửa tôi gọi cô ấy còn tưởng cô ấy muốn lười biếng tử hiền chậm rãi nhìn về phía đường khả hình nhíu mày nói thật như vậy sao là muốn lười biếng hay muốn nghe lén đường khả hình nắm hoa cầu cắn chặt môi dưới muốn im lặng nhưng hai mắt lóe lên một cái liền chậm rãi nói tôi vô ý nghe lén hai người nói chuyện bởi vì bí mật của hai người không liên quan đến tôi tôi thật sự chỉ tới tìm tổng giám đốc tới cài hoa cầu cho anh ấy tử hiền ngửa mặt im lặng không lên tiếng nhìn về phía cô tưởng thiên lỗi cũng lạnh lùng nhìn về phía cô tiêu đồng nhìn ba người bọn họ một cái ngay lập tức có chút căng thẳng muốn nhận lấy hoa cầu trong tay khả hinh nói để tôi làm đây là công việc của tôi tôi làm ánh mắt đường khả hình đột nhiên kiên định giọng nói có chút cứng rắn sắc mặt của tử hiền cứng ngắc không vui nhìn về phía cô hai mắt tưởng thiên lỗi chậm rãi nhìn cô lại nói với tử hiền em đi ra ngoài trước em không muốn tử hiền không chịu tưởng thiên lỗi nhàn nhạt nhìn về phía tử hiền tử hiền nhìn ánh mắt của anh một cái ngay lập tức hừ một tiếng có chút không cam lòng nhìn đường khả hình một cái mới cùng tiêu đồng đi dọc hành lang thật dài đi ra ngoài vừa đi, vừa không yên tâm quay đầu lại nhìn cô một cái. Hành lang lập tức yên tĩnh. Đường khả hình nắm hoa cầu đứng ở ngoài cửa. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên cửa, nhàn nhạt nhìn cô cúi đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, hai mắt vẫn còn hơi sưng vù, đoán chừng vừa rồi khóc rất nhiều, liền nói, không phải cô muốn cải hoa cầu cho tôi sao? Vâng, đường khả hình lập tức gật đầu, nắm hoa cầu, mới vừa muốn tiến lên một bước, tưởng thiên lỗi lại xoay người đi vào phòng hội nghị đường khả hình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn anh đi tới vị trí của tổng giám đốc giữa phòng hội nghị ngồi xuống hết sức tao nhã nhìn mình cô cũng im lặng nhìn anh một cái mới bước nhanh tới trước mặt của anh dịu dàng nói tổng giám đốc mời anh đứng lên tôi muốn cài hoa cho anh tưởng thiên lối cũng không nhúc nhích nhìn về phía cô hai mắt đường khả hình chuyển động nhìn dáng vẻ muốn ăn đòn của anh cười như không cười nhìn mình giọng nói cô có chút cứng rắn tổng giám đốc mời anh đứng dậy tôi muốn cài hoa cho anh ánh mắt của tưởng thiên lỗi sáng lên rốt cuộc chậm rãi đứng dậy lập tức đứng dán thật gần đường khả hình trái tim đường khả hình đập thình thịch lui ra sau một bước hai chồng mắt hơi lạnh lùng tưởng thiên lỗi lại tiến lên một bước nhìn vẻ mặt cô cố nén lạnh lùng đường khả hình lui ra sau một bước nhưng phát hiện mình đã dán vào tường cô lập tức ngẩng đầu lên tưởng thiên lỗi đã đứng gần dán vào người cô cúi xuống nhìn cô đường khả hình cắn răng nắm chặt hoa cầu muốn đẩy anh ra không ngờ bị gai hoa cầu đâm vào ngón cái của mình cô a à hát một tiếng kêu lên giơ tay nhìn máu tràn ra trên ngón tay của mình kêu nhỏ đau quá tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô nắm bàn tay nhỏ bé của cô buông tôi ra đường khả hình tức giận muốn đẩy anh ra không ngờ tưởng thiên lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi khẽ mút máu tràn ra trên ngón tay cô mặt của đường khả hình đỏ lên thân thể mềm nhũn ở cạnh tường, muốn rút tay về, không ngờ mới vừa muốn rút về, lại bị tưởng thiên lỗi cắn mạnh đầu ngón tay một cái, cô thật sự rất đau, a à một tiếng kêu lên, đau quá. chương 192, anh dám. Tưởng thiên lỗi đột nhiên buông lỏng ngón tay của cô, mở đôi tay bá đạo xông vào sau lưng cô, ôm cô dán vào mình, cúi xuống nhìn cô nói, lúc này tại sao khóc. Đường khả hình thức giận giơ ngón tay của mình, nhìn anh nói tại sao cắn tôi tay đứt ruột xót anh biết không rất đau hai mắt tưởng thiên lỗi thoáng qua ý cười sâu kín nói cô cũng biết đường khả hình im lặng nhìn anh lúc này tại sao khóc tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình sâu kín lặp lại câu hỏi đường khả hình biết anh nói móc nhưng vẫn nói đó là chuyện của tôi tôi không muốn nói xin anh tránh ra để cho tôi đi làm việc tôi không muốn nghe vợ chưa cưới của anh nói tôi có ý đổ với anh đối với tôi rất oan uổng Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt phát ra thứ ánh sáng như thú săn mồi, cúi xuống, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô muốn nhìn vết sẹo màu hồng của cô. Đường Khả Hinh cảm nhận được, quay đầu chỗ khác. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy cô từ chối. Trên mặt hiện lên lạnh lùng nói, sau này không có việc gì, đừng tựa vào trong ngực một người đàn ông khóc, như vậy sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng ngẩng đầu lên nhìn anh nói, thật sao? Sau này không có việc gì, không nên tùy tiện ôm một cô gái vào trong ngực, như vậy cũng sẽ dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Tưởng Thiên Lỗi nghe vậy nhìn về phía Đường Khả Hinh, bình tĩnh nói, "Thật sao? Vậy cô hiểu lầm tôi?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, bị lừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút tức giận nói, "Tôi hiểu lầm anh cái gì? Tôi không có bất kỳ ý tưởng gì với anh." Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế, cảm thấy buồn cười, nhìn về phía cô cười khẽ nói, "Thật sao?" cô không có bất kỳ ý tưởng gì với tôi. Không nên dùng giọng nghi ngờ với tôi, tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Đường khả hình không khỏi tức giận, nhìn tưởng thiên lỗi. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi lộ ra chút nghiền ngấm, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi tây trang của mình ra, mở màn hình, bên trong xuất hiện một cô gái đáng yêu hướng về phía ống kính hôn môn, đưa tới trước mặt của đường khả hình nói, cô xem đi, người bên trong hình là ai vậy? Cô có biết không? Trong lúc nhất thời đường khả hình sửng sốt, ngẩng đầu lên cẩn thận nhìn cô gái trong màn hình điện thoại di động đang chu môi nhìn về phía ống kính hôn gió, bộ dạng rất ngọt ngào chính là mình vậy. Cô trợn mắt thở hốc vì kinh ngạc, đầu như bị người đánh mạnh một cái, nhìn mình trong màn hình điện thoại di động kia, khiếp sợ kêu to chụp lúc nào vậy. Tôi làm sao biết cô chụp lúc nào, tưởng thiên lối có chút buồn cười nhìn về phía đường khả hình, nói chính cô chụp mà mình không biết. Biết rõ điện thoại di động này là của tôi, tại sao muốn chụp hình của cô ở trên di động của tôi đó không phải do tôi chụp đường khả hình lập tức xứng sờ nắm chặt tay tưởng thiên lỗi nhìn tấm ảnh trong màn hình cặp mắt của cô nhanh chóng lóe lên nhớ lại lúc mình mới vừa biết được đi làm ở khách sạn á châu dùng điện thoại của nhã tuệ chụp hình để ăn mừng cô tức giận kêu lên hình này không phải tôi chụp bằng điện thoại di động của anh mà chụp bằng điện thoại của nhã tuệ không biết vì sao hình lại ở trong điện thoại của anh thật sao ánh mắt tưởng thiên lỗi sáng lên nhìn về phía cô anh xem đi đường khả hình lập tức nắm chặt tay tưởng thiên lỗi chuyển điện thoại ở trong tay anh sang tay cô rất nghiêm túc nhanh chóng nói điện thoại di động của anh rất sáng nhất định rất đắt giá chứ nhưng anh xem tấm hình ảnh này rất mờ có đúng không đây chính dùng điện thoại di động giỏng của nhã tuệ để chụp tưởng thiên lỗi chậm rãi nhìn màn hình điện thoại di động nhìn đôi môi nhỏ đường khả hình cong lên nói rất tốt chụp môi rất đẹp chỉ là lúc hôn không có nhiệt tình như vậy. Cắn chặt hàm răng đấy. Đường khả hình nghiêm mặt nhìn anh, tức giận đến phổi cũng vặn vẹo, cô chấp mắt một cái, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, sau đó mở tấm hình tiếp theo cho anh nhìn, nói anh nhìn tấm hình này đi. Cô ngừng lại, vừa vặn nhìn thấy hình mình như mặt hướng về phía ống kính cười ngọt ngào, cô nhìn lại mình một cái, gấp gáp giải thích tiếp, anh xem một chút, hình này mơ hồ như vậy, làm sao có thể chụp bằng điện thoại di động của anh. Tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn tấm hình của đường khả hình nở nụ cười ngọt ngào tinh nghịch, hết sức đáng yêu, cũng không lộ vẻ gì nói, không có, tôi cảm thấy chụp rất tốt, cười rất đẹp. Hình ảnh cũng rất tốt. Đường khả hình tức giận nhìn anh một cái, đột nhiên cầm điện thoại di động, đưa lưng về phía tưởng thiên lỗi, nhanh chóng tìm chức năng chụp hình, muốn nhấn nút xóa, vừa tìm vừa nói tôi sẽ xóa hết. Cô tìm được phím hủy, ánh mắt sáng lên, ngón tay cái sắp đè xuống phím hủy, không ngờ sau lưng ấm áp, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm cô, từ phía sau vươn tới nắm chặt điện thoại di động của mình, tức giận hỏi cô muốn làm gì. Tôi xem một chút, Đường Khả Hinh lập tức xoay người muốn đoạt di động. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt điện thoại di động, tránh ra tay của cô nói, muốn xóa bỏ. Đó là hình của tôi, tôi khẳng định Nhã Tuệ không cố ý bỏ vào, cho nên tôi có quyền xóa hình của tôi. Đưa cho tôi, Đường Khả Hinh vươn tay muốn giành điện thoại di động trong tay anh vóc người của tưởng thiên lỗi cao gần 1m9, đối mặt với đường khả hình thấp hơn, cho dù cô mang giày cao gót cũng chỉ có 1m7, anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, đường khả hình với tay không tới, anh cười khẽ một tiếng. Anh trả cho tôi, đường khả hình thức giận đến tiếng giày cao gót, tay kéo tây trang của anh, muốn nhào lên người của anh, giơ tay lên muốn lấy điện thoại di động, không ngờ anh cố tình giơ cao, cô mệt mỏi thở hổn hển liều mạng đưa tay nhưng không lấy được, cô mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, hơi giơ tay lên, cúi xuống nhìn dáng vẻ nóng nảy của Đường Khả Hinh, hai mắt anh không khỏi phát ra chút ánh sáng mềm mại, sâu kín nói cô muốn hình, có thể. Thừa nhận cô cố ý để hình vào trong điện thoại di động. Anh nằm mơ, Đường Khả Hinh lại muốn nhảy dựng lên, đoạt điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất điện thoại di động vào trong túi tây trang của mình, bước nhanh. Đi ra ngoài. Anh trả điện thoại di động lại cho tôi trước. Điện thoại di động của cô sao? Trả lại hình cho tôi. Nó ở trong điện thoại di động của tôi, chính là của tôi. Tưởng thiên lỗi không nói hai lời, cũng biết thời gian không còn kịp nữa, liền bước nhanh đi ra ngoài phòng hội nghị. Này, đường khả hình tức giận, lập tức kéo lấy cánh tay của anh, tức giận nói, hình của tôi không thể để trong di động của anh, sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ giết tôi. Cô ấy giết cô có liên quan hệ gì với tôi? tưởng thiên lỗi quay đầu sang nhìn đường khả hinh, không khách khí hỏi. Anh, đường khả hinh tức giận nhìn tưởng thiên lỗi, phát hiện người này thật sự vô lại, bây giờ cô không có biện pháp tiến lên đoạt điện thoại, tưởng thiên lỗi lại ôm cô vào trong ngực, cúi xuống nhìn cô tức giận chừng mắt phát run, nói thừa nhận, thì cho cô. Anh nằm mơ, hành lang thật dài, truyền đến một tiếng giày cao gót. Tiêu đồng hết sức gấp gáp đi tới phòng hội nghị, vừa đi vừa gấp gáp nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, Gần 10 giờ 15 phút, cô Ngạc Nhiên nói, rốt cuộc có chuyện gì còn chưa tới. Tiêu Đồng, Đông Anh cũng gấp gáp đi tới, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi, cô gặp tổng giám đốc chưa? Mới vừa rồi còn nhìn thấy, có một chút chuyện nên chậm một chút, đang ở phòng hội nghị. Tiêu Đồng nói xong liền trực tiếp đẩy cửa phòng hội nghị, hai người đi vào, nhưng nhìn thấy phòng hội nghị trống không, khắp nơi chỉ có bàn ghế sắp xếp chỉnh tề nhưng không thấy người, bọn họ Ngạc Nhiên đi vào trong, nói kỳ lạ, người đâu? xung quanh không có ai đáp lại. Đông Anh và Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía đầu kia phòng hội nghị, muốn nhìn xem anh có đang nghỉ ngơi hay không. Cửa mở ra tự nhiên cũng không có khép lại, sau đó có chút hơi thở từ trong khe hở ở giữa tường và cánh cửa lộ ra nhưng lại biến mất rất nhanh. Tưởng Thiên lỗi ôm lấy đường khả hình đứng ở cạnh cửa phòng hội nghị, nhờ cánh cửa che khuất, anh cứ nhàn nhạt nhìn cô. Đường khả hình căng thẳng, nhưng cô chớp mắt to, ngạc nhiên nghĩ, không đúng, tại sao phải choose? mình làm chuyện sai sao cô phát hiện mình bị lừa ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn tưởng thiên lỗi cô đoán không lầm tưởng thiên lỗi cười đắc ý đôi tay càng ôm chặt eo nhỏ nhắn của khả hình nhẹ nhàng xoa mặt của đường khả hình đỏ lên thân thể khô tự chủ dán vào ngực tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên có chút tức giận nhìn về phía anh dùng ánh mắt hỏi anh muốn làm gì cô sẽ biết ngay khóe miệng tưởng thiên lỗi đột nhiên cong lên nụ cười đắc ý nhìn ánh mắt hoảng sợ của cô, hơi dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn rất bá đạo cúi xuống, chậm rãi muốn dán lên môi của cô. Đường khả hình trừng lớn con ngươi nhìn anh, dùng ánh mắt ăn thua đủ nói, anh dám. Tại sao không dám? Hai mắt tưởng thiên lỗi chậm rãi nhắm lại, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Đường khả hình cứng ngắc bên trong tường, nuốt một ngụm nước, trận mắt nhìn tưởng thiên lỗi nhắm mắt lại hôn mình, có chút say mê, trái tim của cô đập mạnh, đôi tay kéo chặt áo trên hai cánh tay anh, mím chặt môi, lại cảm thấy môi của anh cũng không miễn cưỡng nhẹ nhàng môi của mình mà đổi thành hôn mặt của cô, mắt của cô, cái mũi của cô. Mặt của cô lập tức đỏ lên, sắp hít thở không thông, không thở được rồi, không nhịn được mở môi đỏ mọng thở mạnh. Đầu lưới tưởng thiên lỗi nhanh chóng xông vào, khẽ liếm đầu lưới của cô, thu lấy ngọt ngào, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đôi tay chậm rãi quét về phía bên hông khêu gợi của cô, thậm chí lòng bàn tay khẽ vuốt xuống, xoa nhẹ cái mông tròn lẳng của cô rất hưởng thụ thân thể mềm mại của cô trong chớp mắt đại não đường khả hình tê dại bị hôn từng chập vuốt ve từng hồi không nhìn được đón nhận nụ hôn của anh cùng anh nhẹ nhàng quấn lấy tiêu đồng và đông anh thật ngạc nhiên đi ra ngoài nói không có sao không phải đã đi ra ngoài rồi chứ nghe được giọng nói này đường khả hình có chút căng thẳng níu chặt ống tay áo của anh hoảng sợ tưởng thiên lỗi lại cười khẽ tiếp tục nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưới của cô lòng bàn tay đã phủ thẳng xuống bắp đùi cảm nhận phần bắp đùi lạnh lẽo lại càn dỡ hôn nhẹ cổ của cô cắn nhẹ vành tai của cô cắn nhẹ mặt của đường khả hinh đỏ lên muốn xoay mặt đi tưởng thiên lỗi nhanh chóng hôn lên môi của cô có thể đã đi ra ngoài chúng ta đi thôi tiêu đồng đi trước một bước đi ra ngoài đóng bên trái cửa Đông Anh cũng thuận tiện đóng cửa phía bên phải nhưng mắt lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau bên trong cửa, cô choáng váng. Chuyện gì vậy? Tiêu Đồng quay đầu, nhìn về phía Đông Anh. Chương 193, chơi đùa. Đông Anh liếc đôi nam nữ bên trong cửa một cái, mới nhìn Tiêu Đồng miễn cưỡng cười nói, không có. Không có. Không có gì. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng Đông Anh đột nhiên căng thẳng, liền có chút tò mò đi tới, hỏi tại sao sắc mặt cô khó coi như vậy? không có sao chứ. Không có việc gì, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, Đông Anh lập tức mỉm cười đi lên trước, giả vờ rất thân mật kéo nhẹ cánh tay tiêu đồng, cùng với cô di chuyển vị trí một chút, cố ý nghiêng người đè mạnh lên cánh cửa, nói đùa tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Cho nên choáng váng, cô xem, bây giờ tôi còn suốt mồ hôi. Nóng, tiêu đồng có chút ngạc nhiên nhìn về phía máy điều hòa không khí cạnh cửa, nhiệt độ 15 độ C. Cô cười một tiếng, thật sự kinh ngạc nhìn trên trán Đông Anh đổ mồ hôi, nói: "Ồ. 15 độ cô còn đổ mồ hôi sao, vậy ngày hè làm sao cô chịu nổi?" "À, chịu đựng thôi." chấm ngoặc kép, Đông Anh giả vờ dựa lưng vào cánh cửa, có chút mất hồn lau mồ hôi trên trán của mình, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười nói. Cánh cửa đè vào bên trong một cái. Cả người Tưởng Thiên Lỗi liền ép về phía đường khả hinh. Đường khả hinh khổ mà không nói được, khuôn mặt đỏ lên cảm thấy bộ ngực mình gần như dán vào lồng ngực kiên cố của anh, thậm chí cảm thấy hơi nóng trong thân thể của anh rất mãnh liệt nhào về phía mình, làm cho tai mình đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. hai mắt tưởng thiên lỗi chợt lóe, cúi xuống nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. đường khả hình hung giữ nhìn anh, chúng ta đi ra ngoài đi, nơi này nóng quá, tôi không chịu nổi. chấm ngoặc kép, đông anh liền nhanh chóng đẩy tiêu đồng đi ra. nơi này cô còn nóng ra đại sảnh, không phải nóng chết cô sao? Tiêu đồng cười nhìn Đông Anh đi ra ngoài. Cố chịu một chút, Đông Anh miễn cưỡng cười nói. Phịch một tiếng, rốt cuộc hai người đóng chặt cửa lại. Đường khả hình thở mạnh một hơi, lập tức đẩy tưởng thiên lỗi ra, tức giận nói, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tưởng thiên lỗi lùi ra sau một bước, im lặng nhìn cô một cái, không trả lời câu hỏi của cô. Đường khả hình đi tới trước mặt của tưởng thiên lỗi, thật sự không hiểu nói. Lúc muốn mắng thì mắng tôi té tát, lúc đuổi tôi đi thì liều mạng đẩy tôi đi ra ngoài. hết lần thứ nhất đến lần thứ hai chen chúc trong nhà tôi, sau đó hôn tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh làm như vậy không có cách nào làm cho người ta không hiểu lầm. hiểu lầm cái gì? Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía cô, hỏi. hiểu lầm anh yêu thích tôi, Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nói ra những lời này. cái gì? Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên có chút ngạc nhiên cười nhạo nhìn về phía cô nói thích cô. Dĩ, nhiên sẽ không, tuyệt đối sẽ không, chắc chắn sẽ không. Đường khả hình cũng tỉnh táo nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, chính mắt tôi nhìn thấy anh vì như mặt tiểu thư mà khổ sở muốn nhảy xuống biển, vì cô ấy thiếu chút nữa anh bóp chết tôi, ném tôi xuống biển. Đối với tình yêu của Tổng Giám Đốc Ngài, tôi hiểu rất rõ ràng, tôi chỉ là một cô gái bình thường, mặc dù là ba lần bị anh cướp đi nụ hôn của tôi, tôi vẫn không hiểu lầm anh nhưng sau này mời anh phải tôn trọng tôi tôi không phải loại cô gái có thể chơi đùa với anh chơi đùa với tôi cô có tư cách chơi đùa với tôi sao khuôn mặt của cô như vậy làm sao cô chơi đùa với tôi sắc mặt của tưởng thiên lỗi có chút khó coi lại bắt đầu tức giận và chết diếu vậy sau này mời anh cách xa tôi xa một chút không biết vì sao đường khả hinh rất tức giận xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi lại tức giận nắm chặt cổ tay của cô kéo mạnh thân thể của cô trở về lấn áp nói đừng nói với tôi lúc nãy cô không say mê nụ hôn kia đường khả hinh lạnh lùng quay đầu nhìn về phía khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của tưởng thiên lỗi nói tôi say mê tưởng thiên lỗi nhanh chóng chớp mắt nhìn cô đường khả hinh ngẩng mặt lên dũng cảm nhìn về phía anh nói lúc nãy tôi say mê thậm chí tôi còn tưởng rằng nụ hôn kia là thật thậm chí lúc tôi nhìn thấy anh nhắm mắt lại tôi cảm động bởi vì tôi từng nghe người khác nói Lúc hôn nhất định phải nhắm mắt lại mới có thể khiến nụ hôn say mê hơn, sâu đậm hơn, nồng nàn hơn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô chằm chằm. "Nhưng tôi biết đó không phải là thật, má cháu của tôi đã bị hủy, tan vỡ quyền ước mơ của một cô gái. Tôi không ảo tưởng tình yêu không thực tế, tôi cũng không ảo tưởng loại đàn ông như anh sẽ thích tôi, cho nên, xin anh không nên tùy ý đến gần tôi, nụ hôn này coi như tôi tặng cho anh vì cảm ơn anh để cho tôi say mê." Bất quá tôi vẫn cảm thấy rất tức giận bởi vì tôi tuyệt đối không thích anh hôn tôi cô tức giận nói tưởng thiên lỗi nhíu mày nhìn cô đường khả hình cũng hung hăng chừng mắt liếc nhìn anh một cái sau đó nhanh chóng xoay người đi khỏi trước khi đi nói nghĩ lại chuyện như mà tiểu thư rơi biển đi cô ấy thật rất thích anh không cần cô nhắc nhở đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một nụ hôn cô có thể can thiệp vào tình yêu của tôi tưởng thiên lỗi nghiêm giọng nói ầm um, một tiếng của đóng lại đường khả hình tức giận đứng ở bên cửa nặng nề thở dốc một hơi hai mắt đột nhiên đỏ lên nhưng vẫn cắn chặt răng đi về phía trước cho đến khi đi tới đại sảnh triển lãnh nhìn thấy khu vực triển lãm gần ngàn mét vuông đã ngồi đầy lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu còn có các vị khách quan trọng đã đến bọn họ sôi nổi cần thư mời chúc mừng thành lập trụ sở mới của hoàn cầu vui vẻ bàn tán sôi nổi chúng ký giả cầm camera quay phim khắp nơi mà trang hạo nhiên đứng ở trong đám người nhìn mọi người cười to sảng láng ánh sáng bắn ra bốn phía. Tổng giám đốc tưởng tới, có người lên tiếng. Đường khả hình nghe vậy, ánh mắt lóe lên một cái, vội vàng bước nhanh về phía trước, đi theo ở bên cạnh tiêu đồng, ngồi ở hàng đầu bên trái đã được sắp xếp. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang phẳng phiêu, trong ánh đèn lấp lánh, phong độ chậm rãi đi tới đại sảnh triển lãm. Từ đầu bên kia, Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi về phía khu triển lãm. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường khả hình cũng không nhịn được vươn tay, vừa vỗ tay vừa nhìn tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi lên khán đài, vẫn là người thống trị trên một người, dưới vạn người, khó có thể tưởng tượng một người đàn ông như vậy, mới vừa rồi cùng mình hôn môi say mê ở bên trong phòng hội nghị. Mặt của đường khả hình đỏ lên. Đúng rồi, lúc này cô đi vào trong đó hả? Không có sao chứ, tiêu đồng nhìn về phía đường khả hình có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, đường khả hình vội vàng mỉm cười. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên hai người cùng tao nhã phong độ đi lên khán đài, trong ánh đèn rực rỡ và rèn flash của đám ký giả, phong độ nghiêm nghị nhìn đối phương một cái, chậm rãi vươn tay bắt tay đối phương. Trung ký giả lập tức nhắm camera bấm nhanh, bởi vì nhận được tin tức nội bộ, lần này trang hạo nhiên trở về nước chính là vì đập tan thế lực của tưởng thiên lỗi muốn thâu tóm tập đoàn Á Châu. Mà mục đích đầu tư dự án 100 tỷ đô khách sạn dưới nước của Tưởng Thiên Lỗi chính là vì muốn móc sạch tài chính của tập đoàn Hoàn Cầu đạt tới trong tương lai. Bất kể người bên ngoài bàn tán như thế nào, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên nhìn nhau, giống như vẫn là đồng bạn hợp tác nhiều năm, tình nghĩa thâm sâu, không sợ lời đồn đãi, chậm rãi xoay người nhìn mọi người trong đại sảnh triển lãm, tao nhã ngồi xuống, hai người đàn ông xuất sắc, có thiên phú của mình, sáng lập nên giai thoại khách sạn, nhiều năm qua bọn họ không đàm phán cùng nhau, hôm nay vì một dự án chung mà tiến tới với nhau, rốt cuộc là long tranh hổ đấu. Hay lập nên kỳ tích một lần nữa. Hội trường dần dần yên lặng lại, chỉ có âm thanh bấm camera của ký giả. Rốt cuộc trang hạo nhiên mỉm cười nhìn toàn trường, lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, tay cầm microphone, hướng về phía tất cả mọi người có mặt nói, lúc tôi còn nhỏ. Từng nghe cha tôi nói đến người ông của tôi và ông tưởng cùng sáng lập ra hoàn cầu, nếu muốn thể hiện một trị giá trị cao nhất của một doanh nghiệp thì nhất định phải hợp tác trong lúc hợp tác dùng trí tuệ của rất nhiều người để đạt mục đích chung mà khách sạn chính là nơi thể hiện sự hợp tác của nhiều người nhất là một người lãnh đạo nhất là một người lãnh đạo ngành khách sạn tư tưởng của chúng tôi không thể dừng lại bởi vì hiện nay lúc thông tin và khoa học kỹ thuật phát triển như vậy chỉ cần anh dừng lại cũng sẽ bị nhanh chóng đào thải cho nên khi tổng giám đốc Tưởng đưa ra ý tưởng xây dựng khách sạn dưới nước đứng đầu toàn thế giới, tôi cảm thấy hết sức nể phục. Bởi vì có một số người, nếu như cho anh ta cơ hội, anh ta sẽ nắm chặt cơ hội trong tay, thay đổi thế giới này. Đèn flash nhanh chóng hướng về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ở dưới khán đài đường khả hình cũng không nhịn được nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chỉ lạnh lùng ngồi tại chỗ im lặng không lên tiếng nhưng cảm nhận có ánh mắt rất dịu dàng đặc biệt nhìn mình ánh mắt anh chậm rãi nhìn về phía cô đường khả hình cúi đầu trang hạo nhiên nhìn về phía tất cả mọi người tiếp tục phát biểu hôm nay trong sự cạnh tranh khốc liệt chúng tôi là một tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới tất nhiên muốn phát huy giá trị hợp tác cao nhất để cho giai thoại hoàn cầu tiếp tục lưu truyền mà muốn cho giai thoại được tiếp tục lưu truyền không phải là trang hạo nhiên tôi cũng không phải là tổng giám đốc tưởng mà là từng người hợp tác với hoàn cầu bất kỳ một cá nhân nào đứng đầu công. Ti cũng không thể kéo dài sự phát triển hơn 50 năm. Trong lịch sử chưa từng có một người nào. Ánh mắt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi chợt lóe lên. Ánh mắt trang hạo nhiên như chim ưng nhìn về phía tất cả mọi người nói, hôm nay tôi dẫn nhân sự ưu tú của Hoàn Cầu trở lại tập đoàn Á Châu, là vì thực hiện tinh thần hợp tác gây dựng sự nghiệp Hoàn Cầu. Từ nay về sau, tôi sẽ đem hết toàn lực cùng Tổng Giám Đốc Tưởng xây dựng dự án khách sạn dưới nước, sáng lập nên giai thoại thế giới. Mời các ngành nghề, chính phủ và truyền thông giám sát. Chúng tôi không sợ hãi, tiếp nhận tất cả thử thách. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Đường khả hình cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên nói xong, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt giống như ánh mặt trời, cô đột nhiên không nhịn được nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Ở trong tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, hai tròng mắt tưởng thiên lỗi thâm thúy đáng sợ, lễ chúc mừng trụ sở mới của hoàn cầu rốt cuộc hoàn thành. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, hai người đồng thời đứng lên, trong từng ánh đèn flash, hai nhà lãnh đạo ngành khách sạn đứng lên, bắt tay nhau. Tiêu Đồng lập tức chủ trì nghi thức khui rượu sâm banh, Lauren dẫn nữ tiếp tân chậm rãi đi tới, trên cái mâm kia rõ ràng là sâm banh hồ đào. Thân trai mạ vàng, chỗ lõm vào có thể nhìn thấy được hoa văn hồ đào, lộ ra ký hiệu phong cái choàng ra, Chai sâm banh này là do gia tộc Cartier sản xuất, một dòng tộc duy nhất trên thế giới chuyên sản xuất sâm banh bằng thủ công, từ bình sách truyền thống đến niêm phong đóng chai, thậm chí ký hiệu niêm phong bằng hợp kim, tất cả đều do một nhóm 8 người trong gia tộc Cartier hoàn thành, hàng năm trên thế giới vỏn vẹn chỉ có 5.000 chai. Tuy rằng đường khả hình nhận biết rất nhiều loại rượu, nhưng chưa từng nhìn thấy qua một chai sâm banh quý giá giống như hồ đào, khi nữ tiếp tân cầm chai sâm banh này đi về phía đám người, dưới ánh đèn sáng rực chai sâm banh hồ đào léo lên ánh sáng vàng rực chói mắt. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Đường khả hình cũng ngừng phấn vỗ tay, bởi vì cô biết tiếp theo sẽ biểu diễn nghi thức khui rượu sâm banh, đây là một nghi thức khui rượu cô thích xem nhất. Lauren mỉm cười dẫn nữ tiếp tân đi về phía trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi, đầu tiên là cung kính khẽ gật đầu, sau đó thân sĩ đứng trước tháp ly sâm banh, đeo bao tay trắng, trên mặt lộ ra vẻ trang nghiêm và tôn kính, tay nâng chai sâm banh hồ đào, ở trong không khí hoàn toàn yên tĩnh, tay trái nắm phía dưới cổ chai, miệng chai sâm banh nghiêng 15 độ, tay phải nhẹ nhàng chậm rãi bóc vỏ miệng chai, bóc xong gắn vào trên dây thép nắp chai, ngón cái tay trái kiểm chặt nắp chai, tay phải nhanh chóng cầm khăn ăn. Thay thế ngón cái tay trái nắm chặt nắp chai, bàn tay nắm nắp chai. Dịch rượu bên trong chai bắt đầu sôi trào, Lauren có cảm giác nút rượu sắp bắn ra, tức thì dùng tay phải nhanh chóng mở nút rượu. Phụt một tiếng, Nút rượu sâm banh vang lên một tiếng hơi nhỏ, ngay sau đó rơi vào trong lòng bàn tay Lauren. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đường khả hình cũng ngừng phấn vui vẻ vỗ tay, đặt mình vào trong chỗ này, có lẽ không cần hiểu quá nhiều ngôn ngữ. Rượu sâm banh chúc mừng, bọt của nó cũng vui tươi tưng bừng. Nhiều người thích lắc mạnh sâm banh, sau đó để cho nút rượu bay thẳng ra, nọt bắn ra ngoài. Nhưng không biết sau khu bọt khí bắn hết ra ngoài, hương vị rượu sâm banh sẽ giảm đáng kể cho nên ở một khách sạn tôn trọng truyền thống như thế, Lauren tôn trọng rượu như sinh mạng người như thế, nhất định sẽ bảo vệ mỗi một viên bọt. 12 chuyên gia hầu rượu hoàn thành xong nghi thức khui rượu hồ đào, cùng đứng ở trước khán đài, cùng một lúc nắm chai sâm banh lá pi năm 2000, xé ra bao bì miệng chai mở nắp chai, xoay tròn một vòng 360 độ, 12 tiếng, phụt, liên tục vang lên, nút rượu nhẹ bắn ra, rơi vào trong tay chuyên gia hầu rượu, rượu ở trong thân chai màu xanh nhạt nhẹ nhàng sôi lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trang hạo nhiên mỉm cười lập tức tiến lên, đầu tiên là nhận lấy chai sâm banh lá pi năm 2000, đứng ở trước tháp ly sâm banh rót dịch rượu trong suốt lấp lánh vào trong ly tulip cao nhất tháp ly, sau đó rượu tràn ra, giống như dòng suối chậm rãi rơi xuống mỗi ly trong tháp ly. Đường khả hình cũng xem rất hào hứng, cho tới bây giờ cô cũng không có xem qua nghi thức tháp ly sâm banh hoa lệ như vậy, bởi vì khứu giác nhạy bén, đã mãnh liệt ngửi thấy mùi rượu sâm banh lá pi năm 2000, tràn ngập mùi thơm nhiều loại hoa, chỉ ngửi cũng đã tuyệt vời như vậy, uống vào khẳng định càng làm người ta hưng phấn. chương 194, Hồ Đào sốt cuộc ly rượu thứ nhất cũng đầy, chuyên gia hầu rượu lập tức tiến lên, tiếp thay công việc cho Trang Hảo Nhiên, cầm lấy chai rượu sâm banh tiếp tục rót đầy tháp ly. Lauren nắm chai rượu sâm banh hồ đào, dần dần nghiêng thân chai, chú ý đến bọt bong bóng, để cho miệng chai chạm nhẹ vào miệng ly, dịch rượu màu vàng rượu chậm rãi chảy xuống trong ly tulip chân cao, bọt bong bóng giống như cát mịn dần dần bao phủ phía trên dịch rượu. Đường Khả Hinh kêu khẽ một tiếng, Thái Hiền mỉm cười nhìn về phía cô hỏi chuyện gì. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn bọt rượu trong ly giống như cát mịn, sâu kín nói, thật sự là một loại rượu ngon, bọt có thể rất mịn, phối hợp mùi sữa trong rượu vào trong miệng nhất định rất tuyệt vời. Đánh giá tinh tế này truyền vào trong tai Lauren, ông lão hiền lành chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay sau đó ánh mắt nhìn thấy Khả Hinh, ông mỉm cười, nói, đường Khả Hinh. Vâng, đường Khả Hinh lập tức rất cung kính đứng lên. Tới đây, chấm ngoặc kép, Lauren mỉm cười khẽ gọi cô. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng quay đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh giống như bị hấp dẫn đứng lên, sâu kín đi về phía Lauren, Lauren không nói lời nào, chỉ nắm chai rượu nhẹ nhàng rót dịch rượu vào trong một cái ly khác, giống như cát mịn chậm rãi chảy ra, đậm đặc nhưng không sệt. trong quá trình sản xuất, chắc rằng rất cầu kỳ, rất tỉ mỉ. Khả Hinh càng nhìn càng xuất thần, đầu càng cúi xuống. Trang Hạo nhiên đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra vui vẻ. Tưởng Thiên lỗi nhìn trong ánh mắt vui vẻ, lại nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đường Khả Hinh giống như đứa bé, cũng im lặng không lên tiếng. Lauren cũng rót xong ba ly rượu xâm banh. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Khả Hinh, lại rót thêm ly thứ tư, Lơ đãng hỏi, trong quá trình học rượu đỏ, cô có thể luôn giữ vững tâm trí để học tập sao? À, Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía Lauren, suy nghĩ câu nói của ông ta, liền thật lòng nói, trong mỗi phân rượu, tâm trạng của từng người khách cũng sẽ đưa đến thay đổi khác nhau, chưa kể đến sự thay đổi của ngày mùa sẽ mang đến trải nghiệm rượu khác nhau, loài người vĩnh viễn không vượt qua cảm thụ rượu cũng không vượt qua được sự thay đổi nhanh chóng của chúng, cho nên mỗi một phần dịch rượu đem đến cho tôi cảm giác đều mới mẻ. Tôi nghĩ, không chỉ giữ vững tâm trí học tập, chủ yếu nhất còn phải giữ vững cảm mộ mới mẻ đối với cuộc sống. Khám phá sự mới mẻ của rượu. Rốt cuộc ánh mắt Lauren lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng nhìn về phía đường khả hinh, sau lưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bởi vì tháp rượu sâm banh đã hoàn thành, ông ta vừa nhìn về phía đường khả hinh vừa căn dặn nhân viên lễ tân bưng rượu xâm banh hồ đào mang đến cho tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên. Tưởng thiên lỗi và trang hạo nhiên cùng cầm rượu xâm banh, kế tiếp là hội đồng quản trị của Hoàn Cầu và quan chức cao cấp chính phủ, liên tiếp thưởng thức xâm banh hồ đào, chúng tân khách cũng từ từ lấy xuống từng ly rượu xâm banh màu vàng trong tháp ly, mọi người cùng nhau nâng ly. Cạn ly, trang hạo nhiên và tưởng thiên lỗi cùng nâng ly. Cạn ly, chúng tân khách cũng dối giết nâng ly. Mọi người vui vẻ uống sâm banh. Lauren vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh, Chăm chăm, tự làm chủ bưng một ly tulip không đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhận lấy. Lauren mỉm cười nắm chai hồ đào, cẩn thận rót rượu cho Khả Hinh. "Tôi sao?" Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc cầm ly rượu, nhìn về phía Lauren. "Đúng vậy." Lauren mỉm cười chậm rãi rót rượu trong suốt vào trong ly cho Khả Hinh, lơ đãng nói, "Buổi tối đó, tại sao không chờ tôi?" À, đường khả hình nhìn bọt rượu sâm banh trong ly đang chậm rãi sôi lên. Lauren rót rượu xong, liền nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, chà nhẹ miệng chai, giao chai rượu cho trợ lý, mới mỉm cười nói với đường khả hình, uống đi. Lúc đầu đường khả hình có chút lo ngại nhìn Lauren một cái, nhưng vẫn có chút hưng phấn rơ ly rượt trong tay, khẽ uống một ngụm rượu, nhất thời có cảm giác bọt bong bóng mịn như cát, mềm mại tan tại đầu lưỡi của mình, từ từ tan trong khoang miệng, mang đến một hồi mùi sữa thơm lừng, mềm mại, đích rượu tinh tế, liên tục chảy vào trong thân thể, dâng lên cảm xúc khó hiểu. Cô bật cười vui vẻ nói, "Trời ạ, à, đây mới thật là sâm banh tuyệt vời nhất." Lauren mỉm cười nâng lên một cái ly khác do trợ lý đích thân rót cho ông ta, mỉm cười nói, "Phụ nữ là người theo đuổi sâm banh, đàn ông là người duy trì sâm banh, lúc phụ nữ uống sâm banh sẽ say mê ở trong tình yêu của đối phương, lúc đàn ông uống sâm banh sẽ say mê trong thế giới của chính mình, cứ sinh ra đối lập như vậy." cũng sinh ra hương vị phức tạp như vậy. Uống sâm banh, coi trọng nhất, vẫn là điểm vi diệu này. Vi diệu, đường khả hình không hiểu nhìn về phía Lauren. Lauren nhìn về phía đường khả hình, lại im lặng không lên tiếng, cười nhỏ một tiếng, nâng ly về phía cô. Đường khả hình cũng nhìn về phía Lauren, nhẹ nhàng nâng ly. Hai cái ly tulip trong suốt nhẹ nhàng chạm nhau. Cốp một tiếng, đường khả hình cẩn thận cầm ly rượu, Giống như một cô gái nhỏ phát hiện chuyện gì thật tươi mới, mang theo cảm giác kỳ diệu mà Lauren mang đến cho mình, đổi phương thức uống rượu, để cho dịch rượu như cát mịn chậm rãi tràn khắp đầu lưỡi, từng trận mùi sữa tan ra, làm cho luồng khí êm dịu lắng động dâng lên trong người, giống như khí thế của người đàn ông, phức tạp, ý vị, sâu xa, trong đầu của cô không khỏi nhảy ra khuôn mặt một người nào đó. Tâm linh của cô chấn động một cái. Lauren nhìn về phía ánh mắt của đường khả hình đột nhiên lắng động liền mỉm cười nói, trên thế giới này, mỗi một món rổ đều đối lập nhau, sâm banh chúc mừng, thật ra sen kẽ chua sót. Nếu như chúng ta hiểu được, phía sau thành công chính là thất bại, phía sau vui vẻ chính là khổ sở, như vậy vòng tuần hoàn cuộc sống sẽ nên dễ dàng hơn. Ví dụ như má trái của cô. Đường khả hình nhìn Lauren chầm chằm lauren mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói ví dụ như đối lập với má trái của cô chính là má phải của cô đường khả hình không hiểu hai mắt xoay tròn trong chớp mắt khẽ luồn ngón tay mềm mại chạm má phải của mình trơn nhẵn mềm mại hai mắt của cô có chút ươn ướt lauren mỉm cười nhìn về phía đường khả hình nói nếu như không buông tha má trái tức là má phải đường khả hình có chút biết ơn nhìn về phía lauren nở nụ cười Mặc dù tôi không biết hôm đó tại sao cô không đến, nhưng tôi tin tưởng đối với rượu đỏ cô rất chân thành. Cho nên, trong tương lai, chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác. Lauren mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía Lauren. Cạn ly, Lauren nâng ly về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng nâng ly về phía Lauren. Hai người chạy ly, sau khi uống rượu xong, đột nhiên có người gọi đường Khả Hinh. Cô lập tức từ giã Lauren, đi khỏi lauren cầm ly rượu nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái luôn có cảm giác quá mức cẩn thận ông ta hơi tiếc núi má trái của cô mang đến hậu quả rất lớn cho cuộc đời cô suy nghĩ một lúc rốt cuộc ông ta nâm ly rượu đi về phía tưởng thiên lỗi đang căn dặn đông anh làm việc mỉm cười gọi tổng giám đốc tưởng tưởng thiên lỗi nghe thấy tiếng gọi liền mỉm cười xoay người nhìn lauren nói hôm nay vất vả cho ông rồi không vất vả để cho tôi gặp được gốc cây non kia tôi rất vui mừng Lauren mỉm cười nói, hai chồng mắt tưởng thiên lỗi hơi xoay chuyển, nhìn Lauren nói, ông nói là Đường Khả Hinh. Lauren có chút tiếc nuối nói, tổng giám đốc tưởng, tôi có điều rất không hiểu, ngài tìm người tài như cơn khát, dưới con mắt nhìn của ngài, tại sao phải bỏ qua đường Khả Hinh, một cô gái sẽ có thành tựu sự nghiệp rượu đỏ rất lớn sau này. Trường 195, lấy thân báo đáp. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng ly nhẹ nhàng uống. Lauren chân thành nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, ánh mắt Tổng giám đốc Trang sắc bén, thái độ đối với rượu hàng đầu, tự nhiên cũng giống như tôi, hiểu được đường khả hình là hạt giống tốt, trên thế giới này người có khứu giác tốt có rất nhiều nhưng khó có được một cô có thái độ rất thành kính đối với rượu. Tôi và Tổng giám đốc Trang cũng xác định, trong những ngày sau này, cô ấy theo học tập thêm sẽ có thể có thành tựu. Hiện tại chuyên gia hầu rượu rất đông. Có lẽ chúng ta càng cần phải quý trọng người có tình cảm thâm sâu với rượu đỏ mới có thể bảo vệ sự nghiệp rượu đỏ khổng lồ này không rơi vào trong cạm bẫy thế giới giao dịch. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Lauren, mỉm cười nói, ông có lòng tin đối với cô ấy lớn như vậy. Lauren nhìn Tưởng Thiên Lỗi chằm chằm nói, chỉ có người hiểu rượu đỏ mới có thể hiểu một người yêu rượu đỏ, tất cả tâm tư của cô ấy đều biểu lộ trong ánh mắt của cô ấy, đối mặt với một cô gái thẳng thắn, trong tương lai sẽ không có người nào có thể nói dối ở trước mặt của cô ấy, cho dù là giao dịch đáng sợ. Tổng giám đốc Trang làm việc nhanh chóng, lúc tôi tìm được khả hình trước đã xảy ra những chuyện lớn này, để cho cậu ấy thuận lợi dẫn khả hình đi, mất của ngài một vây cánh quan trọng. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe nói vậy, nhìn về phía Lauren, chậm rãi nói, nếu vậy, sau khi được chọn chuyên gia hầu rượu, ông chịu sự dặn dò của tổng giám đốc Trang, trở thành thầy giáo chỉ dạy cho cô ấy, ông sẽ giữ lời sao? Lauren có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tốt mầm non này, bởi vì ở trước mặt rượu đỏ, không có cạnh tranh, chỉ có thể nghiệm. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi tay nâng sâm banh, giơ về phía Lauren mỉm cười nói, làm phiền ông rồi. Lauren nhìn chằm chằm Tưởng Thiên Lỗi, nhưng vẫn có chút tiếc nuối dơ ly sâm banh. Hai người chạm ly. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười khẽ nhấm một hớp sâm banh ánh mắt hơi xoay tròn nhìn về phía đường khả hình mới vừa nâng ly, đang nghe tiêu đồng căn dặn, nâng ly hướng về phía lãnh đạo cấp cao hoàn cầu, nhưng bởi vì xoay người quá gấp, hơi loạn choạng cả ly rượu thiếu chút nữa hát lên người Trang Hạo Nhiên. Ôi, Trang Hạo Nhiên rất tức giận nắm chặt cổ tay của cô, nói tại sao cô luôn hấp tấp như vậy. Cho dù cô không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng ít ra cô cũng biết đường đi chứ. Đường khả hình bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ngượng ngùng nói, thật xin lỗi, đôi giày này quá cao. Chấm ngoặc kép, ai bảo cô thấp lùn, còn muốn mang cao. Trang hạo nhiên thẳng thắn nhìn về phía đường khả hình, nóng mắt nói. Đường khả hình chừng mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên chừng mắt nhìn cô nói, cô chừng cái gì mà chừng. Đường khả hình cúi đầu, lầu bầu nói, anh cao gần 1m9, ai dám cao hơn anh chứ. Bạn gái trước của lão đại cao 1m75. Tô Lạc Hoành đang cầm rượu sâm banh, đi tới cười nói. Trang hạo nhiên ngửa mặt lên, có chút hài lòng. Cho nên người ta chạy mất, chấm ngoặc kép, đường khả hình nói ra xong, liền có chút lo sợ cúi đầu, khẽ vã vào miệng. Trang hạo nhiên có chút đau lòng nhìn về phía đường khả hình, giống như xem một vỡ kịch đau thương, đến lúc chia tay, chớp mắt, nắm chặt ly rượu nói, tại sao mọi người luôn muốn nói tới bạn gái trước của tôi, mọi người không biết, nói một lần, tôi sẽ đau một lần sao. Đường Khả Hinh lo lắng ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên có chút đau lòng nói, cô ấy bỏ chạy mất bởi vì tôi quá ưu tú, quá đẹp trai, quá xuất sắc. Đường Khả Hinh a một tiếng, bật cười nhìn anh. Ha ha ha, người tự kỷ giống như anh sẽ sống rất sảng khoái. Tô Lạc Hoành cười nói. Ghê tởm, Trang Hạo Nhiên vẫn không muốn bỏ qua cho Đường Khả Hinh, liền nhìn cô nói, cô nói xem cô cao bao nhiêu. Đường Khả Hinh chớp mắt, sâu kín nói, một mét. 61, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn về phía cô nói, nói cho tôi con số chính xác. 1, mét, 6, chấm ngoặc kép. Nói dối nữa cút ra khỏi hoàn cầu. 1 mét 58, chấm ngoặc kép, khả hình mím môi, bất đắc dĩ nói. Nhìn đi, nhìn đi, tôi cao hơn cô 30 phần 2 cm. Cô không muốn mang giày cao gót hả? Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn xuống cô, căn dặn tiêu đồng nói, ngày mai bắt đầu tìm chuyên gia huấn luyện cho cô ấy một chút. Vâng, tiêu đồng lập tức gật đầu. Huấn luyện cái gì? Khả hình có chút căng thẳng hỏi. Không có việc gì, rất đơn giản. Chấm ngoặc kép, tiêu đồng nháy mắt với cô. Đường khả hình lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo, lúc ngẩng đầu lên, trang hạo nhiên đã nâng ly đi tới trước mặt của một tân khách, vừa vặn vị đồng sự trưởng kia dẫn theo con gái đến. Sau đó vị thiên kim trẻ tuổi kia nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, con người tỏa sáng, đầu cũng muốn hôn mê, bởi vì Trang Hạo Nhiên thật là người đàn ông đẹp trai, nhưng Trang Hạo Nhiên chỉ cùng ly với cô liền quay đầu hớp một ngụm nhỏ rượu, lại nhìn về phía một phụ nữ hơn 30 tuổi ở bên cạnh, nhưng có vẻ trẻ hơn tuổi, người mặc váy ngắn in lần màu trắng sữa. Mái tóc xoan dài khiêu gợi, đang yêu nhã nâng ly trò chuyện cùng với một người đàn ông đang là chủ của ngành sản xuất rượu đỏ. Hi, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên đi qua bên cạnh cô, hai mắt phát ra dịu dàng nhìn về phía cô cô ấy kia nhìn về phía trang hạo nhiên có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn nâng ly hướng tới anh mỉm cười nói tổng giám đốc trang hai người cứ như vậy trò chuyện mắt trang hạo nhiên cũng tỏa sáng bất cứ lúc nào cũng cười sảng lãng đường khả hinh không nói nên lời nhìn về phía trang hạo nhiên không nhịn được mở miệng nói trên thế giới này tại sao có thể có loại người cực phẩm như tổng giám đốc vậy chẳng lẽ anh ấy thích tình yêu mẹ con Tiêu Đồng không nhịn được cười nói, phải nói là, tình yêu chị em, anh ấy thật thích chị lớn tuổi, ở nước anh, phục vụ khách sạn, quản lý, phòng tổng thống, tất cả đều là chị lớn tuổi, anh ấy cũng không trêu đùa người ta, chỉ thích lúc nằm ở trên giường ngủ, chị quản lý gọi anh ấy rời giường, chị quản lý vén chăn cho anh ấy, nhìn anh ấy cười ngọt ngào. Đường Khả Hinh há to mồm, lại ngây ngốc a à một tiếng, không nói nên lời, cười nói, thật sự là chấm ngoặc kép, rất đáng yêu à. Tiêu Đồng mỉm cười nói, mặc dù anh ấy thích nhưng chưa bao giờ dính vào cấp dưới, chỉ là đối tác thôi. Tại sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Anh ấy nói thỏ không ăn cỏ gần hang. Tiêu Đồng lại cười nói, "Trời ạ, à, anh ấy còn có nguyên tắc à?" Đường Khả Hinh không nhịn được nâng ly, nhìn hai mắt Trang Hạo Nhiên lại phóng điện nhìn về phía người đẹp chín chắn, muốn làm cho người ta hôn mê. Cô gái chín chắn giống như cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút mập mờ liền nhẹ vén mái tóc dài xoăn tới trước ngực trái, lộ ra cái cổ trắng khêu gợi, vòng tay pha lê dài rơi vào trên bả vai, rất trêu chọc. Trang Hạo Nhiên chớp mắt, nhìn cái cổ, dịu dàng cười một tiếng, nâng lên ly chạm ly với cô. Cô gái cũng chạm ly cùng anh, móng tay cô thật dài, không cẩn thận nhẹ nhàng quét qua mờ u bàn tay của anh. Trang Hạo Nhiên im lặng khẽ uống một hớp rượu đỏ, khóe miệng cong lên nụ cười. Đường khả Hinh trợn mắt ngơ ngác nhìn trang hạo nhiên thỏ không ăn cỏ gần hang, đang hái hoa chọc cỏ ở bên ngoài, a à một tiếng nói, ban đầu, tôi còn tưởng rằng mặc dù anh ấy thích phụ nữ lớn tuổi, nhưng sẽ không tùy tiện làm loạn. Dĩ nhiên, tiêu đồng nhịn không được cười nói, anh luôn nói, khi còn sống, chỉ có bạn gái trước. Ha ha, đường khả Hinh không nhịn được bật cười. Sắc mặt lâm sở nhai đột nhiên có chút thay đổi đi đến trước mặt trang hạo nhiên, khe khẽ nói với anh câu gì sắc mặt trang hạo nhiên cũng hơi thu lại hai mắt chậm rãi xoay tròn mới kêu nhỏ rút tiêu đồng nghe được tên người này lập tức dẫn đường khả hình đi tới trước mặt trang hạo nhiên mỉm cười nói rút không thể nào cô ấy tới thật đường khả hình có chút ngạc nhiên nhìn những người này sắc mặt mọi người người có chút cổ quái ồ chấm ngoặc kép tào anh kiệt phì cười nói đuổi theo người đuổi đến mức này cũng thật sự làm cho người ta thán phục nói xong Lâm Sở Nhai đã nhịn cười, cầm iPad mini, mở một bản tin, đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói: "Xem đi. Rốt cuộc tôi đã điều tra được bản tin này do ai làm, thì ra chính là cô ấy." Trang Hạo Nhiên ồ một tiếng, nắm iPad mini, liếc mắt nhìn nội dung bản tin, sau đó ở phía dưới ký tên là vợ sói xám lớn. "Ô, oh, my god." Trang Hạo Nhiên lập tức cầm iPad mini đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tay nắm chặt bả vai của anh. Tưởng Thiên Lỗi đang tán gẫu hôn sự của mình với Lưu Đồng, bả vai bị người nắm, anh lập tức cao mày quay đầu lại, thấy là Trang Hạo Nhiên, sắc mặt hơi dịu lại, nhưng vẫn có chút không vui nói chuyện gì. Trang Hạo Nhiên lập tức mở iPad mini đưa cho Tưởng Thiên Lỗi nhìn. Tưởng Thiên Lỗi để xâm banh xuống, đôi tay cắm vào túi quần, hơi cúi đầu liếc bản tin, là nhằm vào chuyện như mạt rơi xuống biển, bài viết có liên quan đến âm mưu làm hại thị trường chứng khoán tập đoàn Á Châu lao dốc thật mạnh anh vẫn phái Đông Anh điều tra tên ký giả là ai, nên hơi coi trọng hỏi, thế nào? Trang hạo nhiên có chút ngượng ngùng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, khẽ cắn môi dưới, giả bộ vô tội nói, thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cao mày nhìn về phía anh, sắc mặt có chút lạnh hỏi, có ý gì? Trang hạo nhiên lập tức giải thích, chuyện này thật không liên quan đến tôi, cô ấy muốn theo đuổi tôi nhưng tôi vẫn không có đáp lại. Chấm ngoặc kép hai mắt tưởng thiên lỗi rất lạnh lùng chợt lóe nhìn về phía anh, quả nhiên có chút tức giận nói ý của cậu nói. Cô ấy thích cậu, nhưng cậu không có trả lời cô ấy, thậm chí cũng không có cho cô ấy tiền giao dịch, cho nên cô ấy đuổi theo về nước, biết cậu trở lại tập đoàn Á Châu, sau đó liền lợi dụng chuyện như mặt rơi xuống biển, lấy khách sạn của tôi mở màn, mua nhân tình của cậu. Đại khái muốn cậu đi vào khuôn khổ. Trang hạo nhiên kinh ngạc nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, anh thật thông minh chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút tức giận nói, nếu tôi không thông minh, có thể hiểu được người không bình thường như cậu sao. Nhưng chuyện này không liên quan đến tôi, tôi cũng mới vừa biết. Cô là ký giả rất nổi tiếng trên quốc tế, có hậu trường vững chắc, không người nào dám động đến cô ấy. Chấm ngoặc kép. Cho nên cô ấy có thể không cần chú ý phải trái trắng đen, viết tin tức lung tung. Tưởng thiên lỗi lại tức giận hỏi. Ngoặc kép chấm, Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh. Ánh mắt cậu có ý gì? Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi. Trang Hạo Nhiên giả bộ vô tội nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, giống như Chút nữa cô ấy sẽ vào khách sạn Á Châu. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ngay, gật đầu một cái, chỉ nói với Trang Hạo Nhiên, tối nay nếu cậu không lấy thân báo đáp, đem tin về cho tôi thì cậu giao ra hoàn cầu cho tôi. Chấm than ngoặc kép. Audio điện tử võ tấn bền chương 196 Đi ăn cơm chung Tại sao muốn tôi lấy thân báo đáp Tin tức này cũng không phải do tôi viết Tôi là một người đàn ông ưu tú Đẹp trai Tại sao phải làm vật hy sinh Trang hạo nhiên lập tức ngồi ở trên ghế ra tổng giám đốc Tức giận nói Lâm sở nhai Tô Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt ngồi tại chỗ Tất cả đều không nhịn được bật cười Lãnh Mặc Hàn là một người lạnh lùng cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói, "Tôi đã hỏi thăm về cô rút này, dường như cô ấy gần 30 tuổi rồi." Phốc, đám người Lâm Sở nhai lại bật cười to. Đường Khả Hinh cẩn thận ôm một đống lớn tài liệu, theo lời Tiêu Đồng căn dặn đi vào, liền nhìn thấy đám người Lâm Sở nhai cười ha ha, một mình Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế ra hờn dỗi nói, "Tôi mặc kệ. Tin tức cũng không phải do tôi viết, tại sao muốn tôi đi hy sinh nhan sắc?" tôi không thích cô ấy ngay cả lời tôi cũng không muốn nói lâm sở nhai suy nghĩ một chút mới vừa nhìn về phía trang hạo nhiên cười nói tôi nghe nói lá gan của cô ấy rất lớn là bởi vì cô ấy là em gái muôi của chủ tịch đảng dân chủ nước mỹ hơn nữa ở california gia tộc kinh doanh nông trại trái cây và nông trường nhưng giàu có một phương người ta là thiên kim tiểu thư lại là một người có khát vọng điều này không phù hợp với yêu cầu mỹ nữ trí tuệ của anh sao tôi cũng không phải bụng đói ăn quàng tôi thích phụ nữ chín chắn, tao nhã, hào phóng. Trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế ra, tức giận nói xong liền nhận lấy tài liệu đường khả hình đưa tới, thuận tiện mở ra, xem nội dung phía trên, vừa xem vừa hỏi, tối hôm qua đưa tài liệu rượu đỏ cho cô, xem xong chưa. Đường khả hình đứng ở bên cạnh Trang hạo nhiên, mới vừa nghe bọn họ nói chuyện đang mất hồn, đột nhiên nghe Trang hạo nhiên hỏi một câu, cũng không ngẩng đầu lên. Cô A hát một tiếng, như rơi vào trong sương mù. Trang hạo nhiên tay cầm bút máy ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình vẫn còn như nằm mơ có chút không bình tĩnh nói a cái gì ngày hôm qua không phải cho cô xem tài liệu còn có nếm rượu mẫu sao vâng đường khả hình lập tức gật đầu nói trang hạo nhiên lại cúi đầu nhìn tài liệu vừa nhìn vừa nói làm quen với bốn cầm thú trước mặt một chút rồi đi đem rượu mẫu tới đây tôi xem cô làm bài tập như thế nào đường khả hình nghe xong có chút căng thẳng quay đầu nhìn về phía bốn phó tổng giám đốc đẹp trai phong lưu phóng khoáng ngồi ở dưới bàn làm việc của tổng giám đốc, bọn họ cũng mỉm cười nhìn về phía mình, Tào Anh Kiệt cô đã biết rồi, vì vậy cô lộ ra vẻ mặt có chút bất lực với anh, Tào Anh Kiệt liền bật cười, nhìn về phía Khả Hinh nói, tôi giới thiệu giúp cô. Người đeo mắt kính nhìn rất hiền lành tên Lâm Sở Nhai, anh ấy thầm mến tôi rất đã lâu. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, Lâm Sở Nhai lập tức vươn tay, ôm chặt bả vai Tào Anh Kiệt, đầu kề trên bả vai của anh, tay vươn vào trong tay trang của anh, không ngừng vuốt ve cơ ngực của anh, vẻ mặt say mê nói tôi yêu cậu. cút tào anh kiệt tức giận lập tức đẩy anh ra. đường khả hình không nhịn được cười nhìn lâm sở nhai người đàn ông này nhìn như nho nhã hài hước hai mắt dưới mắt kính lại vô cùng sắc bén. lâm sở nhai bị tào anh kiệt đẩy ra liền bật cười đứng lên đi về phía đường khả hình giang đôi tay nói tới đây để anh trai sở nhai ôm một cái sau này anh trai sở nhai nhất định bảo kê em đường khả hình có chút căng thẳng đứng ở một bên nhìn lâm sở nhai đã sải bước đi tới nở nụ cười xấu xa với mình cậu dám ôm cô ấy thử xem trang hạo nhiên xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên nói lâm sở nhai dừng ở trước mặt của đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên tức giận nói anh không ăn cỏ gần hang mắc mớ gì đến chúng tôi cho nên tôi không để cho cậu làm thử một chút đi Trang Hạo Nhiên lật một tờ tài liệu, mới nói: "Lâm Sở Nhai hung ác liếc anh, sau đó mỉm cười quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: "Thân ái, tôi tên là Sở Nhai." "Chào Lâm Phó tổng." Đường Khả Hinh lập tức cung kính gật đầu. Tào Anh kiệt cười tiếp tục giới thiệu với Khả Hinh một người mặc tây trang màu xanh dương ở bên cạnh, hết sức sáng sủa, đẹp trai sảng láng, nói: "Vị này là Phó tổng giám đốc Tô Lạc Hoành, phụ trách công việc khu vực Âu Châu." "Chào Tô Phó tổng." Đường Khả Hinh lập tức nhìn về phía Tô Lạc Hoành cung kính gật đầu chào. Tô Lạc Hoành cũng mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Ừ, cố gắng lên." Vị này là Lãnh Mặc Hàn, người cũng như tên, người thoạt nhìn rất lạnh lẽo, bình thường cô có thể không cần chào hỏi với anh ấy, bởi vì trong đôi mắt của anh ấy không có loài người. Tào Anh kiệt mỉm cười nói, "Chào Lãnh Phó tổng." Đường Khả Hinh lập tức cung kính gọi. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên, nhìn cô một cái, gật đầu một cái biết hết ba người, Đường Khả Hinh liền quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: "Tổng giám đốc, vậy tôi đi ra ngoài trước, đem rượu mẫu và tài liệu vào nhé." "Ừm, đi đi." Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên nói. Thật ra muốn thoát khỏi cô ấy cũng không khó khăn, Tô Lạc Hoành tiếp tục đề tài mới vừa rồi, cười nói, đem theo phụ nữ ở bên cạnh, để cho cô ấy biết khó mà lui không được sao. Như vậy, thể hiện thành ý của anh đối với tổng giám đốc tưởng, có thể thoát khỏi cô gái tài ba kia một hòn đá hạ hai con chim trang hạo nhiên lập tức vui mừng ngẩng đầu lên nhìn tô lạc hoành nói đúng vậy chọn ai đây cánh cửa phòng tổng giám đốc vịt một tiếng mở ra tiêu đồng cầm chương trình triển lãm mới nhất và hình ảnh tuyên truyền ở new zealand đi tới nhìn về phía trang hạo nhiên nói lão đại khách sạn bên new zealand đã hoàn thành xong phim tuyên truyền năm người đàn ông đều nhìn về phía cô tiêu đồng buộc tóc đuôi ngựa thật cao lông mày lá liếu mắt to sống mũi cao thẳng, con lai, môi mỏng đặc biệt hấp dẫn, trang điểm thanh nhã, người mặc tây trang màu đen bó sát người, quần dài màu đen, mang giày cao gót 8cm, cao gần 1m75, tươi mắt nhanh nhẹn đang cầm tài liệu đi tới, phát hiện trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, cô liền ngẩng đầu lên nhìn về phía mấy đàn ông, ánh mắt ngạc nhiên, lập tức đề phòng nói, chuyện gì? Trang hạo nhiên rất nghiêm túc suy chuyện này nói, thật ra thì cô không tồi. Dĩ nhiên, tiêu đồng lập tức nói, Lâm Sở Nhai cười nhìn về phía Tiêu Đồng nói, tôi từng nghe Lạc Hoành nói thật ra cô cởi hết quần áo, rất nữ tính. Tô Lạc Hoành lập tức cầm lên tài liệu 10 tỷ trước bàn trang hạo nhiên đập chết Lâm Sở Nhai nói, tôi nói cô ấy lột sạch quần áo sẽ tốt một chút, tôi chỉ nói lúc cô ấy lột sạch quần áo, mặc đồ áo lót màu trắng sẽ rất hấp dẫn. Tiêu Đồng nhìn chằm chằm hai người này, ôm chặt tài liệu trước ngực, tức giận nói, hai người các người thật quá đáng. Mỗi ngày có ý dâm trên người tôi chúng tôi là động vật giống đực, chỉ phát huy sức tưởng tượng mà thôi. Cô cho rằng những người không nói ngoài miệng, cũng không suy nghĩ. Lâm sở nhai cười nói. Lão đại, bọn họ khi dễ tôi, tiêu đồng tố cáo với Trang Hạo Nhiên. Lần này Trang Hạo Nhiên chỉ trơ mắt nhìn tiêu đồng, hai mắt lộ ra vẻ hả hê và mập mờ. Tiêu đồng đột nhiên cảm thấy tê dại ra đầu, ôm chặt tài liệu, cảm giác mình đi vào trong hang sói, có chút căng thẳng nói, rốt cuộc có chuyện gì thần bí như vậy làm cho người ta căng thẳng. Lâm sở nhai cũng không vòng vo, trực tiếp nhìn về phía tiêu đồng nói, lão đại cần cô đi tham gia một bữa tiệc với anh ấy, cô có muốn đi ăn cơm không? Tiêu đồng nheo mắt lại, nhìn về phía lâm sở nhai nói, mọi người nói bữa tiệc đó, không phải là bữa tiệc của rút chứ. Năm đàn ông giống như mấy đứa bé học mẫu giáo nhìn về phía cô, giống như cô là chị lớp trên. Tiêu đồng nóng mắt, xù lông nhím, tức giận nói, đừng có nằm mơ. Tôi mới không cần làm chị lớp trên, năm nay tôi mới 26 tuổi, tôi và anh ấy chạy một vòng, tôi có thể bị người khác hiểu lầm năm nay tôi 36 thì làm thế nào? Tôi không muốn. Đây là mệnh lệnh, Trang Hạo Nhiên hung hăng ra lệnh cho cô. Anh trực tiếp đuổi việc tôi đi, tôi tin tổng giám đốc tưởng chấp nhận thu nữ thư ký IQ 165 như tôi đây. Như vậy mọi người không ai bị thua thiệt, Tiêu Đồng trực tiếp vứt tài liệu ở trên người Trang Hạo Nhiên, liền xoay người sải bước đi khỏi vịch một tiếng đóng cửa lại. Con bé này, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mới vừa muốn mắng cô, nhưng lại nghĩ tới cái gì quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Sở Nhai, có chút kinh ngạc nói, không thể nào. Cô ấy mới 26 tuổi, hơi trẻ một chút. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, bọn Lâm Sở Nhai đều bật cười. Tô Lạc Hoành vừa cười vừa nói, tiêu đồng quá tinh rồi, làm sao có thể giúp anh chuyện này. Anh tự chuẩn bị tối nay hiến thân đi, dù sao cũng một phụ nữ Nhắm mắt lại hôn là được. Ở trong thế giới của tôi, tình yêu rất thuần khiết. Trang Hạo Nhiên lại tức giận nói. Nhưng anh đã bị rất nhiều phụ nữ chín chắn làm nhục anh rất nhiều lần. Tô Lạc Hoành cười nói, làm sao anh có thể nói như vậy? Lâm Sở Nhai đột nhiên tức giận nghiêm túc nhìn về phía Tô Lạc Hoành nói, phải là cưỡng hiếp. Tại sao có thể nói là làm nhục, như vậy sẽ trả đạp linh hồn của anh ấy, biết không? Đi đi đi. Trang hạo nhiên tức giận nhìn mấy người đàn ông trước mặt, nói, mọi người cút ra ngoài cho tôi. Đám người lâm sở nhai vừa nói vừa cười đứng lên, mới vừa xoay người cũng đã nhìn thấy đường khả hình thở hổn hển cầm giỏ rượu đỏ đi tới, trên mặt còn chất rất nhiều tài liệu, mấy người đàn ông lập tức vừa nói vừa cười đi tới, giúp cô ôm giỏ rượu đỏ, nhận lấy tài liệu đặt ở trên bàn trà, đường khả hình thật sự rất biết ơn bọn họ, liền khom người nói cảm ơn các vị phó tổng. Đừng cảm ơn, an ủi tổng giám đốc của cô cho tốt đi, ít nhất cô là phụ nữ, đừng để cho anh ấy tịch mịch như vậy. Lâm sở nhai mỉm cười đi ra ngoài, nhưng mấy người bọn họ vừa cười vừa muốn xoay người, nhưng tất cả đều biến sắc mặt, lập tức quay đầu lại nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, có chút căng thẳng, miễn cưỡng cười cười, hỏi thế nào? Tôi, tôi làm sai chuyện gì? Lâm sở nhai muốn tiến lên nói chuyện phiếm với cô. Tào Anh Kiệt lập tức ngăn cản, nhưng bị Tô Lạc Hoành bắt được, kéo người anh ra phía sau. Khả Hinh, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai đột nhiên giống như một người anh trai, đi lên trước, nhẹ kéo bả vai của cô, rất hiền lành nói, tối nay sau khi tan việc, cô có tính toán gì không? Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngây ngốc trả lời, ồ. Trước tiên tan việc về nhà, sau đó đi chợ mua thức ăn, nấu cơm. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn chằm chằm về phía cô lâm sở nhai nghe vậy ngay lập tức khom lưng cúi đầu mỉm cười nhìn về phía khả hinh nói một mình làm cơm phiền toái giường nào nếu như tối nay cô không ngại hãy theo chúng tôi đi ăn một bữa cơm có được không đường khả hinh trợn mắt suy nghĩ một chút có chút lúng túng nói tôi tôi sao đúng vậy cô chính là cô lâm sở nhai lập tức nói hôm nay không phải là ngày đầu tiên cô đi làm sao chúng ta đi ăn cơm chung có được không nhưng tôi ở với bạn, đã nói hôm nay tôi đi mua thức ăn về nhà nấu cơm. Vậy hẹn bạn của cô cùng tới đây, đi ăn chung, lâm sở nhai nhìn về phía khả hình, rất đứng đắn nói. Như vậy, cũng được sao, đường khả hình có chút vui sướng nhìn về phía mấy người bọn họ, có chút cảm động nghĩ, thật sự là người một nhà thương yêu lẫn nhau. chương 197, Ký ức Phòng làm việc tổng giám đốc Hoa văn trang trí trên trần nhà màu trắng, khúc xả ánh đèn màu xanh xen lẫn màu trắng, trước bàn làm việc mới trắng tinh để một quả cầu pha lê trong suốt, hộp đựng bút hình ống màu đen, cửa sổ sát đất bên trái nhìn cảnh biển, giữa phòng để bộ ghế salon màu trắng hình tròn, ở giữa có bàn thủy tinh nhỏ đặt một giỏ hoa bách hợp trắng tinh, tỏa ra hương thơm, kết tiếp là một tấm bình phong thủy mặc, kế tiếp là phòng họp nhỏ. Khả Hinh vừa đặt tất cả loại rượu đỏ xuống bàn thủy tinh, vừa nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, anh đã cởi bỏ tây trang, chỉ mặc áo sơ mi, quần tây trắng, cổ áo mở ra, vẻ mặt nhàn nhã nhìn mình, ánh mắt hết sức hết sức nghiền ngấm. Đôi mắt cô khẽ chớp, có chút ngạc nhiên đặt tất cả loại rượu xuống bàn thủy tinh, vừa đặt vừa khẽ nói, tất cả rượu đỏ, tôi đã thưởng thức qua rồi, tôi đã phân tích và báo cáo trước và sau lúc giải rượu, còn có. Cô có chút tức giận, chọn ra mấy chai rượu mẫu Mago 2000, Lapi 1999, Petrus 2001, Dynasty 1986, đặt xuống bên kia, nói, bốn chai rượu này, tất cả đều có vấn đề. Anh cố ý. Suốt cuộc trang hạo nhiên thoát khỏi suy nghĩ của mình, tỉnh táo lại, ánh mắt lóe lên vui vẻ, nhìn bốn loại rượu ở trước bàn hỏi có vấn đề gì. Đường khả hình đứng ở trước mặt trang hạo nhiên, ánh mắt lộ ra chăm chú, nói, Mago năm 2000, tôi và anh đã uống ở kho rượu của anh, nhưng rượu mẫu mới nhất cũng không phải mùi như vậy, còn có Lapi năm 1999, tôi đã từng xem qua công bố rượu mới, Lapi năm 1999 không có mùi vị như thế, Lapi 1999 giống Xích Hà Châu năm ấy, khi vào miệng lập tức kích thích đầu lưỡi, tỏa ra mùi thơm mãnh liệt, tan ra nhanh, cảm giác mức độ vô cùng rõ ràng, tuy tôi chỉ đọc sách nhưng tôi vẫn có thể phân tích sự khác nhau của mùi vị đó. Còn có Petrus năm 2001 tôi chưa từng thưởng thức rượu đỏ Petrus nhưng tối hôm qua tôi lật xem tài liệu Petrus anh đưa cho tôi, nghiên cứu môi trường sinh trưởng của chúng, tình hình thu hoạch, sở thích của thợ nấu rượu, còn có trang trại rượu có đặc điểm rõ ràng, chính là rượu đỏ Petrus chưa bao giờ loại bỏ cây, tất cả cây có tuổi thọ trên 70 năm, gần như hái sau giữa trưa để bảo đảm giọt xương trên quả nho bốc hơi hoàn toàn, bảo đảm nồng độ của nước nho không bị pha loáng, cho nên độ ủ của xích hà châu mạnh mà ổn định. Phát ra mùi thơm đậm đà, vô cùng tinh tế, nhưng ngày hôm qua tôi uống số rượu đỏ kia, ninh chua nhạt, tỏa ra mùi trái cây kỳ lạ. Trong này khẳng định thành phần sản xuất không phải 100% xích Hà Châu, nhất định có phẩm lệ châu và xà long châu. Mấy loại rượu này căn bản cũng không phải là rượu như trên nhãn. Anh cố ý. Trang hạo nhiên nghe xong, sâu kín nhìn đường khả hình đứng ở trước mặt của mình, rất chăm chú giải thích rượu đỏ, hai mắt lấp lánh thật đáng yêu, dường như đêm qua anh có thể nhìn thấy có một cô gái ngồi ở đèn bàn, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc lật xem tài liệu, ánh mắt anh chậm rãi lộ ra vui vẻ, im lặng nghiêng người tới trước, cầm tài liệu liên quan Petrus, tỉ mỉ lật xem, thấy đường khả hình dùng bút màu xanh màu đỏ, ghi lại đặc điểm có liên quan đến rượu Petrus ở phía trên, sau đó ở trên hình trang trại rượu. Vẽ một cây nho ra, thậm chí còn rũ xuống mấy quả nho màu đỏ tròn vo, anh mỉm cười nói cô còn có thể vẽ tranh hai mắt đường khả hình xoay chuyển, yếu ớt nói, lúc tôi còn nhỏ vẽ tranh không tệ, cha mời thầy giáo dạy cho tôi một thời gian, nhưng bởi vì tôi ngu dốt không nhớ chuyện gì, nên không vẽ tiếp nữa. Vẻ mặt trang hạo nhiên không thay đổi, cầm tài liệu nhìn một chỗ trống trên hình trang trại rượu, có nét bút màu xanh lá cây, vẽ một trong chóng gió Hà Lan, anh hai mắt khẽ xoay tròn, nói, trong chóng gió. Hả, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn trang hạo nhiên đang lật xem đến hình trang trại rượu petrus cô liền a hát một tiếng mỉm cười nói đúng vậy trong chóng gió trang hạo nhiên nhìn về phía đường khả hinh nói loại trong chóng gió này ở quốc nội rất ít đấy cô từng nhìn thấy nó ở đâu đường khả hinh bật cười nói quên mất rồi quên mất trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn về phía cô cau mày đường khả hinh ngẩng đầu lên suy nghĩ một chút dựa vào ký ức sâu kín nói đó là lúc tôi còn rất nhỏ đã từng đi qua một chỗ, nhưng tôi quên rồi. Chỉ cảm thấy trước mặt có một ít hoa màu tím, còn có trong chóng gió Hà Lan, nó cũng không xoay, nhưng tôi nhìn nó, tâm trạng không khỏi thay đổi. Bắt đầu từ lúc đó, tôi liền thích trong chóng gió, khi mình còn bé, rất thích gấp giấy làm trong chóng gió. Trang hạo nhiên sâu kín nhìn về phía cô, nói có ký ức cảm giác như thế nào. Đường khả hình hơi ngạc nhiên nhìn về phía trang hạo nhiên, bật cười nói anh chưa từng có ký ức sao mỗi người đều có ký ức của mình chứ, chưa từng có ký ức thì sống thế nào. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi thu, nhìn cô một cái rồi tiếp tục lật xem tài liệu Petrus, nói cô sống đến bây giờ, có thể nhớ tất cả ký ức của mình sao. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, hơi suy tư một lát, mới sâu kín nói, không có. Có chút ký ức thật sự không nhớ nổi, có chút ký ức mình không muốn nhớ lại. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đường khả hình đột nhiên tối tăm, lại nhìn về phía vết sẹo màu hồng má trái của cô, anh im lặng không lên tiếng, rốt cuộc ném tài liệu ở trên khay trà, chậm rãi đứng lên, đi về phía sau tấm bình phong. Đường khả hình xoay người nhìn bước chân anh nhàn nhã đi vào trong bình phong, như người đàn ông trong gia đình, bình tĩnh thong dong lúc đang suy nghĩ anh muốn làm gì, trong tay của anh cầm hai ly thủy tinh đi ra, vẻ mặt không thay đổi ngồi trở lại trên ghế salon, đặt ly thủy tinh ở trên bàn rồi nói, ngồi đi. Đường khả hình suy nghĩ trong chốc lát, cũng đi vòng ra trước salon ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cầm chai Petrus 2000, nhìn nhãn hiệu của nó một cái, mới mở nút rượu, rót dịch rượu màu đỏ vào trong hai cái ly tulip trong suốt, mới sâu kín nói, nếm rượu, phải vứt bỏ nhãn hiệu của nó, xuất xứ của nó, tất cả mọi thứ về nó, mà phải dùng cảm thụ trực quan nhất thưởng thức độ trưng cất, mà không phải thông qua xuất xứ của nó, nhãn hiệu của nó, giống như mọi người hiện nay, trước khi nếm loại rượu này cũng đã chuẩn bị xong tâm lý cởi mở. Đường khả Hinh nhìn về phía anh, thật yên tĩnh lắng nghe. Trang hạo nhiên đặt rượu mẫu xuống, dùng nút gỗ nhét lại. Lúc này khả Hinh mới phát hiện, ngón tay thon dài của trang hạo nhiên thật rất đẹp mắt. Trang hạo nhiên nâng ly rượu đỏ lên, nắm chặt đế ly và tấm lót ly, tựa vào trên ghế salon, lấy tư thế rất tao nhã xoay tròn 360 độ mới nhìn đường khả hinh nói, trên thực tế, ở nước ngoài, rất nhiều người lớn tuổi không thích mùi vị rượu đỏ, phối hợp bọn họ không được của mình món ngon, cho nên tự mình trồng trọt nho đỏ, rất nhiều trang trại rượu ra đời, chính là bắt đầu từ ý niệm này. Đường khả hinh lại nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên nhìn về phía khả hinh, hai mắt phát ra ánh sáng lẫm liệt, nói tiếp cho nên, đối mặt với mọi thứ bị dán lên nhãn hiệu trên thế giới này. Cô muốn thành công, phải dũng cảm nói lên nghi vấn của mình cảm thấy rượu này tốt hay không tốt, cũng phải can đảm nói ra. Giống như cô nói, ly rượu này không phải Mago 2000, đúng vậy, nó thật sự không phải, nó chỉ là rượu 3 năm bình thường, nhưng Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, có chút bất đắc dĩ nói, là một người của khách sạn, mọi người cũng từng nhìn thấy có một số khách hàng đi vào chỉ uống nhãn hiệu, không phải uống rượu, cho nên không có bao nhiêu người có thể phát hiện ra. Vì vậy bắt đầu từ bây giờ Cô muốn phát hiện thì không nên theo đuổi xu hướng của các nước. Các trang trại rượu nổi tiếng ở nước ta cũng không nhiều, cho nên phải phát triển sự nghiệp rượu đỏ ở quốc nội, trước hết nên đặt ra nghi vấn. Khả Hinh. Tiếng gọi này rất nhẹ nhàng. Vâng, Đường Khả Hinh không nhịn được lên tiếng trả lời, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cầm rượu đỏ, nghiêng người tới trước nhìn về phía Đường Khả Hinh, mạnh mẽ nói, cô phải nhớ, một người làm chủ, vĩnh viễn cũng không nên hỏi người tiêu dùng đang suy nghĩ gì. Bởi vì có đôi khi bản thân người tiêu dùng cũng không biết mình cần cái gì. Chỉ có thông qua không ngừng sáng tạo, không ngừng thay đổi để cho người tiêu dùng tiếp nhận nhiều thứ hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn, bọn họ mới có thể tin phục cô, hướng tới cô. Đối với rượu cũng như vậy. Trong tương lai, cô có thể tham gia hàng trăm nghìn lần hội nghị về rượu, sẽ có thể bị ngôn ngữ hoa lệ của chúng mê hoặc, bị lịch sử phát triển của chúng mê hoặc, cho nên cô phải hơn xác định rõ phương hướng trong lòng mình cô lựa chọn cho khách hàng một chai rượu ngon phải thông qua khứ giác của mình vị giác của mình mà không phải trao cho bọn họ suy nghĩ của cô phải khẳng định suy nghĩ và theo đuổi lý lẽ của mình cô mới có thể không bị rượu đỏ đánh lừa mới có thể vứt bỏ những loại rượu đỏ không có chất lượng hiểu chưa đường khả hình đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình dâng lên một luồng khí mãnh liệt có chút cảm động nhìn về phía trang hạo nhiên gật đầu nói hiểu rồi cho nên tôi cho cô uống rượu không giống với nhãn hiệu chính là muốn xem cô có dám nghi ngờ rượu đỏ ở dưới nhãn hiệu Hoa Lệ hay không. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía Khả Hinh nói, may mắn cô đã nói ra, nếu không, cô còn kém một chai rượu đỏ, không thể nếm ra được mùi vị của nó. À, Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nói, không thể nào. Trang Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, vươn tay cầm một chai rượu đỏ mẫu, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh nói, cô chắc chắn nó là công ty Winery năm 1998 chương 198, không thích tới trễ. Đường khả hình có chút mất hồn nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, lập tức cầm chai Conti Winery năm 1998, nghĩ tới ngày hôm qua uống mùi vị cũng hết sức tuyệt vời. Cô hơi thất vọng ngẩng đầu, nhìn anh nói tôi. Tôi, trong lòng của tôi chắc chắn. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía cô nói, trong lòng chắc chắn thì nhất định là chân thật sao. Tại sao có một số người không thể thành công được cũng bởi vì bọn họ không phải thật sự tài giỏi nếu nói người thành công phải trải qua vô số lần thất bại, vô số lần sáng lập thành công, mới có thể thành công thì cô phải hiểu rõ, bây giờ cô thiếu sót chính là kinh nghiệm. Anh nói dứt lời, liền khẽ hấp một ngụm rượu đỏ được trưng cất 3 năm, hơi nhíu lông mày, không hài lòng. Đường khả hình chân thành nhìn về phía trang hạo nhiên, nói, thì ra anh muốn kiểm tra tôi, nhìn cảm thấy rất dễ dàng, nhưng thật ra khó khăn nhất vẫn còn. Nhưng tôi vẫn chưa tin, Trang hạo nhiên mỉm cười nâng ly nhìn về phía đường khả hình nói cạn ly. Không, tôi muốn nếm Conti Winery 1998 trước. Trong xương đường khả hình có chút kiêu ngạo làm cho cô cố chấp. Trang hạo nhiên cầm rượu đỏ, dịu dàng nhìn về phía cô, cảm tính nói uống với tôi một ly này. Đường khả hình nhìn anh một cái, không thể kháng cự được sự dịu dàng trong ánh mắt anh, không tự chủ nâng ly rượu đỏ đưa về phía anh. Trang hạo nhiên mỉm cười hai người cũng ly. Đường khả hình nâng ly mút nhẹ một ngụm rượu đỏ, thật sự có cảm giác loại rượu này uống không ngon. Hơi cao mày nhìn về phía trang hạo nhiên. Đừng ở trên cao mà tùy ý phân loại cấp bậc rượu, mặc dù uống nó thật có chút không ngon. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên thở nhẹ một hơi, để ly rượu xuống, đứng dậy, đi qua phía sau bình phong, một lát sau, rốt cuộc lấy ra hai ly hình bán nguyệt, miệng ly hướng vào phía trong, đặt ở trên bàn trà, mới nói, lần trước cô làm trong chóng gió nhìn rất đẹp, làm lại cho tôi xem một chút. Đường khả hình nghe vậy liền nhìn xung quanh, cười nói, không có giấy sao. Trang hạo nhiên vừa nhìn hướng khả hình, vừa lấy ra một sấp giấy hình vuông bảy màu từ dưới bàn thủy tinh. Ồ, tại sao anh có nhiều giấy trong chóng gió như vậy? Đường khả hình tò mò nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi. Trang hạo nhiên nhìn cô, không lên tiếng. Đường khả hình nhìn vẻ mặt của anh, Giống như biết trong lòng của anh đang suy nghĩ gì, liền hơi mỉm cười cầm một tờ giấy hình vuông màu tím rất cứng trong đó, nghiêng người tới trước, đặt trước bàn thủy tinh trong suốt, gấp một góc tờ giấy, trong lúc gấp, tâm trạng đột nhiên thật tốt, cười vui vẻ hỏi, có dao nhỏ và hồ dán không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười tươi, chậm rãi đứng lên, đi tới trước bàn làm việc tổng giám đốc, lấy ra một con dao nhỏ, mới đi trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, đưa con dao nhỏ và hồ dán cho cô. Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy nói: "Cảm ơn." Trang Hạo Nhiên thoải mái tựa vào trên ghế salon, hai mắt lộ ra dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh mặc đồng phục váy ngắn rất xinh đẹp, hai chân khẽ khép lại, nghiêng người tới trước, rất chăm chú cầm con dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt đường chéo, ánh mắt lấp lánh rất đáng yêu, giống như ánh nắng ban mai chiếu trên mặt biển, mang theo một chút ký ức, có chút cởi mở cũng có chút yêu thương. Anh yên lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười cắt giấy xong, gấp xong hình dáng trong chóng gió, dùng hồ cố định, sau đó cầm dao nhỏ cắt một lỗ nhỏ ở giữa tờ giấy, mới nói có cây que không. Trang hạo nhiên vừa nhìn cô, vừa lấy ra một nắm que chuyên dùng cho trong chóng gió đủ mọi màu sắc ở dưới bàn thủy tinh, toàn bộ đặt ở trên bàn. Cảm ơn, đường khả hình vui vẻ cầm lấy một cây que năm màu ghim vào trong lỗ trong chóng gió, cô lập tức đứng lên, đem cắm ở một góc cửa sổ sát đất, cũng không quay lại cửa sổ, mà trở về chỗ ngồi, vui vẻ lấy thêm tờ giấy màu vàng làm trong chóng gió thật nhanh, lại dùng que cố định, cắm ở phía bên kia khung cửa sổ, làm thêm gần 10 cái, cắm ở cạnh bình phong trong phòng làm việc, trước bàn làm việc, cắm một cái màu đỏ trong bình hoa bách hợp. Trang hạo nhiên yên lặng nhìn về phía đường khả hinh, cô gái dịu dàng, quyến rũ, để mái tóc ngắn tinh nghịch, đem trong chóng gió cắm từng vị trí, ánh mắt to xoay tròn rất vui vẻ, hai mắt của anh cũng lộ ra dịu dàng. Theo bản năng nhắc cổ tay nhìn thời gian, làm xong rồi, đường khả hình đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía trang hạo nhiên hữu chút vui vẻ nói. Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu lên, hơi mỉm cười nhìn cô. Đường khả hình tinh nghịch cười một tiếng, tay đột nhiên nhấn nút cửa sổ thủy tinh phòng tổng giám đốc, ánh đèn tách, một tiếng sáng lên, hai cánh cửa thủy tinh đột nhiên mở ra, gió biển ồ ạt lùa vào, thổi lướt qua khả hình, xông vào phòng làm việc to lớn, kéo trong chóng gió bảy màu khắp nơi, tất cả đều ào ào chuyển động, hết sức đẹp mắt bắt mắt và xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trên ghế salon, hai mắt lộ ra vui vẻ, nhìn cả phòng làm việc đầy trong chóng gió bảy màu, tất cả đều xoay tròn thật nhanh, giống như quay đi một chút ký ức, chuyển tới một chút ký ức, ý nghĩa cuộc sống cứ vô tình diễn ra, anh đột nhiên mỉm cười. Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ, có chút đắc ý nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, đẹp chứ. Cha tôi nói, trong chóng gió chính là bánh xe hạnh phúc, cuốn đi bi thương, mang đến vui vẻ, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, mở đôi tay, ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại, đón gió biển, hưởng thụ thời khắc tươi đẹp, giống như trong thế giới của cô, khắp nơi là trong chóng gió hạnh phúc, anh chậm rãi mở miệng, "Cô qua đây." Đường Khả Hinh mở mắt, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền chậm rãi cất bước đi về phía anh, hai mắt vẫn có chút nghi ngờ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói, lại đây ngồi nơi này. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt dịu dàng kia, trong lòng của mình cũng hơi mềm mại, liền cẩn thận đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, xoay người nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ mở cánh tay, nhẹ khoác lên trên ghế salon phía sau lưng cô, hơi thở đàn ông từ sông về phía Đường Khả Hinh mang theo mùi nước hoa làm cho người ta thư thái. Đường khả hình có chút căng thẳng ngồi thẳng người, muốn xê dịch qua một chút, nhưng phát hiện bả vai bị người nhẹ nhàng nắm chặt, cô hơi căng thẳng muốn đứng lên, lại bị anh lại dùng sức đè xuống, mặt của cô đỏ lên, quay đầu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên vẫn nhìn cô ở khoảng cách gần, thậm chí cảm giác lồng ngực của mình cũng hơi gần sát thân thể mềm mại của cô, hai mắt anh đột nhiên trở nên thâm thúy, có chút dịu dàng, nhìn môi đỏ mọng mềm mại của cô, cảm giác dịch rượu dần dần tan đi, liền đưa ngón tay thon dài của mình, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút căng thẳng muốn tránh người ra. Trang hạo nhiên lại nắm chặt bả vai của cô, để cho cô ngồi xong, mình như người tới trước, cầm chai trăm chín năm 1998, mở nút gỗ nói, đã đến giờ rồi, vị giác của cô đã khôi phục rồi. Đường khả hình không hiểu nhìn về phía anh nói, à, cái gì? Trang hạo nhiên không lên tiếng, chỉ nâng ly rượu đỏ, xoay tròn 360 độ, cảm giác rượu tiếp xúc với không khí đã đủ, phát huy mùi vị tốt nhất, mới đưa cho đường khả hình nói, uống đi. Đường khả hình vừa nhìn trang hạo nhiên, vừa nhận lấy ly rượu đỏ, nâng ly khẽ nếm một ngụm nhỏ, chờ cảm thấy ly rượu đỏ mới vừa uống qua, ninh hơi chua, ở lại đầu lưỡi, có thể ly rượu đỏ này giống như xích hà châu, phát ra mùi thơm hoa hồng nồng nặc, cô lập tức quay đầu, Vui vẻ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói cái này không phải Conti Winery. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn đường khả hinh, nói tại sao. Bản thân Conti Winery có mùi hoa hồng đặc trưng, nhất là sau giữa chưa trải qua nước mưa tẩy rửa, mang theo mùi thơm nồng đậm và man mát sầu muộn, lúc ấy tôi thưởng thức chính là vì mùi vị này. Nhưng, tôi nhớ, tối hôm qua tôi nếm hết Mago 2000 Anh đưa cho tôi. Phát sinh loại biến hóa này, chấm ngoặc kép. Đường khả hình bật cười hắc một tiếng, vui vẻ nói, thì ra là như vậy. Rượu đỏ biến hóa, thật là vô cùng vô tận. Trang hạo nhiên mỉm cười, cũng rót cho mình một ly rượu đỏ, khẽ hấp một ngụm. Vậy tôi nên làm cái gì? Đường khả hình đột nhiên có chút mất mát nhìn về phía trang hạo nhiên, nói tôi có thể vĩnh viễn không có cách nào hiểu nó sao. Trang hạo nhiên quay đầu nhìn ánh mắt đường khả hình kia, cũng mỉm cười nói, không người nào có thể dựa vào khứu giác để hiểu rượu đỏ, không phải tôi đang ở trước mặt cô sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, có chút nghi ngờ nói, vậy lúc nào tôi mới có thể đi đến trước mặt của anh? Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, hai mắt chợt lóe, nhớ tới chuyện tối nay, anh cố ý ho khan một tiếng, mới thả ly rượu, chậm rãi vươn cánh tay khoác lên thành ghế salon ở sau lưng Khả Hinh, quay đầu nhìn cô, hơi thở lộ ra một chút nhẹ tinh, nói, muốn đi tới tôi sao? Đường Khả Hinh như con dê con, Quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, rất chân thành gật gật đầu. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên tia giảo hoạt, nhìn về phía cô, có chút vô tội nói, tôi dạy cho cô nhiều như vậy, có phải cô nên cảm ơn tôi một chút hay không? Vâng, Đường Khả Hinh thật nghe lời gật đầu. Tối nay, đi ăn cơm với tôi. Trang Hạo Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng kéo kéo tóc ngắn giữa cổ Đường Khả Hinh. Tối nay, chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Đường Khả Hinh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói. Trang hạo nhiên trước mắt giảo hoạt hơi nấc một cái, không nhịn được cười nói: vậy cô hứa với tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng giúp tôi một chút. Sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Khả Hinh hỏi. Không có chuyện gì. Trang hạo nhiên ngẩng đầu lên cười nói: làm sao có chuyện gì? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi ăn cơm chung với tôi, đi ăn với tôi được không? Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh không hiểu tại sao anh nhấn mạnh như vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cô đồng ý nha, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nói. Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả hình chỉ đành nhận lời. Vậy sau khi cô tan việc, đi thẳng ra đại sảnh, tôi tự mình đi đón cô. Trang Hạo Nhiên bật cười. Không phải ăn cơm ở khách sạn chúng ta sao? Đúng vậy. Vậy tại sao phải đón tôi? Cô mặc như vậy đi ăn cơm à? Tôi nói cho cô biết nha, tôi tan việc là tan việc, tuyệt không cho phép cấp dưới của tôi nhân lúc tôi tan việc, nói chuyện công việc. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, cô mặc đồng phục, tôi sẽ sợ. Trang hạo nhiên nghiêm trang nói. Đường khả hình suy nghĩ một chút liền cười nói, vậy tôi về nhà thay bộ quần áo rồi trở lại. Ngồi xe buýt là được. Đi, tôi đích thân đưa cô đi. Trang hạo nhiên vỗ đầu gối, nghiêm trang nói. Không cần. Quyết định như vậy, Trang hạo nhiên lập tức nắm chặt hai vai đường khả hình, xoay người cô lại, sau đó cố gắng đẩy cô, vừa đẩy vừa nói, nhớ nha. 5 giờ rưỡi cô tan việc, đúng 5 giờ 40 ở nơi đó chờ, tôi không thích người khác tới trễ. À, đường khả hình vừa bị anh đẩy đi ra ngoài, vừa nói, 10 phút. Trang hạo nhiên một tay đẩy cô đi ra, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường khả hình đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía cánh cửa kia, lầu bầu nói, gấp gáp như vậy làm gì. Trường 199, từ từ chờ đường khả hinh tiêu đồng đang cầm tài liệu đi tới bên này ngạc nhiên hỏi cô làm sao vậy đường khả hinh quay đầu nhìn về phía tiêu đồng không nhịn được cười nói không có gì mới vừa rồi tổng giám đốc kiểm tra rượu đỏ cho tôi xong còn nhấn mạnh chuyện chúng tôi đi ăn cơm chung tiêu đồng trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn về phía đường khả hinh nói cái gì bảo cô cùng đi ăn cơm đường khả hinh nhìn thấp cô giật mình lập tức có chút căng thẳng nói đúng vậy có phải tôi không đủ tư cách cùng đi ăn chung hay không? tôi cũng đã nói ăn chung rất ngại nhưng bọn họ đều muốn tôi cùng đi ăn. bọn họ thật sự rất nhiệt tình. -a, -a, a, trong lúc nhất thời, tiêu đồng quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, tức giận nói những người này thật là chán ghét mà, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bỏ qua cho. à cô nói cái gì? đường khả hinh nghe không rõ ràng, nhìn về phía tiêu đồng hỏi. à chấm ngoặc kép Tiêu đồng có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói không có việc gì, vậy. Buổi tối đi ăn cơm chung thôi, chỉ là, cô phải nhớ kỹ, ăn cơm cùng những người này, phải cẩn thận một chút, bọn họ đều không phải là người. Nếu như có gì không vui, cô có thể lập tức rời khỏi bàn. Đường Khả Hinh bật cười nói, sẽ không, tôi cảm thấy bọn họ rất tốt, giống như mấy người anh trai. Đừng nhận thân thích với bọn họ, xỉ nhục thân phận của cô. Tiêu đồng lặng lẽ cười nói, đi với tôi đến đây, lúc này nói đưa cô đến kho tài liệu, cũng chưa dẫn cô đến phòng làm việc của cô một chuyến. Cô là thư ký khóa 1, do tôi trông nom, mà tình thiên thuộc thư ký khóa 2, bọn họ ở phòng làm việc số 2. Tiêu đồng dẫn đường khả hình đi về phía phòng tổng giám đốc quẹo trái là phòng thư ký, bên trong làm việc màu hồng, gần trăm vuông, toàn bộ đặt bàn làm việc hình tròn màu trắng, còn ba chỗ trống, có sáu nữ thư ký mặc đồng phục màu trắng đang căng thẳng kiểm tra tài liệu, bởi vì ngày đầu tiên đi làm, việc rất nhiều. Đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn phòng làm việc rất nữ tính, thậm chí thấy rất nhiều hoa bách hợp, hình dáng rất độc đáo treo trên tường, giống như một căn phòng của thiếu nữ. Bốp bốp bốp, tiêu đồng nhìn về phía các đồng nghiệp thư ký bên trong phòng làm việc vỗ tay mỉm cười nói. Hoan nghênh một đồng nghiệp mới của chúng ta, đường khả hình, thư ký bên cạnh tổng giám đốc. Sáu đồng nghiệp đang bận rộn, nghe được tiêu đồng hô hoán, cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy đường khả hình mặc đồng phục màu xanh dương đậm trước ngực đeo bảng tên màu vàng ngay lập tức đứng lên mỉm cười nhìn về phía cô gật đầu gọi nhỏ xin chào chào mọi người tôi mới tới trình diện rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc sau này xin chỉ giúp nhiều hơn chấm ngoặc kép đường khả hình có chút căng thẳng nói mấy người đồng nghiệp nghe cách đường khả hình chào hỏi cũng không khỏi mỉm cười nhìn về phía cô nói không cần khách sáo được mọi người công việc của mình đi mấy ngày nữa mở tiệc liên hoan mọi người chính thức làm quen một chút tiêu đồng dẫn đường khả hinh đi tới bàn làm việc hình tròn màu trắng dựa vào bên tường vị trí đối diện cảnh biển nói đây là phòng làm việc của cô một chiếc máy tính để bàn ba chiếc laptop hai chiếc ipad hộp bàn phía bên trái để cặp tài liệu bên phải dùng để chứa đồ của cô hiện tại phần tài liệu này là do tổng giám đốc muốn giao cho cô xem chẳng qua tôi đoán chừng cơ hội cô ở lại trong phòng làm việc không lớn Đường Khả Hinh vừa nghe Tiêu Đồng nói xong, ngồi vào chỗ, nhìn máy vi tính đã mở ra, trên màn hình là bức tranh vườn nho. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh nói, màn hình này là tổng giám đốc chọn cho cô. Thật sao, đường Khả Hinh có chút kinh ngạc nhìn cô bé da trắng mặc váy màu tím, tay cầm trong chóng gió đi về phía một trang trại rượu Tây Ban Nha, giữa ngày hè, cánh cửa sắt không che khuất được vườn nho san biếc ở bên trong. Cô nhìn bóng lưng nhỏ cô gái, hơi nở nụ cười cảm động còn có, chấm ngoặc kép, tiêu đồng mỉm cười kéo ra một hộp tủ, lấy ra ba bộ laptop màu trắng, màu hồng, màu tím, đặt xuống ở trên mặt bàn sáng bóng, chạm nhẹ vào nhãn dán trên mặt máy vi tính màu trắng, nói, màu sắc ba chiếc máy vi tính này đều do tổng giám đốc tự mình chọn lựa cho cô, phía trên nhãn có họ tên của cô, cũng là do tự anh ấy viết. Đường khả hình cảm động cầm máy vi tính, nhìn trên nhãn viết ba chữ đường khả hình, có lẽ anh cảm thấy chữ viết quá tự nhiên sợ mình xem không hiểu nên cố ý thu nét vẽ, cẩn thận viết tên của mình, rất thoải mái, rất ấm áp. Khả Hinh cười, cảm động đến hai mắt đỏ bừng. Bên trong là tài liệu cô muốn xem tối hôm nay. chấm ngoặc kép, Tiêu Đồng mỉm cười nói: "Ồ, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười mở máy vi tính ra, sau đó nhìn thấy trên màn hình máy vi tính là một phong cảnh trang trại rượu ở Tây Ban Nha cô mỉm cười nhìn phía trên có một tựa đề, bài tập hôm nay. Giống như một thầy giáo mẫu giáo, cô không nhịn được đón gió biển mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mở ra. Sắc mặt của cô chợt thay đổi, con người sắp sắt ra, mới vừa rồi còn cảm động chảy nước mắt, hiện tại trái tim như vỡ vụn. Cô trợn mắt nhìn nó mở ra liên tiếp một loạt trang lịch sử phát triển có gần 30 trang trại rượu nổi tiếng trên thế giới. Lại muốn sắp xếp xong toàn bộ. Không thể nào, vẻ mặt đường khả hình giống như bị táo bón, muốn khóc kêu lên, một buổi tối, tôi làm sao làm nổi. Rất nhiều đấy. Tiêu đồng có chút kinh ngạc nhìn về phía đường khả hình cười nói, nếu không cô cho rằng anh sẽ có lòng tốt chọn màn hình máy vi tính cho cô, biển nhãn giấy cho cô. Đám người lâm phó tổng vừa nghe nói tổng giám đốc mời ăn cơm hay đi dạo phố, bọn họ sợ tới mức mất hồn rồi. Anh ấy luôn rất tinh danh, tôi còn tưởng rằng cô biết. Tôi không biết, đường khả hình muốn khóc nói tiêu đồng có chút ít ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hình cười nói cô sẽ không giống như mấy nữ sinh điều tra xem anh ấy thích cái gì chứ tôi sẽ không đường khả hình hết sức hết sức buồn bực nói ồ vậy thì tính sai lúc này tôi nhìn thấy cô hưng phấn như vậy tôi còn rất buồn bực tại sao cô bình tĩnh như vậy tiêu đồng mỉm cười nói đường khả hình không muốn nói chuyện nữa tranh thủ thời gian muốn mở máy vi tính ghi lại số liệu phía trên nhưng tiêu đồng đem một đống lớn tài liệu dày nửa thước sát phách bàn nện ở trước mặt của đường khả hình nói đây là số lượng và chủng loại rượu đỏ bên âu châu nhập khẩu vào tất cả các khách sạn của chúng ta trong năm nay trước khi cô tan việc phải phân tích xong nhập cơ sở dữ liệu vào trong cặp hồ sơ công ty chúng ta nhớ kỹ phải phân tích số lượng và chủng loại theo từng khách sạn lập ra danh sách sau này tổng giám đốc muốn tra cứu theo năm cô cũng có thể nhanh chóng tra ra và nói cho anh biết hiểu chưa Đường Khả hình trợn to hai mắt nhìn đống tài liệu trước mặt, trên trán cũng suốt mồ hôi kêu lên a. À. Đừng có a, à, mau làm đi. Trên môi tổng giám đốc của chúng ta thường treo một câu nói đại não của loài người mới khai phá có mấy phần trăm, vô số tiềm năng còn chờ khai phá. Cho nên anh ấy tin tưởng cô một trăm phần trăm đấy. Tiêu Đồng mỉm cười với cô, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài làm việc. Đường Khả hình nhìn một đống lớn tài liệu trước mặt, da đầu của cô cũng tê dại cho rằng mình chỉ tới học rượu đỏ, nhưng không nghĩ đến còn phải làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cô không có biện pháp, ngay lập tức cầm bút máy lên mở ra một phần tư liệu liên quan đến rượu Argentina, nhanh chóng nhìn số liệu nhập kho ở phía trên, lại mở máy vi tính. Chuẩn bị nhập số liệu vào. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ hơn 11 giờ trưa, sắp 12 giờ, rồi 12 giờ đến 12 giờ 30 phút. Đồng nghiệp phòng thư ký muốn đi ăn cơm, liền hỏi Khả Hinh muốn đi ăn chưa không? Đường khả hình xem tài liệu rất chăm chú, cũng không ngẩng đầu lên, có lúc, bởi vì nhìn nhầm liền cầm bút máy đâm vào đầu, làm cho tóc ngổn ngang, các đồng nghiệp nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc cũng không khỏi nở nụ cười, cũng không quấy dày cô, cùng đi ra ngoài ăn trưa, đường khả hình cũng không chú ý đến đồng nghiệp đi ra ngoài, cô vẫn còn xem tài liệu, vừa nhập vào máy vi tính, trong miệng vừa lẩm bẩm hơn nửa năm, khách sạn Washington nhập kho 3.800 chai lá pi 2.000. Cô ồ một tiếng, Nghĩ tới thì ra một khách sạn hơn nửa năm nhập hơn 3.000 chai rượu đỏ, trời ạ, à, đây là một con số khổng lồ cỡ nào, cô vừa xem vừa ghi chép tài liệu. Thời gian từng phút từng phút trôi qua, sóng biển đón gió biển thổi dạt lên đường ven biển thật dài. Hai giờ, đồng nghiệp ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi trở lại, thấy Khả Hinh vẫn còn vùi đầu xem tài liệu, chăm chú đến khiến người cảm thấy cô rất đáng thương, tả ni muốn đi tới kêu cô nghỉ ngơi một lát lại thấy tiêu đồng đã đi tới dùng ánh mắt ra dấu cho cô. Mọi người hiểu rõ, tất cả đều bắt đầu làm việc. Đường khả hình vẫn rất chăm chú ghi chép tài liệu, cũng không nhúc nhích, ngay cả nước cũng không uống. Thời gian từng phút trôi qua, bầu trời xanh thảm hơi mờ tối, mặt trời bắt đầu di chuyển về phía mặt biển, rốt cuộc 5 giờ 30 phút. Đường khả hình kêu một tiếng, hai mắt tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, Quả thật không thể tin nổi mình có thể sửa sang xong một núi số liệu, cô thật muốn khóc, rất kích động nhìn đống lớn tài liệu trước mặt toàn bộ đã phân tích xong, sửa sang lại thỏa đáng, tất cả đều kẹp tờ giấy nốt, để ngay ngắn ở trước bàn làm việc, mới vừa muốn đứng dậy gửi cơ sở dữ liệu, lại nhìn đồng hồ trên tường đã 5 giờ 31 phút, cô lập tức hoảng hốt, nhớ lại Trang Hạo Nhiên dặn dò, a một tiếng, cô nhảy dựng lên. Nhanh chóng đóng máy vi tính, ôm tài liệu và laptop màu trắng phải làm bài tập đặt vào chung một chỗ giống như trận gió, liều mạng sông ra ngoài, phịch một tiếng, dùng thẻ làm việc của mình, mở cửa kho tài liệu ra, thở hồn hển đem tài liệu từng cái cất xong, ngay lập tức chuyển người liều mạng sông ra ngoài, mới vừa nhìn thấy có đồng nghiệp đi vào thang máy, muốn nhấn đóng cửa. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, khả hình không nói hai lời xông tới, đôi tay chen vào khe cửa, cố hết sức đẩy cửa thang máy ra. Bên trong thang máy đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn khả hình đổ mồ hôi đầm đìa sông vào, nói sao vội vã vậy thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, khả hình ngượng ngùng nói xong, lại bấm thang máy, cô nhắc cổ tay nhìn thời gian đã 5 giờ 35 phút, cô ôi một tiếng, dậm chân ngẩng đầu nhìn thang máy rốt cuộc xuống tới lầu 1, cửa mở ra, cô nổi điên ôm laptop, liều mạng xông ra ngoài, chạy qua vườn hoa thật lớn, đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu, sau đó giống như trận gió xông ra đại sảnh khách sạn, chừng nhìn trước cửa khách sạn và quảng trường, chỉ có tân khách lui tới cũng không có thấy tổng giám đốc. Cô lập tức nhắc cổ tay nhìn thời gian, nói. Tôi tới trễ. 5 giờ 38 phút. Không có. Cô thở phào nhẹ nhõm, bật cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, mới vừa quay đầu lại mặt liền biến sắc, thấy tưởng thiên lỗi đứng cùng một hướng với mình, nhìn cảnh biển trước khách sạn. Cô lại nhịn không được chừng mắt liếc nhìn anh một cái. Nhìn cái gì vậy, tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn về phía đường khả hinh, khinh bỉ nói. Anh không nhìn tôi, làm sao anh biết tôi nhìn anh? đường khả hinh tuyệt đối không khách khí nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô gái đáng chết a à một tiếng nói đổi cấp trên quả nhiên khí thế cũng kiêu ngạo như vậy mặc kệ anh có phải là cấp trên của tôi hay không cũng cường hôn người ta đường khả hinh nhắc tới chuyện này vẫn rất tức giận vẫn còn say mê nụ hôn kia à vâng rất tưởng niệm đấy ánh mắt tưởng thiên lỗi ngheo lại nhìn về phía cô đường khả hinh không để ý đến anh chỉ ho khan một tiếng vén nhẹ tóc ngắn của mình. Đứng ở trước cửa khách sạn của tôi làm gì? Tưởng thiên lỗi không khách khí hỏi. Đường khả hình suy nghĩ một lúc, mới nói chờ người. Chờ ai? Mắc mớ gì tới anh? Cô còn có thể ở khách sạn của tôi chờ bạn bè của cô. Ngày đó tôi nuôi một con chó, bảo nó tới đón tôi, đường khả hình nói nhanh. Tưởng thiên lỗi gật đầu một cái, rốt cuộc nhìn thấy chiếc Rolls Royce của mình đã tới, anh im lặng đi về phía xe của mình. Nói cô từ từ chờ đi. Anh ấy sẽ đến ngay thôi, tôi từ từ chờ. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ nhíu mày nói. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vào trong xe, cười lạnh nói, lái xe. Ron Roy xe chậm rãi lái đi, Đường Khả Hinh cũng không thèm nhìn một cái, chỉ nhắc tới cổ tay nhìn thời gian đã 50 phút rồi, cô liếc mắt nhìn trái nhìn phải, tại sao người còn chưa đến? Có thể là có việc làm chậm trễ rồi, anh là tổng giám đốc mà. Đường Khả Hinh mỉm cười, vào lúc này, nhìn thấy một đồng nghiệp cũ, cô lập rất khách sáo chào hỏi người ta, lại nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã 6 giờ 15 phút. Cô thở dài nhìn lên trời chiều trước mặt từ từ biến mất ở trên mặt biển, cô có chút không nhịn được đứng ở trước cửa khách sạn đi qua lại đi, thỉnh thoảng thấy khách lái xe đến trước thảm đỏ, cô vội vã tránh ra, đứng ở trước cây cột, nhìn trái nhìn phải. Người vẫn chưa tới. Cô hơi lo lắng nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi bầu trời lộ ra một màu lam cuối cùng, phía bên kia chân trời đã tối, nhà nhà bắt đầu bật ánh đèn, cô mất mát đứng ở trước cửa khách sạn, đón gió biển, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo giống mùa thu, cô vừa ôm máy laptop trong tay của mình, vừa nhìn về phía đường xe vắng tênh làm cho người ta sốt ruột. Cô mất mát đứng ở bên cửa, suy nghĩ có phải trang hạo nhiên không tới hay không. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi chạy nhanh tới trước đại sảnh khách sạn. Tưởng thiên lỗi mới vừa cùng Lý Đồng đến nhà hàng Pháp dùng cơm xong, trở lại khách sạn làm việc, sau khi ăn uống no đủ đi xuống xe, thấy có một bóng dáng nhỏ nhắn, cô đơn đứng ở trước đại sảnh, nhìn về phía trước, vô cùng lạnh lẽo, anh ơ một tiếng, nói, bạn của cô sẽ nhanh tới đón cô, chờ tới bây giờ luôn à. Mặt của đường khả hình đỏ lên nhìn anh, anh ấy có việc cho nên chưa tới, như vậy không được sao, có lẽ thân phận của anh ấy cao quý, muốn người khác chờ đợi đường khả hình có chút xấu hổ, nhưng vẫn muốn mặt mũi. a à, tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình, thật lòng nói, cô có tinh thần ai kiêu kiểu này, thật không phải người bình thường trên trái đất có thể có, không trách được đám người tổng giám đốc trang quý trọng cô như vậy. Dĩ nhiên, anh có một người ở phòng tổng thống, một người nằm bệnh viện, còn ở văn phòng hôn một người, hiểu quý trọng à. Đường khả hình so gan nói. Suốt cuộc tưởng thiên lỗi nổi giận, đi lên trước, muốn đưa tay kẹp cô anh dám, đại sảnh đông người đấy. Đường khả hình nhíu mày nhìn anh. Quả nhiên tưởng thiên lỗi dừng ở trước mặt cô, nhìn tròng chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói, tôi không giống cô, ở trường hợp nào cũng khóc được. Sau đó nhào vào trong ngực của đàn ông, giả bộ đáng thương, chơi trò mập mờ, con người của tôi tương đối thẳng thắn, nghĩ cái gì, làm cái đó, ví dụ như. Hôn cô, đường khả hình chừng anh. Tưởng thiên lỗi nhìn vẻ mặt cô, trên mặt mình cũng hiện lên nụ cười nói tiếp thế nào nhiều lần nhắc tới nụ hôn kia đoán chừng cô cũng rất hoài niệm lần sau đẩy cô đến góc cầu thang ôm chặt cô cưỡng hôn vui đùa một chút như thế nào quả đấm siết lại thật chặt thật chặt đừng nằm mơ sắc mặt của tưởng thiên lỗi cứng lại nhìn cô gái này nói cô có tư cách gì tiếp nhận nụ hôn thứ tư của tôi cô cho rằng tôi hôn cô là bởi vì cô có sức hút cô có sức hấp dẫn bất quá cô là đàn ông tôi là phụ nữ. Phúc, đường khả hình nghe anh nói sai, không nhịn được che miệng cười nói anh là phụ nữ. Ha 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 ha. Tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi nhìn cô nói, tôi xem cô đổi chủ, cô có thể phách lối tới mức nào. Cuối cùng có một ngày, cô là của tôi đấy. Một câu hai nghĩa, chương hai trăm, đừng nằm mơ. Đường khả hình thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn ánh mắt như muốn cướp đoạt, lại nhớ tới cuộc đấu giữa anh và Trang Hạo Nhiên. Thu hồi ánh mắt chán ghét của cô đi, Tưởng Thiên Lỗi đưa tay lên đẩy mặt của cô sang bên khác. "Ôi chao, Đường Khả Hình đè lại mặt của mình, quay đầu nhìn về phía bóng lưng anh đi khỏi, tức giận nói, nếu tôi bị chật cổ, nhất định sẽ cắn anh." "Chờ đồng loại của cô đi." Tiếng nói nhàn nhã của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Đường Khả Hình nghe xong quay đầu lại, nhìn trái phải hai bên đường xe, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên còn chưa có tới mình cũng hẹn nhã tuệ 7 giờ rưỡi tan việc cùng ở đại sảnh dưới lầu, mình lại không có điện thoại di động, thật sự là. Cô thở dài một hơi, đón gió biển, cảm giác càng lúc càng lạnh lẽo, sáng nay đã ngửi thấy không khí mùa thu, cô nhẹ nhàng ôm vai, đứng ở bên cây cột chờ đợi. Tưởng thiên lỗi xải bước đi vào trong, thấy đông anh từ trong thang máy nhanh chóng đi ra đón mình, cô vừa muốn lên tiếng gọi, anh lại giơ tay, ý bảo cô chớ lên tiếng, mình dừng bước lại. Đi tới phòng cà phê phía bên phải đại sảnh dưới lầu, chậm rãi ngồi xuống. Đông Anh có chút ngạc nhiên tiến lên nhìn tưởng thiên lỗi, hỏi khẽ tổng giám đốc, anh không lên mở hội nghị liên tuyến sao? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, mặt không lộ vẻ gì, một lúc lâu, mới sâu kín nói, chuẩn bị hai ly cappuccino nóng. Đông Anh có chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt anh khẽ đáp một tiếng, vâng. Cô xoay người đi khỏi, tự mình đi tới đầu kia trong phòng cà phê trang nhã, yêu cầu hai ly cappuccino, lại tự mình bưng ra, lắc nhẹ đặt ở trên bàn gỗ nhỏ hình tròn, nhìn về phía tổng giám đốc nói, mời anh uống cà phê. Cảm ơn, tưởng thiên lỗi nâng lên một ly cà phê, khẽ nhấm một hớp, mặt hơi nghiêng nhìn bóng dáng cô đơn đối diện tường thủy tinh ngoài đại sảnh, cô căng thẳng ôm laptop, run rẩy đón gió biển thổi mạnh, đứng sốt ruột, màu xanh ra trời sắp tan đi, làm cho cô đứng đối diện bờ biển, tạo thành một tổ hợp màu xanh dương, có chút yêu thương, hai mắt anh xẹt qua một chút thâm trầm, đông anh theo phương hướng tưởng thiên lối cũng nhìn phía ngoài cửa sổ phát hiện đường khả hinh đứng ở bên ngoài cây cột đang ôm máy vi tính sốt ruột chờ người nào cô lập tức xoay người nhìn về phía tưởng thiên lỗi ánh mắt tưởng thiên lỗi giống như bị bóng dáng màu xanh trước mặt hấp dẫn thật sâu ánh mắt anh xa xăm mà thâm trầm giống như nhìn thấy một sự chết chóc một sự hồi sinh đến mãi mãi ngoài đại sảnh thổi tới một luồng gió biển tưởng thiên lối cũng có cảm giác hơi lạnh hơi cao mày chậm rãi hỏi, tại sao hôm nay thời tiết lạnh như vậy. Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói, hôm nay có luồng khí lạnh đầu tiên vào thu. Vào thu rồi hả? Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi khẽ xoay tròn, nhớ tới như mà thích nhất mùa thu, trong ánh nắng mai vàng ươm, dắt tay của mình đi về phía rừng phong màu đỏ rực, anh mỉm cười suy nghĩ trong chốc lát, lại nhìn về phía bóng dáng cô đơn của Đường Khả Hinh đang đứng đó, anh a à một tiếng, cười lạnh nói, thật cố chấp. Ngốc đến mức độ này lâu như vậy cũng không tới mà không chịu về. Tưởng thiên lỗi đột nhiên để xuống ly cappuccino, nói với Đông Anh, mời tên ngu mốc bên ngoài kia uống đi. Lạnh chết cô. Đông Anh nhìn tưởng thiên lỗi đứng lên, đi tới thang máy, cô trầm ngâm trong chốc lát, liền bưng ly cà phê nóng, mới vừa muốn đi tới bên cạnh đường khả hình, lại nghe tiếng bước chân rồn dập từ đầu kia đại sảnh truyền đến. Cô quay đầu lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, tay cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài đại sảnh, tươi cười chạy như bay ra ngoài, cô hơi kinh ngạc. Tưởng thiên lỗi cũng dừng bước lại, có chút không dám tin xoay người, hít mắt nhìn theo bóng lưng Trang Hạo Nhiên đang vội vã, lại nhanh chóng nhìn về phía đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển chạy ra đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy đường Khả Hinh bị lạnh ôm laptop có chút tức giận, đang đứng ở trên cột đá rậm chân, anh không nhịn cười một tiếng, kêu lên, hi. Đường Khả Hinh nghe tiếng kêu, rốt cuộc có chút kinh ngạc xoay người, Nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xuất hiện từ phía sau mình, cô nhất thời tức giận nhìn về phía anh, mặt sưng lên, không nói tiếng nào, ôm laptop đi về phía đường về nhà. Này 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 này, Trang Hạo Nhiên lập tức chạy tới, ngăn cản Đường Khả Hinh, nhìn vẻ mặt cô tức giận, bật cười nói, "Thật xin lỗi. Đột nhiên nhận điện thoại đường dài từ nước ngoài, cho nên chậm trễ, xin lỗi." Đường Khả Hinh dừng bước chân, nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn có chút tức giận nói, "Nếu anh bận rộn có thể gọi người nói cho tôi biết chứ. Tôi sẽ không cần đợi. Sơ Di, Trang Hạo Nhiên cố gắng nhìn về phía đường Khả Hinh cười giải thích nói, cái hội nghị kia rất quan trọng, tôi. Quên mất. Anh quên, đường Khả Hinh vừa nóng vừa giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng nói, anh còn nói cái gì, không thích người tới trễ. Anh nhìn xem hiện tại mấy giờ rồi, 7 giờ 15 phút, trời à, tôi đợi anh hơn một tiếng. Được rồi, đừng nóng giận, Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói, cái hội nghị kia thật rất gấp mà. Khó trách anh không có bạn gái. Đường Khả Hinh lại bạo gan nói anh một câu, liền tức giận xoay người muốn đi. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm cổ tay của cô, kéo người cô quay lại trước mặt, nhẹ nắm bả vai của cô, "Thật lòng xin lỗi, tôi thật sự vô cùng có lỗi, tha thứ cho tôi, xin lỗi, xin lỗi." Đường Khả Hinh nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên lúc nói xin lỗi rất chân thành vẻ tức giận trên mặt của cô có chút giảm xuống lại lầu bầu nói bụng của tôi cũng chết đói rồi về nhà thay quần áo xong không phải đói chết sao rất nhanh rất nhanh chúng ta không cần về nhà thay quần áo trang hạo nhiên nói một câu hai nghĩa liền ném chìa khóa xe cho nhân viên tiếp tân nói nhanh lái xe tôi tới đây vâng nhân viên tiếp tân nhận lấy chìa khóa xe lập tức nhanh chóng chạy qua bên kia đường xe Trang hạo nhiên nhìn mặt đường khả hình vẫn tức giận, anh không nhịn được rên một tiếng cười nói, không nên tức giận. Đợi lát nữa, tôi mời cô ăn ngon. Hả? Đường khả hình nhìn trang hạo nhiên, giơ lên laptop trong tay, nhìn anh nói, anh giao cho tôi tài liệu quan trọng như vậy, sau đó muốn tôi học thuộc, sau đó anh tới trễ, tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ, nếu tôi dùng để đọc sách, tôi có thể xem thật nhiều sách. Có thể ghi chép thật nhiều lịch sử trang trại rượu. Trang hạo nhiên nhịn cười nhìn đường khả hình đường khả hình liếc trang hạo nhiên khẽ chớp mắt mới nhìn trang hạo nhiên danh mãnh nói nếu không ngày mốt tôi nộp bài kiểm tra không được chấm ngoặc kép trang hạo nhiên cười rất đáng yêu chậc đường khả hình lập tức ôm chở laptop lạnh lùng xoay người công việc là công việc mà trang hạo nhiên lại nắm cánh tay của cô kéo thân thể của cô lại hừ đường khả hình lại xoay người đi chớp mắt một cái nhìn thấy con đường tối phía trước chậm rãi lái tới một chiếc xe thể thao màu trắng, thân trước của xe thiết kế nửa vòng tròn làm chủ, thân xe phía sau lấy màu đen làm chủ, hết sức phong cách, mấu chốt nhất chính là màu trắng hết sức hết sức thoải mái kín đáo, cô nhẹ nhàng nói, đây là xe thể thao của anh sao tổng giám đốc. Rất phong cách, thích không, đợi lát nữa đưa cô chạy một vòng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhớ tới Nhã Tuệ nhất là hết muốn mua xe, cũng thường nghe Trần Mạn Hồng nói đến chiếc xe yêu quý của mình. Liền không nhịn được, hỏi cái xe này là hiệu gì. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía chiếc xe của mình sắp lái về phía đại sảnh, mỉm cười nói Audi Pipex. Thật là xinh đẹp, bao nhiêu tiền vậy, đây chỉ là thuận tiện hỏi. Vẻ mặt trang hạo nhiên không có gì, suy nghĩ một lúc mới nói, dường như là 3 tỷ thôi. 3 tỷ, chấm than ngoặc kép, đường khả hình khiếp sợ kêu lên, ngày đó cùng nhã tuệ đang chọn xe, nghĩ tới 30 ngàn có một chiếc xe hay không. Chiếc Audi pipic chậm rãi lái tới, hết sức phong cách mang đến một làn gió mạnh mẽ, khí thế hết sức khoe khoang. Chậm rãi dừng ở trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn chiếc xe thể thao màu trắng ở trước mặt, cứ nhấp nháy trước mặt của mình. Thiết kế hình trụ, mỗi một đường cong cũng tuyệt đẹp như vậy. Cô thật cảm thán. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đều là người yêu thích xe, thấy nhìn chiếc xe này chắc thích đến cỡ nào đây. Lên xe đi. Trang Hạo Nhiên nhận lấy chìa khóa từ nhân viên tiếp tân. Tự mình mở cửa xe cho Đường Khả Hinh. Trên mặt Đường Khả Hinh không đè nén được hưng phấn, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười nói, "Đợi lát nữa, ăn cơm xong, có thể dùng chiếc xe này đưa tôi và Nhã Tuệ về nhà hay không?" Cô ấy thật thích xe. "Được, Trang Hạo Nhiên sảng khoái đồng ý. Đợi lát nữa, cơm ăn xong, tôi có thể về nhà tắm một ngủ giấc, ngày mốt mới kiểm tra." "Không được." chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười rất vui vẻ đẩy đường khả hinh ngồi vào trong xe đóng cửa xe cho cô đường khả hinh lập tức quay cửa xe xuống đưa đầu ra thật đáng thương nhìn về phía trang hạo nhiên nói thật không được sao tôi đoán chắc nhã tuệ sẽ vì chiếc xe này mà phát điên sau đó tôi muốn cùng cô ấy điên khùng trang hạo nhiên không nhịn được bật cười đè đầu cô vào sau đó xoay người ngồi vào ghế lái khởi động xe trong lúc đường khả hinh giống như một đứa bé vô cùng ngạc nhiên hào hứng anh cởi ra tay trang màu trắng của mình Nhẹ nhàng phủ lên trên người của Đường Khả Hinh, lại cúi người ép nhẹ ở trên người của cô, kéo dây nịt an toàn, tự mình thắt vào cho cô. Đường Khả Hinh có chút ngượng ngùng nhìn anh. Ở khoảng cách thật gần, Trang Hạo Nhiên nhìn con ngươi to linh động của cô nhấp nháy nhấp nháy, anh lắc đầu một cái, nói, "Không được." Đường Khả Hinh chán nản quay đầu đi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, ngồi thẳng người, xoay vô lăng cho xe chạy đi. "Đường về nhà tôi, không phải đường này." chúng ta không trở về nhà. Đi đâu? Đến đó cô sẽ biết. Âm thanh bay trong không khí, rơi ở đại sảnh khách sạn, tưởng thiên lỗi chậm rãi đi ra đại sảnh, đứng ở nơi quảng trường, nhìn chiếc Audi màu trắng biến mất ở trong bóng đêm, hai mắt của anh nhíu lại không thể tin nổi. Lưu Nhã Tuệ nhanh chóng đi ra khỏi thang máy, nhìn thời gian đã 7 giờ rưỡi rồi, rất ngạc nhiên đứng ở đại sảnh, nhìn xung quanh, vẫn không thấy người, cô hơi nghi ngờ nói chẳng lẽ không phải chờ ở chỗ này. Tưởng thiên lỗi vừa muốn xoay người đi tới thang máy, lại thấy nhã tuệ đã thay cho đồ thường, sách theo túi sách, nhìn xung quanh đại sảnh tìm người, sắc mặt của anh hơi cứng lại, hỏi nhỏ, phó quản lý lưu. Nhã tuệ thấy tưởng thiên lỗi, ngay lập tức tiến lên, cung kính gọi nhỏ, tổng giám đốc. Tan việc, tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, hỏi. Vâng, nhã tuệ đáp. Không phải khách sạn có quy định, nếu nhân viên đã tan việc không thể ở lại khách sạn. Cô ở nơi này làm cái gì? Giọng của Tưởng Thiên Lỗi có chút cứng rắn. Nhã Tuệ nghe vậy, lập tức có chút căng thẳng nói, "Hôm nay Tổng giám đốc Trang và Đường Khả Hinh muốn cùng nhau dùng bữa tối, mời tôi đi cùng." Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhớ tới chuyện của rút hôm nay, sắc mặt của anh cứng ngắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 201: Váy hoa. Chiếc Audi PIK xuyên trong bóng đêm, dọc theo đường ven biển thật dài, lao đi như mũi tên. Từ trước đến giờ đường khả hình cũng không có hưởng thụ qua loại tốc độ này, trợn to hai mắt, đón gió biển, cảm thấy mình giống như bay theo, cô thật vui vẻ giang đôi tay, kêu lên, thật nhanh nha. Trang hạo nhiên cầm tay lái, quay đầu mỉm cười nhìn cô một cái, mới chăm chú lái xe, cho xe nhanh chóng chạy tới trung tâm thương mại, nói, lập tức tới ngay. Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Đường khả hình quay đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên không lên tiếng, một tay nắm chặt tay lái, một tay kéo bộ vest trắng của mình đắp lên trên người của Đường Khả Hinh, rồi chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh không nhịn được quay đầu nhìn gò má Trang Hạo Nhiên, trong mắt giống như ánh sao trong đêm tối, lóe ra ánh sáng thật dịu dàng, sống mũi thẳng hết sức hấp dẫn, lúc chăm chú, môi mỏng mím chặt, nghe nói anh là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất, cô tò mò nhìn anh, giống như hiểu được anh đang suy nghĩ gì trong lòng, có lúc lại không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên một tay cầm tay lái, tư thái hết sức tao nhã và lười biếng, hỏi đẹp trai không? Đường khả hình đột nhiên sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhịn được cười, không để ý tới anh nữa. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, nắm chặt tay lái, chạy tới con đường phía trước, rốt cuộc xe lái vào trung tâm thương mại, cuối cùng dừng ở trước một cửa hàng trang phục sang trọng ba tầng, trong tủ kính đặt tất cả loại trang phục giả hội sang trọng ngay ngắn, cùng các loại váy giản dị nhưng hết sức ca tính. Khả Hinh ngồi chỗ ghế lái phụ, Nhìn cây phượng trước cửa hàng trang phục, trái tim của cô đột nhiên buộc chặt, có chút lo sợ quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, tới nơi này làm gì? Đổi bộ quần áo, Trang Hạo Nhiên hời hợt nói xong, liền dừng xe bước ra chỗ ngồi, đi vòng qua xe, kéo cửa xe bên ghế lái phụ, nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh ngồi tại chỗ, trong lòng căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên, từ chối nói, tôi không muốn đi vào, tôi chỉ muốn về nhà đổi bộ quần áo đơn giản, nếu anh cảm thấy quần áo của tôi quá mức bình thường không xứng với anh, tôi có thể không đi, tôi không muốn tới chỗ này, mặt của tôi không xứng với son phấn, cũng không xứng mặc váy xinh đẹp như vậy. Tâm trạng của cô chợt kém đi, cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh lùi bước, hai mắt lóe lên, cười nói, tối nay không có ai để cho cô làm công chúa, cô cũng không phải là cô bé lọ lem, sẽ không có người nào cho cô giày pha lê. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay về phía đường Khả Hinh, ngừng trên không chung, mới sâu kín nói, cô là chính cô, cô chính là đường Khả Hinh. Không cần thiết thương cảm như vậy, một tổng giám đốc khách sạn chú trọng bộ mặt và hình tượng như tôi cũng dám kêu cô ở bên cạnh, một mình cô bi thương cái gì. Toàn thế giới không có ai chê vứt bỏ cô, chỉ là bản thân cô nhạy cảm thôi. Đường Khả Hinh tiếp tục nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lại đưa tay ra mời cô, thúc giục nói, nhanh lên một chút chúng ta không có thời gian đấy. Đường khả hình cẩn thận nhìn anh, lại nhìn đôi tay thon dài của anh hết sức đẹp mắt ngừng trên không trung, có chút thật lòng chờ đợi mình, hai mắt của cô xẹt qua chút ánh sáng, tay nhẹ nhẹ bỏ vào trong bàn tay của anh. Trang hạo nhiên cười một tiếng, khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cẩn thận dắt cô ra ngoài, đóng cửa lại, liền dắt cô đi vào trong, nhân viên phục vụ lập tức đi ra, hướng về phía trang hạo nhiên và đường khả hình cung kính không người chào nói, xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài. Trang hạo nhiên kéo đường khả hình đi vào cửa hàng trang phục sang trọng, sau đó từ trong ví tiền, lấy ra một thẻ vàng đưa cho quản lý, nói, bao hết phòng. Vâng, quản lý lập tức cầm thẻ vàng đi về phía quầy thu tiền, nhân viên phục vụ lập tức đóng cửa kính, treo bảng clou, sau đó nhanh chóng muốn đi theo sau lưng trang hạo nhiên, lại nhìn thấy anh đã dắt tiểu thư lên lầu nói, đừng đi theo. Vâng, những nhân viên cửa hàng ở dưới bậc thang, cung kính lên tiếng trả lời. Trang Hạo Nhiên dẫn đường Khả Hinh có chút thấp thỏm đi lên cầu thang xoắn ốc màu tím, đi lên đại sảnh vip sang trọng, Khả Hinh xôn sao nhìn về phía đại sảnh màu tím thiết kế vô cùng tao nhã, trên trần nhà toàn bộ dùng ngọn đèn tròn nhỏ đan xen nhau chiếu vào gốc cây lâu năm dựa trên tường, nhánh cây hướng vào mặt tường đối diện, tạo hiệu quả rừng rậm, tất cả trang phục sang trọng đặt dọc theo bên tường, ngay chính giữa là bàn thủy tinh hình tròn, bên trong để tất cả trang sức quý báu. Khả Hinh có chút giật mình đứng ở bên thang lầu, không dám tới gần, bất kể khuôn mặt có bị hủy hay không, cô cũng không có nghĩ qua, những trang phục xinh đẹp và trang sức quý báu có quan hệ đến mình. Trang Hạo Nhiên không để ý tới Đường Khả Hinh, một mình đứng trước trang phục sang trọng, tự mình vươn tay xem từng cái từng cái, cuối cùng anh lấy xuống một chiếc váy màu trắng, bước nhanh mà đi đến trước mặt của Đường Khả Hinh, một tay nắm chặt cổ tay của cô, không nói tiếng nào kéo cô đẩy vào phòng thay quần áo, đem váy ném vào cho cô nói, "Cầm. Nhanh mặc vào." tổng giám đốc, chấm than ngoặc kép, đường khả hình ôm váy, có chút căng thẳng nhỏ tiếng kêu anh. Xoạt, Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng kéo tấm mà nói, cho cô 3 phút đồng hồ, tôi không thích chờ người. Đường khả hình ôm chiếc váy, có chút căng thẳng đứng trong phòng, dơ váy nhìn một chút, nghe lời của anh, mở cúc áo đồng phục, chậm rãi mặc váy vào. Lúc này, trong cửa hàng trang phục vang lên tiếng violin lãng mạn, ánh đèn màu tím ở trong đại sảnh hào hoa chậm rãi xoay trong phòng thay quần áo truyền đến âm thanh chỉnh sửa quần áo thật nhanh, sau đó liền thấy một bàn tay nhỏ bé, nhẹ nắm màn cửa màu tím, cẩn thận kéo ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đường khả hình, còn có cặp mắt to trông suốt lấp lánh, cô nhìn khắp nơi, lại không nhìn thấy trang hạo nhiên, cô có chút cẩn thận dùng đôi tay khẽ che trước ngực, nhẹ bước đôi chân thon dài trắng tinh hấp dẫn đi ra, nhìn xung quanh đại sảnh trống rỗng, có chút bất đắc dĩ xoay người. Liền thấy một cô gái trước kính toàn thân mặc một chiếc váy màu trắng cúp ngực, trước ngực có nếp gấp, hơi nhô ra, càng lộ vẻ hấp dẫn, bên hông nhẹ thắt dây lưng màu vàng nhỏ như ngón tay, đường viền cao quý, giống như cánh hoa sen thuần khiết đính lên đuôi váy, hơi nổi lên, thậm chí có thể ngửi thấy chiếc váy phát một mùi hoa sen tươi mát, thơm ngát. Đường khả hình nhìn mình trong kính, có chút ngây người, mắt to linh động lóe ra một chút vui thích và hài lòng, muốn cười lại không dám cười, nhưng dù sao vẫn là cô gái nhỏ, nhìn bản thân mình mặc váy xinh đẹp như vậy, lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần, nhìn mấy lần, lại nhịn không được nhìn thêm mấy lần nữa, cuối cùng trên mặt tràn ra nụ cười không ngừng, hơi nghiêng người sang, đôi tay nắm nhẹ bên hông, nhìn nghiêng người thì bộ ngực căng tròn và vòng eo mảnh khảnh càng lộ vẻ khiêu gợi, thì ra đôi chân dài trắng nõn của mình xinh đẹp như vậy. Cô có chút ngạc nhiên nắm đuôi váy, nhìn đôi chân dài của mình, càng nhìn càng buồn cười, mới vừa vui mừng xong. Lại có chút rất tò mò ngẩng đầu lên, nhìn không gian xung quanh, nghĩ trang hạo nhiên đi đâu không phải anh nói không thích chờ người sao. Cô nghĩ tới đây, liền nhón chân, cẩn thận, tò mò đi xuống bậc thang xoắn ốc màu tím, vừa đi vừa kêu nhỏ tổng giám đốc. Không có ai lên tiếng. Đường khả hình vịn thành cầu thang màu tím, từng bước từng bước đi xuống, rốt cuộc đứng ở khúc quanh, nhìn thấy trang hạo nhiên nhàn nhã, tự nhiên, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai bất phàm, một tay tựa vào quầy thu tiền, không biết cỡ nào thâm tình, cỡ nào mập mờ nhìn về phía một nữ quản lý hơn 30 tuổi, vô cùng chiêu trò, vô cùng hấp dẫn, không biết đang nói gì. Sắc mặt của cô thu lại, nắm chặt đuôi váy, còn nói không thích chờ người, anh thì tốt rồi, chạy đến dưới lầu quyến rũ người ta, cô tức giật, liền nhìn Trang Hạo Nhiên ở dưới lầu kêu to, tổng giám đốc. Ai, Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người, mới vừa muốn nói gì lại nhìn thấy Đường Khả Hinh thay bộ váy trắng, càng lộ trẻ tuổi, thuần khiết, đáng yêu chừng nhìn mình, anh cười một tiếng, có chút kinh ngạc kêu nhỏ, oh my god so beautiful. Đường Khả Hinh vẫn rất tức giận nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lập tức đi lên lầu, đột nhiên khom người xuống, ôm chặt cái mông Đường Khả Hinh, bế cả người cô lên. A, à, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh kêu một tiếng, ôm chặt cổ Trang Hạo Nhiên, giật mình hỏi anh làm gì đấy. Rất đẹp, Trang Hạo Nhiên lập tức ôm Đường Khả Hinh nhanh chóng đi xuống cầu thang, thả cô trên ghế salon, nửa ngồi ở trước mặt cô, búng ngón tay nhân viên phục vụ mỉm cười lập tức bưng qua một đôi giày cao gót màu vàng, đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhận lấy đôi giày cao gót, tự mình nhắc bàn chân nhỏ của đường Khả Hinh mang cho cô. Đường Khả Hinh kinh hãi, vội vàng muốn rụt chân lại. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn chân nhỏ của cô, nói đừng động. Đường Khả Hinh không nhịn được nhìn người đàn ông trước mặt, ngồi ở trước mặt của mình, mang giày cao gót cho mình, hai mắt lộ ra rất vui vẻ và sủng ái mặc dù biết mới vừa rồi anh còn đang quyến rũ quản lý người ta nhưng tại sao vừa xoay người lại chân thành với mình như vậy cô cố ý chừng anh anh giống như cảm thấy có người chừng mình liền ngẩng đầu lên nhìn cô một cái mặt của đường khả hinh đỏ lên cúi đầu nói thật ra tôi có thể tự mình mang giúp cô gái mang giày là vinh hạnh của đàn ông sau này cô có người yêu nếu đi bộ anh ta không cho cô đi bên trong không mở cửa xe cho cô không lau ghế cho cô mà để cho cô ngồi, không cột dây dày cho cô, không cắt dưa hấu cho cô ăn, buổi tối không đắp chăn cho cô, thì cô không thể gả cho anh ta, biết không? Âm thanh này, rất nhẹ, rất nhẹ. Đường khả hình không nhịn được hai mắt mê ly nhìn anh. Trang hạo nhiên cầm lên một đôi giày khác, mang vào cho khả hình, rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn cô cười nói có thể. Đi thôi, về khách sạn. Không cần trang điểm sao. Quý khách, quản lý cửa hiệu có chút ân cần đi tới hỏi. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhỏ bé trắng nỏn thuần khiết của Đường Khả Hinh, mỉm cười vươn tay, vỗ vỗ khuôn mặt của cô, nói, "Không cần trang điểm." Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, không nhịn được nở nụ cười cảm động. Trang Hạo Nhiên hết sức dịu dàng dắt Đường Khả Hinh, nhẹ đỡ hông của cô muốn đi ra ngoài, nhưng đột nhiên lại quay đầu lại nhìn về phía quản lý xinh đẹp quyến rũ, mập mờ nháy mắt, cảm tính nói, "Mỹ Kỳ, điện thoại của cô số mấy?" Mới vừa rồi Đường Khả Hinh còn cảm động Nghe lời này, cô lập tức kêu một tiếng, hung ác đạp trên giày của anh một cước. A, à, Trang Hạo Nhiên bị đau kêu một tiếng. Đường Khả Hinh tức giận, tự mình đẩy cửa đi ra ngoài, Trang Hạo Nhiên vừa nhận lấy túi sách màu trắng và đồ trang sức mới vừa mua cùng chạy ra ngoài, nói chờ tôi một chút. Tôi không thích chờ người. Đường Khả Hinh sải bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Chương 202, oi. Phòng làm việc tổng giám đốc. Tưởng Thiên lỗi giống như tượng Phật, vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình, ánh mắt tức giận nhìn bốn phế vật trước mặt. Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, lãnh mặc Hàn Chi ra ngồi ở trước bàn làm việc của tưởng thiên lỗi N, không nói một lời, Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du, phó tổng giám đốc phụ trách công việc khách sạn ở Nhật Bản và Hàn Quốc, ngồi ở trên ghế salon giữa phòng, cười như không cười, cũng không dám lên tiếng, thấy Đông Anh muốn bưng cà phê đi vào, Trần Tuấn Nam lắc đầu một cái, cô nhẹ nhàng lui đi ra ngoài tưởng thiên lỗi nắm lên một phần tài liệu ném qua trên người bọn lâm sở nhai. Xoạt, tài liệu mở ra, rơi xuống đất, phía trên là bài viết của rút ngày hôm sau liên quan đến giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu, từ đỉnh núi cao rất xuống đỉnh núi nhỏ, đang thuận lợi bỗng lao dốc. Lâm sở nhai kêu lên, đáng sợ quá. Tưởng thiên lỗi tức giận nhìn đám người này nói, tập đoàn Á Châu của tôi mỗi ngày có 1 triệu 700 ngàn nhân viên làm việc, nhân viên hậu cần càng đếm không hết, mỗi người đều cần cù vất vả, chưa từng có xảy ra sai lầm to lớn như thế. Hôm nay, bị tình yêu của Tổng Giám Đốc Trang của các người đã hủy bỏ những cố gắng của bọn họ. Thân là Phó Tổng Giám Đốc Hoàn Cầu, trải qua một ngàn người Trang hạo nhiên mới chọn được một người ưu tú, lại cho phép loại chuyện xảy ra bên cạnh Tổng Giám Đốc, mọi người phải bị tội gì. Bọn lâm sở nhai thật oan uổng cúi thấp đầu. Ánh mắt lạnh lùng của tưởng thiên lỗi chợt lóe nhìn Tào Anh Kiệt ở trước mặt, sâu kín nói Tào Phó Tổng. Vâng, Tào Anh Kiệt hết sức hết sức căng thẳng đáp lời. Lúc cậu làm ở khách sạn Á Châu, tôi không bạc đãi cậu chứ. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh, lạnh lùng nói. Tào Anh Kiệt lập tức nói, Tổng Giám Đốc đối với tôi rất tốt. Không chỉ sắp xếp cho tôi ở tại phòng ăn ngự tôn học tập, còn dạy tôi rất nhiều việc. Dù nói thế nào, nơi này cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu trơ mắt nhìn thị trường chứng khoán khách sạn lao dốc, cậu có cảm giác gì? Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Tôi cảm giác bi thương, khổ sở tiếc nuối sâu sắc tào anh kiệt vô sỉ nói lâm sở nhai và tô lạc hoành nhìn về phía anh lãnh mặc hàn khinh thường tưởng thiên lỗi tức giận nhìn về phía bốn người bọn họ nói tôi mặc kệ các người và tổng giám đốc trang nặng tình thế nào nhưng tôi cảnh cáo các người nếu như nữ ký giả này lại viết về tập đoàn á châu của tôi một lần tôi bảo đảm cho dù các người ở nơi nào cũng không còn hài cốt nói tổng giám đốc trang và nữ ký giả kia còn có khả hình tại sao muốn ăn cơm cùng nhau bọn lâm sở nhai lộ ra vẻ mặt hết sức hết sức bất đắc dĩ. Tưởng thiên lỗi chớp mắt, nhìn về phía bọn họ trần nhíu mày nói, tôi cho các người một phút, nếu không nói, tưởng thiên lỗi tôi sẽ dùng quyền hạn cổ đông để cho các người vĩnh viễn cút khỏi hoàn cầu. Tôi cũng sẽ thuê nhiều ký giả trong và ngoài nước ca ngợi hoàn cầu một phen. Tí tách tí tách, một phút đồng hồ dài rằng rặc, nhưng cũng quá ngắn ngủi. Rốt cuộc cửa chính phòng tổng giám đốc mở ra. Đông Anh hết sức căng thẳng nhìn khí thế lẫm liệt trên mặt Lâm Sở Nhai, dáng vẻ có thể chết chứ không thể chịu nhục, cô có chút hoảng sợ nói, Lâm Phó Tổng. Chuyện này, Lâm Sở Nhai không nói lời nào, lạnh lùng đi về phía trước, kế tiếp là ba người Tô Lạc Hoành cùng đi ra, vẻ mặt cũng thâm trầm, trong lòng của cô chợt lạnh, vội vàng đi tới vài bước, có chút quan tâm hỏi, rốt cuộc. Xảy ra chuyện gì? Ai? Chấm ngoặc kép, bốn người đồng thời thở dài, Lâm Sở Nhai vẫn đứng ở trước thang máy, có chút tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành nói, trong bốn người chúng ta có nội gian. Có ý gì? Tào Anh Kiệt có chút tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn nói, trong bốn người chúng ta, ngoại trừ tôi và anh yêu nhau, bọn họ đều có hiểm nghi. Phi, Tô Lạc Hoành cũng tức giận nói, hai người các người có bản lãnh thì sinh đứa bé ra ngoài, tôi sẽ tin tưởng các người yêu nhau. Vậy rốt cuộc là ai nói ra chuyện Tổng Giám Đốc muốn ăn cơm chung với Khả Hinh? chấm hỏi ngoặc kép lâm sở nhai trực tiếp liếc về phía lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn giống như tòa núi băng nói cho anh một đáp án chính là cô gái có dáng dấp giống tôm viên tôm viên lâm sở nhai suy nghĩ hai chữ này lúc chưa nghĩ ra được là ai tô lạc hoành lập tức kinh ngạc hô lên nói chính là bạn thân của khả hinh cô gái đó tên nhã vệ đấy lâm sở nhai lập tức nhìn lãnh mặc hàn tức giận nói người ta thật cao giáo thẳng tắp dáng dấp giống tôm viên chỗ nào hả không phải cô đó lãnh mặc hàn không lên tiếng vậy là ai vậy lâm sở nhai không tin nói tào anh kiệt lập tức kinh ngạc nói tiểu nhu ừm lãnh mặc hàn gật đầu cô ấy làm sao nói cho tổng giám đốc lâm sở nhai không hiểu hỏi lãnh mặc hàn nhớ lại lúc mình mới vừa đi ra đại sảnh muốn đi đón nhã tuệ vừa lúc thấy tổng giám đốc hỏi nhã tuệ về chuyện khả hình mặc dù lúc ấy tưởng thiên lỗi nghi ngờ nhưng không có nghĩ quá xa chỉ là chạm mặt thấy Tiểu Nhu ôm hoa bách hợp cho khách, đi ra thang máy thấy Nhã Tuệ, kinh ngạc cười nói quản lý Lưu, có phải mọi người chuẩn bị đến phòng ăn của chúng tôi ăn cơm hay không? Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế lập tức nhìn về phía Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu mới phát hiện Tưởng Thiên Lỗi, ngay lập tức không lên tiếng, không ngờ bị Tưởng Thiên Lỗi ép hỏi, đã nói ra tổng giám đốc Trang Vĩ Đại đặt chỗ ở phòng ăn ngự tôn, còn nói rõ có quản lý Trần, quản lý Lưu và một nữ ký giả. Mời quản lý nhất định phải phục vụ thật tốt cho vị nữ ký giả nổi tiếng quốc tế. Nói ngòi bút của cô có thể làm cho một khách sạn từ chết sống lại cũng có thể làm cho sống không bằng chết. Trời à, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai gào khóc, nhớ tới cô tiểu nhu đó, không nhịn được sụp đổ nói. Bốn người đàn ông đẹp trai phóng khoáng chúng ta thua trong tay con bé chết tiệt kia. Đừng nói nữa, nhanh gọi điện thoại cho lão đại đi. Tào anh Kiệt lập tức nói. Lâm sở nhai không nói hai lời lấy điện thoại di động ra bấm mã số của anh, sau đó nghe được số máy quý khách tạm thời không liên lạc được. Anh tức giận, rốt cuộc anh ấy có còn sống trên trái đất hay không? Tại sao không có việc gì, không bao giờ sạc pin điện thoại di động. Tiêu Đồng cũng thật là, tại sao không nhớ sạc pin điện thoại di động cho boss chứ, bán khăn lông. À, Tô Lạc Hoành không nói nên lời, cười nói, người ta nói, mình chỉ bán nghệ, không bán thân, tại sao phải sạc pin cho anh ấy, bán khăn lông à? đuổi việc cô ấy, chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai ngang ngược nói. Nhanh đi xuống chặn người đi, tôi xem lần này tổng giám đốc tưởng tức giận thật, anh ấy tức giận cũng không phải chuyện đùa. Huống chi, mấy người chúng ta còn hẹn gặp mặt rút ở đại sảnh. Đi xuống đi, Tô Lạc Hoành lập tức nói. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Con đường rừng trúc xanh thảm kéo dài sâu đến phía sau vườn hoa, ngọn đèn nhỏ xanh đậm phân ra treo trên nhánh trúc, theo cảnh lá đón gió đong đưa vang tiếng xào sạc, Huyền bí, mê người. Hơn 10 gian phòng làm đẹp VIP kiểu Trung Quốc ở trong rừng trúc, thỉnh thoảng sáng lên ánh đèn lồng màu đỏ thẫm, mấy nhân viên phục vụ khách sạn nhanh chóng đi từ con đường trúc, ra ra vào vào và cuối cùng biến mất ở đầu kia con đường cây. Ba người đàn ông thái mặc đồng phục thợ mát xa, tay nâng khay màu đen, thật cẩn thận đi vào trong rừng trúc, trên khay đựng hộp nhung màu tím, cũng biến mất ở trong bóng đêm, chìm vào trong màu xanh của rừng trúc. Nương theo tòa núi giả nào đó có tiếng nước chảy róc rách, một dãy phòng tắm sông hơi bằng gỗ xây lên nằm ở phía sau rừng trúc, trước cửa treo hai đèn lồng đỏ thật lớn, nhẹ nhàng đung đưa. Thợ massage đang cầm tinh dầu cẩn thận đi vào, dọc theo hành lang mái hiên nhà nghỉ, đi vào phòng khách to lớn khắp nơi đốt đèn cầy hồng, ở chính giữa để một cây quạt khổng lồ dựa vào bức tường, bên trái là rèm cửa sổ màu trắng bay bay, phía bên phải để ghế nằm màu đỏ thấm, bên cạnh một bộ ghế salon tròn bằng gỗ lê, bao quanh bàn trà bằng gỗ vào giữa, bình hoa hình tròn khác lạ, tựa vào bên ghế salon, cắm mấy cành hỏa liệt điều. Thợ mát xa đi xuyên qua phòng khách, đi lên một cây cầu nhỏ chín khúc, đi lên bong thuyền, nhìn thấy một cô gái mặc quần áo tập yoga màu trắng ngồi trên ban công hình tròn, để mái tóc ngắn cá tính, chậm rãi vươn người lên không chung, mở hai cánh tay, tay phải lui về phía sau dọc theo người, nắm mũi chân phải, người nằm ngang xuống, tay trái đưa lên thẳng phía trước đình nghỉ mát, một chân đón gió nhẹ, đứng vững ở trên ban công, mồ hôi hột trượt vào bộ ngực khêu gợi của cô không hề nhúc nhích ba nhân viên trợ lý và thợ massage không dám nhúc nhích chờ đợi cô từ từ buông chân xuống hít một hơi đôi tay chấp lại giống như nghi thức bái lại hướng về phía ánh trăng nhắm mắt thật lâu người xung quanh vẫn chờ đợi âm nhạc yoga ấn độ rốt cuộc động tác của cô đã hoàn chỉnh thu về phía sau rồi dừng lại cô chậm rãi mở mắt nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt hỏi mấy giờ rồi 7 giờ 35 phút, chấm ngoặc kép, trợ lý lập tức nói. Tiêu hảo oánh trước mắt nhìn nhà nghỉ mắt sâu thẳm, chậm rãi đưa tay khẽ kéo cổ áo trước ngực, cởi xuống áo lót màu đỏ, sau đó ở trước mặt 6 người, nhẹ cởi xuống váy ngắn yoga lộ ra thân thể màu lúa mì tuyệt đẹp, hấp dẫn, chọc giận hiện ra ở trong bóng đêm, cô không cố kỵ khẽ nâng mùi chân, phô bày thân thể xinh đẹp đi xuống bậc thang gỗ, bước vào trong nước nóng, tay phất lên, quét qua bầu ngực sữa, trợ lý đem điện thoại di động đã tiếp thông đưa tới trước mặt cô ấn nút tắt ghi âm chuyện gì cô sâu kín hỏi ruth đồng nghiệp gọi tên tiếng anh của cô ừ cô vừa rửa mặt rửa phía sau cổ british princess exposi kandan we didn't get the ruth hand information vụ tai tiếng của vương phi anh quốc chúng tôi thật đáng tiếc không có trực tiếp lấy được tư liệu đồng sự nói tiêu hào oánh khinh miệt dùng tiếng anh lưu loát người nói, long term perspective, one just staring at the sexy đan, a so your as a journalist will soon be over. Nhìn xa trông rộng một chút, đừng mỗi ngày nhìn chằm chằm vào chuyện xấu, như vậy kiếp sống ký giả của cô sẽ rất nhanh kết thúc. Cô lại lạnh lùng nói. Ok, you come to China for what purpose? What time are you coming back? Ok, chừng nào cô trở về, đến Trung Quốc có mục đích gì? Hai mắt Tiêu Hào ánh lộ ra ánh sáng như hồ ly không nói gì thêm, mà nhìn ánh trăng như biết quá nhiều bí mật, từ trong suối nước nóng đứng lên, nhận lấy áo choàng tắm như tơ mặc vào, dọc theo bốn ván cửa đi vào nội sảnh, nói một câu tối nay tôi không có thời gian, không cần mát xa. Vâng, cô lặng lẽ đi vào phòng ngủ của mình, mở tủ treo quần áo thật dài bằng gỗ đàn hương, từ bên trong lấy ra một chiếc váy tơ tằm thắt dây màu xanh dương đậm, đứng soi hương, không mặc vào áo lót, sau đó mới từ trong ngăn kéo, lấy ra quần lót ren màu tím tao nhã dơ chân dài mặc vào, nhìn gò bồng đào kiêu ngạo của mình, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp tơ tầm, cô hài lòng mỉm cười, nhìn đồng hồ treo trên tường, 7 giờ 50 phút. chương 203, tôi là bạn gái của anh ấy. Bốn người lâm sở nhai căng thẳng đứng ở trước đại sảnh khách sạn, lo lắng chờ đợi Trang Hạo Nhiên, sau đó nghe một tiếng gọi như khắc vào trong xương tủy người ta. Lâm Phó Tổng Bốn người nghe tiếng gọi lạ lắm, sau đó xoay người, nhất thời nhìn thấy một cô gái lai xinh đẹp tóc ngắn, đôi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi mỏng thoa chút son, tay cầm túi sách màu đen, mặc váy thắt dây tơ tầm màu xanh dương đập, lộ ra thân hình uyển chuyển đi về phía bọn họ, mỗi bước đi nhẹ nhàng như mèo, đôi gò bồng đào cũng nhúng nhảy theo, nhìn rất tiêu hồn, nơi đuôi váy xẻ tà lộ ra đôi chân dài màu lúa mạch hấp dẫn. Tào Anh Kiệt nhìn thấy muốn trợn to hai mắt, miệng cắn ngón trỏ, tim đập rộn lên nhìn về phía cô gái trước mặt ba người lâm sở nhai cũng nhìn chằm chằm cô gái trước mặt đi tới phía mình. Tất cả tân khách lui tới tập đoàn Á Châu, bao gồm tất cả nhân viên, nam nam nữ nữ cũng đều trợn mắt há mồm nhìn về phía cô gái hấp dẫn trí mạng ở trước mặt. Tiêu hào ánh không nhìn ánh mắt mọi người, chỉ hơi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo làn da mịn màng, đi tới mấy người đàn ông ở phía trước, tay cầm túi sách, chiếc nhẫn ruby màu đỏ trên ngón trỏ lấp lánh ánh sáng. Lúc này một trận gió thổi qua, Phái cổ chữ về thật sâu trước ngực hơi cuộn lên, bộ ngực sữa dần dần lộ ra, chỉ thiếu chút nữa nhìn thấy nụ hoa màu hồng, bốn người đàn ông lập tức nghiêng đầu, giống như có thể nhìn thấy gì trong khe hở bộ ngực người ta. Tại sao người đẹp gọi thân sĩ mà không trả lời tiếng nào? Tiêu hào ánh không nhìn ánh mắt cầm thú của bọn họ, mỉm cười nhẹ bước đi tới phía bọn họ. Ô, chấm ngoặc kép, lâm sở nhai nhìn về phía tiêu hào ánh, có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra, hỏi, xin hỏi cô là. Tiêu hào oánh mỉm cười vươn tay, nói, rút. Bốn người bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, trong lúc nhất thời, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, nói không ra lời. Lâm sở nhai dẫn đầu, đầu tiên là ngạc nhiên cười cười, sau đó vươn tay nói, chào cô, hơn một năm nay, chỉ nghe tên nhưng cũng chưa biết mặt, không nghĩ tới rút tiểu thư lại là cô gái rất xinh đẹp như vậy. Tiêu hào oánh mỉm cười nhẹ bắt tay với anh, mới dịu dàng nói, tên tiếng chung của tôi là Tiêu hào oánh chào tiêu tiểu thư hân hạnh hân hạnh lâm sở nhai mỉm cười nói nghi tu tiêu hào oánh nói dứt lời đôi mắt đẹp nhìn mấy vị nam sĩ ở trước mặt liền tao nhã hỏi tổng giám đốc trang của chúng ta đâu rồi vốn chỉ muốn cùng anh ấy ăn chung bữa cơm thuận tiện làm phỏng vấn từ trước đến giờ anh ấy lẫn tránh truyền thông hôm nay có thể đồng ý ăn tối cùng tôi đây mới thật là vinh hạnh của tôi nào có nào có chấm ngoặc kép Lâm sở nhai sợ ngòi bút của cô, lập tức nói quả thật tổng giám đốc trang của chúng tôi là người rất bận rộn, cho nên bất đắc dĩ từ chối mấy lần phỏng vấn của cô, thật xin lỗi. Dường như anh ấy có chút chuyện đi ra ngoài, sẽ trở về ngay thôi, hay là cùng chúng tôi đến phòng ăn ngự tôn tụ họp trước. Chúng ta ngồi ở phòng lộ thiên, chuẩn bị cho cô bữa ăn tối phong phú. Dường như tiêu hảo ánh có chút không cam lòng, vẫn nhìn về phía lối vào đại sảnh khách sạn. Lâm sở nhai cũng nhìn ngoài cửa một cái, mới giơ tay nói, mời. Tiêu hảo ánh suy nghĩ một lát, cũng thở ơ cầm túi sách, xoay người muốn đi bước đi, không ngờ nhìn thấy cửa thang máy mở ra, một người đàn ông lạnh lùng hấp dẫn mặc tây trang màu đen, khuôn mặt rất kiên nghị đi ra thang máy, hai mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, ánh mắt của cô khẩn trương, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, trên mặt hiện lên nụ cười nói, tổng giám đốc tưởng. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng gọi, Liên cùng thẩm quân dụ và Trần Tuấn Nam đi về phía tiêu hảo ánh, mỉm cười nói tiêu tiểu thư. Trần Tuấn Nam và Thẩm Quân Du là hai người hết sức bình tĩnh nhưng nhìn thấy Tiêu Hảo Oánh cũng không khỏi nhìn bộ ngực mềm mại căng tròn của cô. Tiêu Hảo Oánh từng bước từng bước đến gần tưởng thiên lỗi. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi cũng bình tĩnh nhìn ánh mắt quyến rũ của cô. Một mùi thơm cơ thể mang theo phong cách Ấn Độ mãnh liệt sông về phía tưởng thiên lỗi. Tiêu hào oánh mỉm cười vươn tay về phía tưởng thiên lỗi nói, hôm nay tôi có tài đức gì, vừa có thể cùng Tổng Giám Đốc Trang ăn bữa tối, vừa có thể gặp mặt Tổng Giám Đốc Tường. Có thể nói các người là hai nhân vật có một không hai ở phương Đông, đều từng là người đàn ông phương Đông có sức hấp dẫn nhất để tôi hạ bút, mặc dù tôi không biết sốt cuộc các người mở cuộc tranh đấu như thế nào, nhưng tôi được chứng kiến thời khắc lịch sử này, cảm thấy rất vui mừng. Tưởng thiên lỗi giống như một động vật máu lạnh, thu hồi vẻ khát máu nhìn về phía tiêu hào oánh mỉm cười nói sớm nghe nói về tiêu tiểu thư là ký giả nổi tiếng quốc tế ngòi bút mạnh mẽ người được ghi chép đều khắc vào lịch sử cô có tinh thần tìm kiếm sự thật như vậy thật sự làm cho người ta cảm giác vô cùng thán phục tiêu hào oánh cũng có chút ngoài ý muốn nhìn ánh mắt thâm thúy của tưởng thiên lỗi ẩn chứa vô hạn tin tức cô khẽ cười giống như hiểu ý của anh vươn tay cất vào trong khuỷu tay của anh dịu dàng nói tổng giám đốc tưởng đồng ý bồi nữ sĩ xinh đẹp đến phòng ăn của ngài tụ họp một chút không đây là vinh hạnh của tôi tưởng thiên lỗi mỉm cười nói xong sau đó dẫn cô cùng đi tới phòng ăn ngự tôn đám người lâm sở nhai trơ mắt nhìn tưởng thiên lỗi mang người đi lập tức hoảng sợ nói làm thế nào còn có thể làm sao thẩm quân dụ được gọi là con sói giảo hoạt nhất quay đầu nhìn về phía bọn họ mỉm cười nói đi theo đám người lâm sở nhai tuyệt không khách khí nhìn về phía anh liền muốn đi theo không phải chúng ta đã bỏ quên một người rồi sao Tô Lạc Hoành mới vừa đi vài bước, sau đó dừng bước nói. Ai vậy? Lâm Sở Nhai ngây ngốc nói. Tô Lạc Hoành bật cười nói, chính là cô gái cao giáo thẳng tắp mà anh nói đó. A, à, Lâm Sở Nhai kêu khẽ một tiếng, lập tức xoay người nhìn xung quanh đại sảnh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của nhã tuệ, anh vừa đi khắp nơi vừa nói cô ấy đã đi đâu. Lúc này chúng ta hẹn ở đây. Anh lùi bước lại, đứng ở bên cạnh một phòng trang nhã, nhìn thấy nhã tuệ mặc áo sơ mi màu vàng nhạt cổ lá sen, váy ngắn màu trắng, vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế salon đỏ thấm, trước mặt bầy bầy ly cà phê, cô cũng không còn bình tĩnh, vẻ mặt cam chịu. Ôi chao, ôi chao, xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi vì một chút chuyện quan trọng nhất thời quên mất. Đến đây, mời khách quý, chúng ta phải rời bước đến phòng ăn ngự tôn ăn cơm. Ăn cơm, lâm sở nhai ngượng ngùng đi tới, nói xin lỗi với nhã tuệ nhã tuệ có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn về phía lâm sở nhai người đàn ông này nhìn như rất hiền hòa nói lâm phó tổng tại sao đến giờ khả hinh còn chưa tới hay là tôi đi về nhà trước đi đến bên kia tôi không biết lúc nào mới có cơm ăn tôi thật sự rất đói bụng không có cô yên tâm lập tức có ăn ngay lâm sở nhai cầm túi sách của nhã tuệ vô cùng phong độ nhẹ nắm cánh tay của cô muốn đỡ cô đứng lên nhã tuệ lại cầm hóa đơn có chút vô tội nhìn về phía Lâm Sở Nhai nói, anh nói mời tôi uống cà phê, tôi mới uống ly nhiều như vậy, bản thân tôi không uống nổi cà phê của khách sạn đâu. Lâm Sở Nhai nhìn Nhã Tuệ, mới bật cười nói, đúng đúng đúng. Tôi mời, tôi mời. Anh lập tức cầm bút máy, ký tên của mình trên hóa đơn, mới nhẹ dắt Nhã Tuệ nói, xin mời. Tối nay, cô cứ việc gọi, muốn ăn món gì thì ăn món đó. Nhã Tuệ nghe vậy, không nhịn được bật cười, cùng anh đi về phía thang máy nhưng vẫn hỏi khả hinh đã đi đâu lập tức tới ngay đừng lo lắng lâm sở nhai vừa cùng với nhã tuệ đi về phía trước vừa nói quản lý lưu cô xưng hô như thế nào nhã tuệ vâng chấm ngoặc kép nhã tuệ cung kính đáp nhã trong tao nhã tuệ trong trí tuệ à chấm ngoặc kép lâm sở nhai đáp nhẹ nhìn về phía cô cười nói cái tên này thật dễ nghe người cũng như tên rất xinh đẹp tên dễ nghe mặt của nhã tuệ đỏ lên, miễn cưỡng cười nói ồ. Ha ha, đi, lâm sở nhai nhẹ đỡ hông của cô, mời cô đi vào thang máy. Cả người nhã tuệ run lên, khẽ cắn môi dưới, có chút căng thẳng đi vào thang máy, ai, cô gái này, vẫn cho rằng chỉ là nâng đỡ lẫn nhau, bình thường cũng không có nghĩ tới chuyện yêu đương, cũng không có thân mật với đàn ông nào, cho nên có lúc một chút động tác tay chân cũng sẽ khiến họ hết sức căng thẳng. Nhã tuệ thở dốc một hơi, nghĩ mình ở gần bản điều khiển thang máy, liền muốn vươn tay nhấn tầng lầu phòng ăn, không ngờ một bàn tay khác cũng duỗi tới, cô sững suốt quay mặt sang, thấy gương mặt đẹp trai của Lâm Sở Nhai đang mỉm cười tới gần mình, mặt của cô đỏ lên, rút tay lại, Lâm Sở Nhai rất thân sĩ, còn đỡ hông của cô, để cho cô đứng gần bên cạnh mình, mới nói cẩn thận một chút, coi chừng bị đẩy ngã. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, trái tim của nhã tuệ nhảy thình thịch. Cửa thang máy ầm ầm đóng lại, vào lúc này chiếc audi pipic như là mũi tên nhanh chóng chạy nhanh đến đại sảnh trang hạo nhiên dừng xe xong lập tức xoay người nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đường khả hinh kêu nhỏ thân ái à trong lúc nhất thời đường khả hinh có chút căng thẳng muốn rút tay về trang hạo nhiên lập tức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô thực lòng nói người ta nói nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát vẻ mặt của đường khả hinh lộ ra khó xử nhìn về phía tổng giám đốc nói tổng giám đốc anh mới nuôi tôi không tới một ngày. Sau này sẽ nuôi mà, Trang Hạo Nhiên căng thẳng nói. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình bất đắc dĩ nhìn về phía người này. Cho nên, Trang Hạo Nhiên lại trịnh trọng nghiêm sắc mặt, nhìn về phía đường khả hình nói, mặc kệ chút nữa xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi, không xa không rời. Suốt cuộc đường khả hình cảm giác có chuyện có kỳ quái, liền có chút lo sợ nói, Tổng Giám Đốc, anh nói thực với tôi, có phải một chút nữa có việc xảy ra hay không? Nếu có, anh nói cho tôi biết trước một tiếng. Một chút nữa sẽ có chút chuyện. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên có chút hy vọng nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh hít mắt, nhìn ánh mắt của anh, hỏi chuyện gì? Tôi không thích ăn cơm một mình, cho nên một chút nữa cho dù có xảy ra chuyện gì, cô nhất định phải ở bên cạnh tôi, được không? Thân ái, có được không? Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả Hinh, có chút đáng thương hỏi. Đường khả hình nhìn vẻ mặt cực kỳ đáng thương của anh, chỉ đành phải nói, được rồi. Trang hạo nhiên nở nụ cười, lập tức cầm một cái hộp trang sức, đeo chuỗi ngọc cho cô, sau đó đeo lên cho cô hoa tai ngọc trai, nói tôi giống anh trai của cô hay không. Không giống, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhớ tới anh trai, không nhịn được cười nói, anh của tôi mới không hoa tâm giống anh. Trang hạo nhiên không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhanh chóng đi xuống xe, cũng hết sức phong độ dắt đường khả hình ra, nói. Đi thôi. Đường Khả Hinh đi ra xe, nhìn Trang Hảo nhiên cười sảng lãng, cô cũng không nhịn được cười, hai người cùng nhau vừa nói vừa cười đi tới phòng ăn ngựa tôn. Phòng ăn ngựa tôn. Trần Mạn Hồng đang khẩn trương thu xếp trong ngoài, tối nay phòng ăn đặc biệt có nhiều khách, mà bọn người lâm sở nhai bao một phòng lộ thiên, cho nên phân một nhóm nhân viên ở bên ngoài phục vụ, không ngờ thật vất vả trông chờ người chủ trì, không nghĩ tới tưởng thiên lỗi cũng tới, cô càng bận rộn hơn. Kể từ sau khi Tào Anh Kiệt đi khỏi, cô mới nghĩ tới tên trai đẹp này thật rất có ích. Lúc này, cô vừa căn dặn chuyên gia hầu rượu tới phục vụ khách ngồi phòng ăn Lộ Thiên, cũng đã nghe có người nói nhỏ tổng giám đốc Trang tới, ngay lập tức cô đi về phía bên trái phòng ăn, rất cung kính chờ đợi, sau đó thấy cửa thang máy mở ra, cô mới vừa muốn cung kính gọi nhỏ, lại thấy Đường Khả Hinh tối nay giống như biến thành một người khác, mặc váy ngắn màu trắng, đứng ở bên Trang Hạo Nhiên đầy phong độ thậm chí như một đóa hoa sen phát ra khí chất tao nhã cao quý, cô ngây ngẩn trong chốc lát, cảm giác từ trên người của đường khả hình lộ ra khí chất của một tiểu thư nhà giàu. Quản lý, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn thấy Trần Mạn Hồng, lập tức vui mừng gọi nhỏ. Trần Mạn Hồng ngơ ngác nhìn đường khả hình, thiếu chút nữa cũng nói không ra lời, thất thần thật lâu, quên mất trang hạo nhiên đứng ở một bên, an ủi cười nói, đã về rồi. Ừm, đường khả hình thật vui vẻ đáp lời vào đi thôi, Trang Hạo Nhiên cười rất sáng lạn, dắt Đường Khả Hinh bước nhanh vào phòng ăn Ngự Tôn, sau đó đi lên hai bậc thang, đi ra phòng ăn Lộ Thiên, cười nói, "Thật xin lỗi, đã tới chậm." Ầm, uhm, một tiếng như tiếng trống vang lên thật to. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở bàn ăn dài đang lườm nhìn anh giống như lão hổ, dường như muốn cắn chết anh ngay lập tức, anh khiếp sợ nhìn về phía bốn cầm thú bên cạnh, dùng ánh mắt hỏi, "Ai bán đứng tôi?" bọn người lâm sở nhai lập tức vụng về ho khan, khủ khủ khủ. Tưởng thiên lỗi hung hăng trợn mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, rồi hơi chuyển ánh mắt nhìn về phía đường khả hình bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt mới vừa căng thẳng đột nhiên dịu lại, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn về phía đường khả hình, từ trước đến nay luôn là một cô gái rất bình thường đơn giản, nhưng mặc vào váy sang trọng thuần khiết như vậy, mang giày cao gót, tóc ngắn chạm vai, duyên dáng yêu kiều đứng ở một bên, có chút ngượng ngùng, nhưng bất cứ lúc nào cũng có chút kiêu ngạo, giống như trời xanh cô ra đã có khí chất của một thiên kim tiểu thư. Hiện tại mới phát hiện, bọn lâm sở nhai cũng ngồi vào chỗ, nhìn về phía đường khả hình duyên dáng xinh đẹp như vậy cũng không khỏi mỉm cười, nhã tuệ ngồi ở bên cạnh lâm sở nhai, nhìn bạn thân tối nay rất xinh đẹp cũng vui vẻ bật cười nói, ôi, tối nay khả hình của tôi thật xinh đẹp nha. Đường khả hình có chút căng thẳng nhìn về phía mọi người, mới vừa muốn rời ánh mắt, lại nhìn thấy tưởng thiên lỗi đang ngồi ở một bên nhìn mình chằm chằm cô cũng nhìn thẳng ánh mắt anh không chút khách khí vị tiểu thư này là ai tiêu hào oánh mỉm cười đang cầm rượu đỏ tao nhã xinh đẹp hỏi trang hạo nhiên nhìn về phía tiêu hào oánh một cái trực giác cho biết cô chính là vị nữ ký giả kia hai mắt nhìn sang ánh mắt tràn đầy sát khí của tưởng thiên lỗi giống như chỉ cần cậu dám thừa nhận cậu có bạn gái tôi sẽ dóc xương cậu ném trong biển anh liền ồ một tiếng không dám nói lời nào, bởi vì giá cổ phiếu tập đoàn Á Châu Lao Dốc, cái này chính xác có quan hệ tới mình, đứng ở lập trường bạn bè với Tưởng Thiên Lỗi, tối nay nếu mình không hiến thân, giống như quá không có nghĩa khí. Đường Khả Hinh nhìn về phía ánh mắt sắc bén của Tiêu Hảo Oánh, quay đầu lại nhìn vẻ mặt Trang Hạo Nhiên căng thẳng do dự, cô suy nghĩ một chút, xem như hiểu ra, liền theo bản năng đưa tay nhét vào trong khuỷu tay Trang Hạo Nhiên, nhìn Tiêu Hảo Oánh mỉm cười nói, tôi là bạn gái của anh ấy. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi. Sắc mặt tưởng thiên lỗi lạnh lẽo, nhìn về phía đường khả hình. chương 204, em trai. Bạn, gái, hai mắt tiêu hảo ánh phát ra ánh sáng nghi ngờ, khẽ nở nụ cười hài hước nhìn về phía trang hạo nhiên, quyến rũ hỏi tổng giám đốc trang. Đây là thật sao? Ánh mắt tưởng thiên lỗi lộ ra lạnh lẽo nhìn về phía trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên liếc về phía anh, hơi căng thẳng quay đầu nhìn đường khả hình, thật cẩn thận hỏi, phải. Không, đường khả hình cười ngọt ngào nhìn Trang Hạo Nhiên, trong trẻo nói, phải. Tưởng thiên lỗi cười lạnh nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, phải hay không phải, còn phải hỏi sao. Trang Hạo Nhiên hiếu chút trột dạ liếc về phía tưởng thiên lỗi, có chút căng thẳng cười nói tổng. Tổng, tổng giám đốc tưởng, anh cũng ở đây sao? Tưởng thiên lỗi ngừng mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt, nhưng vẫn nở nụ cười nói, hôm nay tôi vừa định rời khỏi khách sạn, trong lúc vô tình nghe được bốn cấp dưới của cậu nói tổng giám đốc trang cậu hẹn ký giả nổi tiếng thế giới đến khách sạn chúng ta tụ họp, thấy cậu không có tới, tôi phải tận tình địa chủ chiêu đãi tiêu ký giả một chút, thuận tiện cũng muốn nhìn phong thái của tiêu ký giả, lúc này nói chuyện phiếm với cô ấy mới phát hiện ở nước Anh, tiêu ký giả vẫn vô cùng chú ý từng cử động của cậu. Hy vọng có thể phỏng vấn cậu, hy vọng có thể lấy được kinh nghiệm sự thành công của cậu, báo cáo cho xã hội này để cho nhiều người nhìn theo tấm gương cậu mà học tập. Đối mặt một ký giả có trách nhiệm với xã hội như vậy, lần này cậu phải tiếp đái tiêu ký giả thật tốt. Nếu chậm chế chút nào, cho dù xuất phát từ bạn bè hay đồng bạn hợp tác của cậu, tôi cũng không tha cho cậu. Trang Hạo Nhiên giống như người yêu, vô tội nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận chừng Anh. Tiêu Hào Oánh vẫn yên lặng lặng yên ngồi ở một bên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên người đàn ông phương Đông hoàn mỹ nhất trong truyền thuyết có một phần tư huyết thống Anh quốc nhưng không có một chút nét của người phương Tây, hết sức đẹp trai tài giỏi, mắt như vì sao lóe lên trong đêm tối, sống mũi cao thẳng hấp dẫn khiến lòng người sôi trào, môi mỏng khẽ nhấp nhẹ nhìn như bất cần đời, thật ra rất hấp dẫn, tối nay mặc một bộ tây trang màu trắng, thật sự tao nhã phong độ, cô khẽ cười một tiếng, mới chậm rãi đứng dậy. Phổ bày vóc người tiêu hồn của mình, từng bước từng bước đi về phía trang hạo nhiên, hai mắt lộ ra vô cùng mập mờ. Đường khả hình tựa vào bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn về phía tiêu hào ánh, trong lòng hiểu rõ ánh mắt của cô hướng về phía Trang Hạo Nhiên, liền im lặng không lên tiếng, đứng ở một bên. Tổng Giám Đốc Trang, hôm nay rất vinh hạnh gặp mặt anh ở dưới bầu trời Trung Quốc. Đuổi theo bóng dáng anh đã lâu, vẫn chỉ nghe tên, không thấy mặt thật của anh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên trí tuệ phi phàm. Xin chào, tôi là ký giả rút, tên tiếng Trung là tiêu hào ánh. Chấm ngoặc kép. Tiêu Hạo Ánh vừa nhìn ánh mắt sáng rực của Trang Hạo Nhiên, cảm giác trái tim của mình nhộn nhạo, vừa vươn tay. Trang Hạo Nhiên khôi phục tư thái tổng giám đốc, nhìn về phía Tiêu Hạo Ánh, mỉm cười vươn tay nói, rất hân hạnh được biết cô, thật xin lỗi, trước đó nhiều lần hẹn cô phỏng vấn, tôi đều không có thời gian. Tiêu Hạo Ánh mỉm cười nói, tổng giám đốc Trang có phong cách của anh, trước kia vẫn không có tiếp nhận phỏng vấn của bất kỳ truyền thông nào. Không ngờ hôm nay tôi mới vào khách sạn Á Châu, cũng đã nhận được lời mời của Lâm Phó Tổng, tôi thật sự cảm giác sâu sắc được quan tâm mà kinh sợ, phải biết, có thể lấy được thông tin trực tiếp từ anh, đối với cuộc đời tôi đây là chuyện cực kỳ trọng yếu. Nào có, nào có, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía tiêu hào ánh sôi nổi cười nói, ồ, thật không ngờ tiêu tiểu thư sinh ở Mỹ, nhưng nói tiếng Trung rất tốt. Lúc nhỏ cha tôi dạy tôi mặc dù sống ở nước ngoài, tôi vẫn một người Trung Quốc, làm một người Trung Quốc, Tại sao có thể không học tập tiếng mẹ đẻ, như vậy ở nước ngoài càng làm cho người ta cười nhạo." Tiêu hào oánh mỉm cười nói xong, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh ở trước mặt, vẫn vô cùng khách sáo cười nói, "Lần đầu tiên tôi tới Trung Quốc, thật sự phát hiện cô gái Trung Quốc có một loại khí chất dịu dàng thanh thoát, cô gái ngoại quốc lẫn Hoa Kiều không cách nào so sánh được, vị giai nhân bên cạnh tổng giám đốc trang thật giống như hoa sen mới nở." Trang Hạo Nhiên ôm nhẹ cái eo nhỏ nhắn của Khả Hinh, nói cô quá khen. "Chào cô." chấm ngoặc kép tiêu hào oánh mỉm cười nhìn về phía khả hình vươn tay đường khả hình nhìn ánh mắt bén nhọn của tiêu hào oánh giống như muốn đảo bới suy nghĩ của người ta có chút đáng sợ trái tim của cô chợt buộc chặt nhớ tới bài báo đáng sợ kia cô lo sợ mơ hồ nhưng vẫn mỉm cười vươn tay nói chào cô có ngại thân sĩ bên cạnh cô giúp tôi đi vào chỗ ngồi không tiêu hào oánh nhìn về phía đường khả hình mỉm cười hỏi hai mắt đường khả hình đảo một vòng nhìn thấy lâm sở nhai gật đầu một cái, cô lập tức giả bộ thoải mái cười nói, không ngại. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, tiêu hào oánh mỉm cười đưa cánh tay ngọc thon thon nhét vào trong khuỷu tay trang hạo nhiên, bầu ngực chọc giận gần như dán vào cánh tay của anh, mỉm cười nói tối nay thật là một buổi tối tuyệt vời. Những lời này nên để nam sĩ nói, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên thoải mái kẹp lấy hai cô gái cùng đi về phía bàn ăn, sau đó kéo ghế bên phải bàn dài hình vuông, nhìn về phía tiêu hảo oánh nói mời ngồi cảm ơn chấm ngoặc kép tiêu hảo oánh mỉm cười gật đầu ngồi xuống đường khả hình đứng ở một bên cũng đi về phía chỗ ngồi của mình muốn vươn tay nắm cái ghế kéo ra ngồi xuống khụ chấm ngoặc kép tô lạc hoành đột nhiên cầm ly nước ho lớn một tiếng đường khả hình mới vừa muốn kéo ghế nghe được tiếng ho khan cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía tô lạc hoành anh nhìn mình im lặng lắc đầu một cái cô suy nghĩ một chút liền đứng tại chỗ nhìn trang hạo nhiên đã đỡ tiêu hảo ánh ngồi xuống rồi đứng lên đi tới trước mặt của mình hết sức đẹp trai mỉm cười với mình mới vươn tay đỡ nhẹ hông của mình nói nào ngồi đây ừm um, chấm ngoặc kép đường khả hinh tươi cười khẽ đáp cùng trang hạo nhiên đi tới vị thứ hai nhìn trang hạo nhiên rất thân sĩ kéo ghế ra cho cô nói ngồi đi cảm ơn chấm ngoặc kép đường khả hinh mỉm cười vào chỗ vừa ngồi xuống vừa nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi vị thứ nhất ở bên phải, ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt như dã thú của tưởng thiên lỗi đang lường mình, vẻ mặt của anh lộ ra ngượng nghịu, ở phía dưới bàn nhẹ nhàng nhấc chân lên giả bộ giống như người đẹp cả cả đầu gối của tưởng thiên lỗi, tưởng thiên lỗi nhất thời tức giận, đưa chân ra dẫm mạnh một cái. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình đau đớn kêu lên. Tất cả mọi người cũng mất hồn nhìn về phía đường khả hình, nói cô làm sao vậy? Đường khả hình đau đến mặt cũng dịn mồ hôi, nhưng miễn cưỡng cười nói, không có. Không có, không có việc gì, đột nhiên bụng có chút không thoải mái. Tưởng thiên lỗi cũng đau lòng nhìn về phía đường khả hinh. Trang hạo nhiên đoán chừng biết có chuyện gì xảy xảy, liền vươn tay ôm nhẹ eo nhỏ của cô, rất đồng tình với cô, nói có thể là đói bụng rồi, ngượng ngùng quá. Đường khả hinh cũng không tức giận nhìn trang hạo nhiên một cái. Tưởng thiên lỗi nhìn hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau. Tiêu Hào oánh ngồi ở bên cạnh Đường Khả Hinh, nhưng mặt nhìn sang, cô bé này mắt to trong suốt dáng dấp động lòng người, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào, giữa môi dưới hơi lõm, hết sức hấp dẫn đẹp mắt, liền mỉm cười nói, lúc trước vẫn viết bài về tổng giám đốc Trang, chỉ nghe tổng giám đốc Trang có tình cảm chân thành với một nữ họa sĩ, thật không ngờ hồng phấn gia nhân chính thức ở tại Trung Quốc. Vị tiểu thư này nhìn rất quen mắt. Trang Hạo Nhiên lập tức mỉm cười vươn tay ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực mới nói thư ký của tôi, đường khả hình. Sắc mặt tiêu hào ánh đột nhiên ngưng tụ, nói cô ấy là nhân vật chính trong sự kiện thị trưởng phu nhân rơi xuống biển. Lời này vừa nói ra, không khí có chút căng thẳng. Sắc mặt của đường khả hình có chút cứng ngắc, mọi chuyện xảy ra ngày đó làm mình không nhịn được run rẩy. Trang hạo nhiên lập tức nhẹ ôm bả vai đường khả hình hơi run rẩy, lạnh lẽo, nói, ngày đó chúng tôi chính thức xác định quan hệ tình cảm đường khả hình và tất cả người biết chuyện nhìn chằm chằm nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi cũng hơi nheo mắt nhìn về phía anh ngày ấy xác định quan hệ tình cảm thế nào tiêu hào oánh có chút không hiểu hỏi sắc mặt trang hạo nhiên có chút nghiêm túc có chút thâm tình nhìn đường khả hình cầm bàn tay nhỏ bé của cô như muốn cầu hôn với người ta đường khả hình trợn to hai mắt nhìn anh chấp chấp lại chấp chấp ngày ấy chấm ngoặc kép Trang Hạo Nhiên vươn tay vén nhẹ tóc ngắn trước chán đường Khả Hinh, dịu dàng nói, em và Như Mạt nói chuyện, thật ra đều là vì anh. Tô Lạc Hoành cắn chặt ngón giữa, lâm sở nhai rất cảm xuống, lãnh mặc hàn và tào anh kiệt cùng nghiêng mặt nhìn về phía anh, tưởng thiên lỗi cũng chừng anh, nhã tuệ không cần phải nói, nhìn anh con người muốn rất ra ngoài. Ai, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nắm bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh nói, Như Mạt và anh Thanh Mai chúc mã từ nhỏ đến lớn, anh biết rõ ở trong lòng của cô ấy anh rất quan trọng. Nhưng anh không ngờ cô bé này lại ăn giấm chua của anh. Như mặt lớn tuổi hơn cậu đấy, cậu em. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở anh. À, là ăn giấm của em trai. Chấm ngoặc kép, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không đổi sắc, thở dài một hơi nói, có thể là vậy, lúc cô ấy kết hôn, tôi cũng ghen tị, có lẽ là vì hai người không ngờ tới, ngày đó sau khi tôi và Khả Hinh xác định quan hệ tình cảm, như mạt liền nói với Khả Hinh một chút chuyện lúc tôi còn nhỏ. Đúng rồi, ngày ấy rốt cuộc như mạt nói gì với em hả? Anh vẫn chưa có hỏi em. Anh rất muốn biết. Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt nhìn ánh mắt thâm tình của Trang Hạo Nhiên. Cô chớp chớp mắt, con người đảo qua phía tiêu hảo ánh, mới ổ một tiếng nói cô ấy. cô ấy. Cô ấy, cô ấy. Mọi người cùng nhau nín thở yên lặng nhìn về phía cô. Cô ấy, chấm ngoặc kép. Đường khả hình buồn bực nhìn Trang Hạo Nhiên, thật gian nan nuốt một ngụm nước bọt nói, cô ấy dặn dò em chăm sóc cho anh thật tốt. Sau này, phải, phải, sạc pin điện điện thoại di động cho anh, mua khăn lông và ngủ không nên nằm sấp. Cô nói sằng bậy. Ồ, Lâm Sở Nhai ra vẻ tin thật cười nói, thì ra ngày đó mọi người tán gẫu chuyện này. Đã lâu như mà tiểu thư lâu không có liên lạc với tổng giám đốc, vẫn còn nhớ thói quen của anh ấy à. Ồ, chơi à, Trang Hạo Nhiên thật vui vẻ nắm tay đường khả hinh, cười nói thì ra là vậy. Tôi cảm động quá, như mặt vẫn nhớ một người anh trai tôi đây. Em trai, tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi nói, chương 205, tôi không muốn. Cũng bởi vì, như vậy, cho nên thị trường phu nhân trượt chân rơi xuống biển sao. Tiêu Hảo Ánh có chút không hiểu cười hỏi. Dĩ nhiên không phải, đường khả hinh lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Hảo Ánh, biết cầu tưởng thiên lỗi cũng vô dụng không bằng tự cứu mình cô hết sức chân thành nhìn về phía tiêu hào oánh như học sinh tiểu học trả bài cho cô giáo nói khi đó cô ấy nói xong trái tim có chút không khỏe nên đứng không vững tôi liền muốn đi gọi người tới không ngờ cô ấy đột nhiên hôn mê bất tỉnh tôi liền đỡ cô ấy không ngờ tôi đỡ không kịp thiếu chút nữa tôi rơi xuống biển cô là ký giả xin nhất định làm sáng tỏ chuyện này dùm tôi tiêu hào oánh nhìn đường khả hình hết sức cảm thấy hứng thú hỏi được vậy sau đó, sau đó như mà tiểu thư nắm được tôi. Sau đó lúc tôi cố gắng bỏ lên trên, cô ấy lại không cẩn thận rơi xuống biển. Đây là sự thật, đường khả hinh khẳng định nói. Khi đó, tôi lập tức muốn nhảy xuống biển cứu cô ấy, không ngờ bị hạo nhiên kéo lại. Cô gọi tên người ta thật thuận miệng. Tại sao vậy, trang hạo nhiên đột nhiên nhìn về phía đường khả hinh, không nhịn được hỏi. Khi đó, anh lo lắng cho em mà, đường khả hinh nhìn về phía trang hạo nhiên rất lo lắng, rất phối hợp diễn kịch nói, anh nói, nếu như em gặp chuyện không may, anh cũng không muốn sống. đúng vậy. chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên liếc đường khả hình, không nhịn được cười. sau đó thì sao? đối với chi tiết này, tiêu hào oánh cũng không hiểu rõ, nhưng cô là người truyền thông, theo bản năng muốn biết sự thật. sau đó, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn về phía ánh mắt khinh bỉ của tưởng thiên lỗi nhìn mình, vẻ mặt anh không thay đổi nói, sau đó. Tôi nhảy xuống. Tất cả mọi người đều nhìn người không biết xấu hổ này. Đường khả Hinh không nhịn được cười. Anh nhảy xuống, tiêu hảo oánh có chút kinh ngạc nhìn về phía trang hạo nhiên, không thể tin nổi nói, người do anh tìm được. Dĩ nhiên không phải, không có tìm được, sau đó tổng giám đốc tưởng chúng ta. Nhảy xuống, cuối cùng tìm được, trang hạo nhiên miễn cưỡng cười nói, không dám giành công. Tổng giám đốc tưởng, cũng nhảy xuống, Tiêu Hào Oánh có chút ngạc nhiên cười hỏi, có người nằm cũng trúng đạn. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, nhìn thấy hai vị thần tiên ở phía đối diện đang nhịn cười rồi nghiêm mặt nhìn mình, anh tức giận hơi do dự một lúc. Mọi người cũng căng thẳng nhìn về phía anh. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đảo quanh, tức giận nói, nhảy xuống. Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Trang Hạo Nhiên nhịn cười, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, anh trai, khi đó rốt cuộc tôi cảm thấy hai chúng không thể thiếu nhau vận mệnh của chúng ta luôn gắn chặt nhau mặc dù từ nhỏ như mặt sợ người anh trai anh yêu thích người em trai tôi đây nhưng anh vẫn không chấp nhận vĩ đại nhảy vào trong biển lạnh lẽo tôi rất cảm động thật ra tôi biết rõ khi đó anh rất lo lắng cho cô ấy đồng thời cũng lo lắng cho tôi lúc tôi thấy anh ở trên mặt biển gọi đi gọi lại hạo nhiên hạo nhiên cậu ở đâu mặc dù lúc đó tôi đang bồng bềnh trên mặt biển vẫn đưa ra quyết định trọng nhất trong cuộc đời mình là Nếu có một ngày, tôi chết, tôi nhất định sẽ lập di trúc giao hoàn cầu lại cho anh. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên, hai mắt lạnh lẽo, tay nắm chặt góc bàn. Qua, wow, tiêu hào oánh giơ tay lên vỗ hai cái, mới mỉm cười nói, không ngờ thì ra tin tức phía sau còn có một sự tích như vậy, nghe nói thị trưởng phu nhân dịu dàng xinh đẹp động lòng người, mơ mộng, là người đẹp nhất phương đông đáng tiếc Ami đoạt giải thưởng quả cầu vàng đã làm kinh ngạc thế giới. Danh hiệu người đẹp nhất phương Đông đã bị viết lại, nhưng cho dù thế nào, thị trưởng phu nhân có thể được hai vị tổng giám đốc hết lòng yêu mến, thật sự làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, nhìn Trang Hạo Nhiên đoạt giải ảnh đế Oscar. Trang Hạo Nhiên vẫn đắm chìm trong trò đùa, nhìn về phía tưởng thiên lỗi như tràn đầy tình cảm. Tiêu Hảo ánh chắc mắt nhìn về phía tưởng thiên lỗi và Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ một lúc, Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn tình thâm nhìn Tưởng Thiên Lỗi như vậy, Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cô không nhịn được vươn tay khua nhẹ một vòng ở trước mặt Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói em. Em, em đói rồi. Lúc này Trang Hạo Nhiên mới quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, đột nhiên cười một tiếng, vỗ nhẹ mặt của cô nói, bảo bối, thật xin lỗi, để cho em đói bụng. Mang thức ăn lên đi. Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, nghe thấy trợn mắt há mồm sau đó nhìn trang hạo nhiên giơ tay nói gọi món ăn đầu óc choáng váng gật đầu đáp vâng cô vội vã đi vào bên trong thu xếp tào anh kiệt ngồi ở đầu kia mỉm cười nhìn về phía bóng lưng trần mạn hồng hai mắt cũng biến thành màu hồng được được đừng dày vỏ ánh mắt như thế nữa lúc này tôi nghe câu chuyện tình yêu vĩ đại của tổng giám đốc trang và tổng giám đốc tưởng tôi cũng muốn nôn rồi cậu đừng cho tôi nhìn thêm nếu cậu thích thật nhanh kéo cô ấy đến góc tường cường hôn đi lâm sở nhai đã không nhịn được muốn nôn tào anh kiệt liếc anh không khách khí nói đừng giả bộ nghiêm trang với tôi mỗi ngày anh ở bên phụ nữ sáng trưa chiều tối đến nửa đêm ghê tởm hơn nhã tuệ ngồi ở một bên cầm ly nước uống một hớp nhỏ cậu có thể giữ cho tôi chút mặt mũi ở trước mặt của nữ sĩ hay không lâm sở nhai tức giận nhìn về phía tào anh kiệt nói tào anh kiệt khinh bỉ nói sớm muộn gì cô ấy cũng biết anh làm ác cút Lâm sở nhai lập tức cầm ly nước, bày ra vẻ mặt thâm tình trọn đời không thay đổi, nhìn nhã tuệ nói cô đừng nghe cậu ta. Nhã tuệ miễn cưỡng cười cười. Bữa ăn tối sắp bắt đầu. Bên trong phòng ăn đi ra vài người nghệ sĩ vĩ cầm và giàn nhạc nhỏ, mọi người im lặng ngồi ở ban công, sau đó những nghệ sĩ vĩ cầm mặc váy trắng, ánh mắt nồng nàn nhắm lại, bắt đầu kéo một khúc nhạc Trung Quốc cổ điển, hóa bướm, ngón tay ngọc thon dài của những nghệ sĩ vĩ cầm nhẹ nhàng chạy trên ở trên dây đàn, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng nhạc du dương tạo nên hiệu quả hết sức lãng mạn. Tiêu Hào oánh đón gió biển mát mẽ, nghe khúc nhạc du dương, mỉm cười nói, khách sạn Á Châu làm cho người ta cảm giác như ở nhà, chăm sóc khách hàng tỉ mỉ, nhiệt tình chân thành, chuyên nghiệp không ai bằng, không biết là vị nào biết tôi yêu văn hóa Trung Quốc, cho nên đặc biệt kéo khúc hoa bướm cho tôi, đây là khúc nhạc tôi và bà nội thích nhất. Lâm Sở Nhai mỉm cười nói, đây là tổng giám đốc chúng tôi cố ý giao đãi. Tiêu Hảo Oánh nghe xong liền nhìn chằm chằm về phía Trang Hạo Nhiên, lộ ra tán thưởng không che giấu chút nào, nói tổng giám đốc Trang là người làm việc cởi mở, không chút để ý vui đùa, làm cho người ta cảm thấy rất nhẹ nhõm, phong cách làm việc nhanh chóng và tỉ mỉ, thật là một người đàn ông tốt hiếm có. Trang Hạo Nhiên đưa tay cầm nước ấm, uống một hớp nhỏ, nhìn về phía Tiêu Hảo Oánh, im lặng cười một tiếng. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhớ tới lúc này từ trong cửa hàng quần áo đi ra, anh vừa nghe điện thoại vừa cùng Lâm Sở Nhai nói đến chuyện có liên quan một ký giả. Sau đó ở bên trong xe anh liền mở âm nhạc, chọn vài khúc violin, rốt cuộc chọn được một bài mình hài lòng, mới cười. Cô nhớ tới chuyện này liền cảm giác anh thật sự là một người lãnh đạo khách sạn rất xuất sắc. Có lẽ do cảnh sắc, có lẽ bị vẻ ngoài của người đàn ông trí tuệ ở trước mặt làm cho mê hoặc có lẽ do khúc violin du dương, làm lòng người nổi sóng mênh mông, tiêu hảo ánh chậm rãi đứng dậy, đi về phía trang hạo nhiên, nhìn người đàn ông trước mặt, mỉm cười nói trong ánh đèn xinh đẹp và nhạc khúc thế này, có thể. Nhảy với tôi một bản hay không? Không cần chú ý đến nhịp điệu, không cần chú ý đến bước chân, nhảy với tôi một bản. Trang hạo nhiên có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tiêu hảo ánh, cảm giác một làn gió biển thổi mạnh, phất lên làn váy tơ tầm của cô, lộ ra nửa bầu ngực tròn lẳng và đôi chân dài làm cho cô thật hết sức hấp dẫn nhưng anh lại có chút bất đắc dĩ nhìn đường khả hình lúc này tiêu hảo oánh mới nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói đường tiểu thư vừa rồi thật thất lễ quên xin phép ý kiến của cô có thể để cho bạn trai của cô nhảy với tôi một bản không ánh mắt đường khả hình khẽ đảo nhìn ánh mắt đáng thương của trang hạo nhiên mình cũng hết sức đồng tình với anh nhưng biết không thể từ chối liền cười khổ nói tốt hai mắt trang hạo nhiên lóe lên, con người di chuyển tới trên người của tưởng thiên lỗi. Động vật thú tính này đang thèm muốn nhìn mình, bất cứ lúc nào cũng há mồm ra giống lên. Anh vội vàng đứng lên, hết sức phong độ đưa tay về phía tiêu hảo oánh. Tiêu hảo oánh liền vươn tay đặt vào trong lòng bàn tay của trang hạo nhiên. Sau đó trong khúc nhạc đang vang lên hai người đi tới khoảng trống bên cạnh bàn ăn bên ban công, đứng ở chỗ trống trải trên bong thuyền, nhẹ nhàng ôm nhau khẽ di chuyển bước chân, thản nhiên khiêu vũ, Người trên bàn ăn đều nhìn ngây người, nhìn Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng vô cùng đẹp trai, hết sức phong độ ôm lấy vóc người cao gầy, hấp dẫn của Tiêu Hạo Oánh khiêu vũ hết sức lãng mạn làm cho khách trong phòng ăn đều không khỏi nhìn về phía bọn họ. Đôi tay Tiêu Hạo Oánh nhẹ nhàng đặt lên bả vai Trang Hạo Nhiên, sau đó khẽ ôm chặt cổ của anh, mập mờ phong tình ngẩng đầu lên, có chút mê đắm nhìn người đàn ông mình theo đuổi đã lâu, sâu kín nói, "Bài báo của tôi, anh thích không?" Trang hạo nhiên ôm khẽ vòng eo nhỏ của Tiêu Hảo Oánh, thậm chí cảm thấy quần lót ren của cô chỉ có một sợi dây. Đôi tay hơi di động khẽ vuốt ve chỗ trung hấp dẫn của cô, hai mắt lộ ra chút ánh sáng nói: "Cô cứ nói xem, đây là món quà tôi tặng cho anh." Chấm ngoặc kép Tiêu Hảo Oánh nhìn Trang Hạo Nhiên, sâu kín nói: Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, mỉm cười nhìn cô. Tiêu Hảo Oánh im lặng tiến lên một bước, để cho bầu ngực sữa cách lấp lụa mỏng dán vào trước ngực anh, khẽ lắc lưỡi eo nhỏ nhắn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt của cô. Đám người Tào Anh Kiệt không bình tĩnh nữa, nuốt một ngụm nước bọt nói, "Dán lên rồi, trời ạ." À. "Dán?" Lâm Sở nhai nghiêng người muốn nhìn nửa bầu ngực tròn lẳng của Tiêu Hạo Oánh, đáng tiếc chỉ thấy một chút, anh lại nghiêng người một chút nữa. "Dán lên rồi." chấm ngoặc kép, một giọng nữ yếu ớt nhắc nhở anh. Anh hơi sừng sốt, quay đầu nhìn Nhã Tuệ đang nhích qua một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn về phía anh anh cười một tiếng, có chút ngượng ngùng ngồi thẳng người, ho khan, tiếp tục nhìn nhân viên phục vụ đã đưa lên bữa ăn Tây rất phong phú. Có tôm hùm thân gai, trứng cá muối hoàng kim, ốc đồng hấp cách thủy. Anh nhìn thoáng qua từng món ăn mặt trước, chân thành nhìn Nhã Tuệ nói cô muốn ăn gì. Nhã Tuệ chỉ tùy ý cười cười. Tưởng thiên lỗi im lặng không nói, ngồi tại chỗ nhìn ánh mắt của đường khả hình giống như thật đói bụng nhìn Tô Lạc Hoành có thể ăn bữa tối thoải mái, Liền thật tò mò dùng cái muỗng màu vàng chọn một chút trứng cá muối ăn, ánh mắt sáng lên, quả nhiên ăn thật ngon, cô Ngạc Nhiên dùng dao nĩa, rất lưu loát ăn ốc đồng hấp cách thủy chấm nước sốt do đầu bếp đặc chế, thật sự rất tuyệt, cô càng ăn càng thèm, lấy thêm một miếng bánh mì, chọn một chút trứng cá muối đặt ở trên mặt, rồi chăm chú ăn. Nhã Tuệ thường nói cô là một quỷ tham ăn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô một cái, đột nhiên mở cúc áo tây trang, cởi tây trang đen ra, mặc áo sơ mi đen và quần tây đen lộ ra thân hình kiêu ngạo của mình, đứng lên, xoay người đi qua bàn ăn, đi thẳng tới trước mặt của đường khả Hinh, duỗi tay về phía cô nói, bạn trai của cô cũng khiêu vũ với người ta rồi, cô cũng không thể ngồi một mình. Tôi và cô nhảy một bản. Trong miệng đường khả Hinh còn nhai miếng bánh mì, quay đầu, phình mặt nhìn vẻ mặt hung hăng của tưởng thiên lỗi, cô lập tức lắc đầu một cái nói tôi. Tôi không muốn. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 205.